Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 13. Ngày hôm qua ta nhìn thấy mấy vị nghịch thiên tài tuấn của Nam Thái Phủ tiến vào Vạn Tượng Tháp, xem ra Bách Tháp Bảng lại muốn phát sinh thay đổi rồi. Quả nhiên không hổ là nghịch thiên tài tuấn, xuất thủ bất phàm, Kỷ Phong này ở trong nghịch thiên tài tuấn cũng coi như là cấp bậc đứng đầu, có thể nói là đệ nhất nhân cùng cảnh giới. Có mấy đại nhân vật đều sinh ra hứng thú đối với Kỷ Phong, muốn lôi kéo hắn, thu làm môn khách. Kỷ gia mặc dù đang xưng bá Nam Thái Phủ, nhưng mà trong mắt mấy đại nhân vật nơi này lại không coi ra gì. Vô địch cùng cảnh giới, thật là chê cười. Một cái hậu bối mới vừa gia nhập Vạn Tượng Tháp mà thôi, nếu như ta mẩn thắng hắn chỉ cần 3 chiêu. Hai cái thanh âm mới vừa rồi đều còn ở bên ngoài 10 dặm, nhưng mà sau một khắc chủ nhân của thanh âm cũng đã phá gió mà đến, bay đến tầng thứ 4 của Diễn Vũ Chiến Tháp. Đây là hai nam tử có khí độ bất phàm. Một người mặc kim sắc trường bào, một người mặc ngân sắc trường bào, chủ yếu nhất là hai người bọn họ cũng sinh trưởng con mắt thứ 3, một con mắt kia ở chỗ mi tâm bắn ra kim sắc cùng ngân sắc quang mang, lộ ra vẻ hết sức thần dị. Kim sắc Nguyệt Luân Thiên Nhãn cùng ngân sắc Nguyệt Luân Thiên Nhãn. Chỉ bất quá Nguyệt Luân Thiên Nhãn của bọn họ đều là hậu thiên tu luyện mà ra, giống như một pháp khí lợi hại, mà không giống như Kỷ Phong, Nguyệt Luân Thiên Nhãn của hắn chính là bẩm sinh. Hai nam tử này đều có cảnh giới thần cơ đỉnh phong, hơn nữa khí thế cường đại, thân có khí tượng, từng người đều không yếu hơn so với Kỷ Phong. Đây là hai hung nhân của thần thông tháp, 9 năm trước đã là thần cơ đỉnh phong, có thể miểu sát tu sĩ cùng cảnh giới, bế quan 9 năm, tế luyện chiến hồn cốt điêu dị thú, 9 năm này đều không tiếp xúc với ngoại giới, không nghĩ tới hôm nay lại xuất quan. 9 năm này tu vi của bọn hắn sợ rằng đã tích lũy đến một cái độ cao kinh khủng. Bọn họ đã có cơ sở để trùng kích cảnh giới thần cơ đại viên mãn rồi, nhưng mà vì củng cố thần cơ đến trạng thái mạnh nhất, bọn họ như cũ không đột phá cảnh giới. Kỷ Phong rốt cuộc mở mắt ra, hướng tới bên ngoài Diễn Vũ Chiến Tháp nhìn một chút, nhưng mà lại như cũ không nhìn thấy bóng dáng của Phong Phi Vân. Còn kém nửa canh giờ nữa mới tới giữa trưa, hắn còn có thể đợi thêm nữa. Tầng chiến tháp này chính là chỗ diễn vũ của huynh đệ chúng ta, mời các hạ rời đi. Kim bào nam tử bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, cước ở trên mặt đất hiện ra một phiến lớn kim sắc khí lãng, ngưng tụ thành quỷ vân chiến vụ, gào thét nhào tới. Kỷ Phong như cũ không nhúc nhích, kim sắc khí lãng kia sau khi kéo dài đến dưới chân của hắn, liền lấy khí thế càng hung mãnh phản công trở về. Oanh! Kim bào nam tử hừ lạnh một tiếng, chấn tan một phiến kim sắc khí lãng kia. Nếu như các hạ đã không thức thời như vậy, ta đây sẽ tới chơi với ngươi. Trong Nguyệt Luân Thiên Nhãn ở mi tâm của Kim Bào Nam Tử lao ra một đầu dị thú chiến hồn cao 7 thước, giống như một đầu cốt điêu, đã có niên kỷ 500 năm. Cốt điêu ở trong dị thú cũng coi như là tồn tại cường đại, huống chi là cốt điêu đã tu luyện 500 năm, lại càng là cường đại trí cực. Kim Bào Nam Tử hao tổn 9 năm mới luyện hóa chiến hồn cốt điêu vào trong Nguyệt Luân Thiên Nhãn ở mi tâm được, để cho lực lượng của hắn tăng lên ước chừng gấp 3 lần. Không phải là ta không thức thời, mà là ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Kỷ Phong nguy nhiên bất động, thân như cổ tùng. Muốn chết, Kim Bào Nam Tử ở 9 năm trước cũng đã có thể miểu sát tu sĩ thần cơ đỉnh phong, 9 năm sau tu vi tăng lên gấp 3, tự tin ở thần cơ đỉnh phong đã là vô địch, tự nhiên không để Kỷ Phong vào trong mắt. Cốt điêu chiến hồn cùng Nguyệt Luân Thiên Nhãn ở mi tâm kết hợp, bộc phát ra một phiến kim sắc đại dương, có vô số cốt điêu khổng lồ ở trong kim sắc hải dương lao ra. Đây là một bộ hình ảnh chấn động nhân tâm, cả tầng thứ 4 của Diễn Vũ Chiến Tháp đều bị kim quang tràn ngập, có vô số cốt điêu khổng lồ đang trường khiếu giữa kim quang. Oanh! Một tiếng vang thật lớn từ trong diễn vũ trường truyền đến, tựa như một tiếng thần lôi vang lên, kim quang đầy trời đều bị chấn nát, tất cả cốt điêu đều biến thành bụi mù. Kỷ Phong vẫn đứng tại chỗ, không hề tổn hạo, chéo áo không bị bất lên, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng nhúc nhích qua. Kim bào nam tử kia cũng đã thối lui đến chừng hơn 10 trượng, kim bào trên người vỡ vụn ra mấy khối, phát quan trên đầu cũng rơi xuống mặt đất. Đồng loạt ra tay, kim bào nam tử cùng ngân bào nam tử đồng thời xuất thủ, trong Nguyệt Luân Thiên Nhãn nơi mi tâm của riêng mình lao ra một đầu cốt điêu chiến hồn, kim sắc đại dương cùng ngân sắc đại dương mỗi bên chiếm một nửa. Kim hải cùng ngân hải tựa như một bức kim ngân thái cực đồ khổng lồ hướng Kỷ Phong đụng tới. Tất cả mọi người đều nín thở. Không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào một màn ở trước mắt này,
lực lượng của một bức kim ngân thái cực đồ này quả thực quá chấn nhiếp tâm thần. Oanh! Kim ngân thái cực đồ vỡ tan, kim bào nam tử cùng ngân bào nam tử đồng thời bị ném ra ngoài, thân thể còn đang ở giữa không trung liền tự động vỡ thành hai mảnh lại vỡ thành bốn đoạn nứt ra thành tám khúc. Hai tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới thần cơ đỉnh phong lại bị Kỷ Phong dùng một chiêu oanh nát, thân thể vỡ ra thành 128 khối, mảnh nhỏ của kim bào cùng ngân bào ở trong không khí bay múa giống như hồ điệp, phía trên còn nhuộm máu tươi đỏ bừng. Kỷ Phong vẫn đứng tại chỗ, ngón tay gõ gõ vết máu trên ống tay áo, đạm mạc mà nói. Hai tên tài trí bình thường, giết các ngươi quả thực là làm bẩn tay của ta. Nói xong lời này liền lại nhắm mắt dưỡng thần. Chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh. Này, hai hung nhân này thế nhưng cũng một chiêu mà bại, bị Kỷ Phong gọi là tài trí bình thường, hơn nữa còn chết ở đương tràng, Kỷ Phong rốt cuộc đã cường đại đến bực nào. Rốt cuộc người phương nào mới xứng cho hắn xuất thủ. Căn bản không có người có thể chống đỡ được với hắn, đây là một cỗ lực lượng không thể ngăn cản. Nhãn lực của công chúa quả nhiên lợi hại, Kỷ Phong còn chưa dùng hết toàn lực cũng đã có thể là đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới rồi, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Ngọc Công Công cười nịnh nói. La Phù công chúa cũng không nói lời này, chỉ là thản nhiên cười, khiến cho hai thiếu nữ nâng nghi Trượng Bình Phong đều nhìn đến ngây dại, cũng chỉ có gặp được tuyệt thế thiên tài chân chính thì công chúa mới cười đến đẹp như vậy. Kỷ Phong rốt cuộc là đang đợi người nào? Trong lòng của mỗi người đều đang hiện lên cái nghi vấn này, ngay cả đại nhân vật của thế hệ trẻ cùng La Phù công chúa đều không ngoại lệ. Thời điểm mặt trời lên đến đỉnh, Phong Phi Vân mới ngồi trên Bạch Ngân Phi Chu chạy tới, xuống Bạch Ngân Phi Chu liền không nhanh không chậm leo lên một tòa sơn phong, nhìn đến một tòa cửu tầng diễn vũ tháp đang huyền phù ở trên không trung. Đang ở thời điểm ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn đến tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp, Kỷ Phong cũng mở ra hai mắt, TNG ánh mắt bắn ra hai luồng hỏa vân, giống như là có cảm ứng, từ xa xa nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau. Đây là một loại trùng hợp kỳ quái, không, đây không phải là trùng hợp, đây là một loại cảm ứng giữa thiên tài chân chính, cũng chỉ có loại linh giác biến thái vượt xa thường nhân hơn 9 lần của Phong Phi Vân cùng Kỷ Phong mới có thể sinh ra loại thời cơ này. Chiến ý của Kỷ Phong đã hoàn toàn bị kích thích, ca bản cũng không có quá trình kéo lên nửa phần. Thời điểm một khắc kia khi hắn thấy Phong Phi Vân, một cỗ lực lượng vĩ ngạn cũng đã tràn ngập toàn thân hắn. Phong Phi Vân cũng là như thế, chiến ý xông lên đỉnh phong. Hai người mặc dù còn cách nhau khá xa nhưng mà lại phảng phất đã gần trong gang tấc, tay không đánh na hu. Yêu ma chi tử từng chiến cự kình, để cho Kỷ Phong nhiệt huyết sôi trào. Phong Phi Vân cũng xem Kỷ Phong trở thành một kẻ địch hết sức đáng sợ, kim sắc huyết dịch trên người liền như giang hà bôn đào, mãnh liệt trùng tới. Rốt cuộc xuất hiện, thì ra người Kỷ Phong đợi chính là hắn. Tất cả tu sĩ đều hướng phía sau nhìn lại, thấy được Phong Phi Vân đứng ở trên đỉnh sơn phong cũng là đứng thẳng tắp, liền giống như một thanh thần kiếm sắp ra khỏi vỏ. Hắn có thực lực đánh một trận với Kỷ Phong sao? Cũng có người tỏ vẻ hoài nghi, dù sao Kỷ Phong thật sự quá cường đại, cùng cảnh giới không có người nào có thể địch lại một chiêu của hắn. Ở một khắc mọi người ở đây quay đầu đi, lại phát hiện thân ảnh của Phong Phi Vân ở phía sau đã biến mất, không còn tung tích, chẳng lẽ hắn khiếp chiến mà chạy. Thời điểm mọi người xoay đầu lại phát hiện Phong Phi Vân đã hạ xuống tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp, liền đứng ở đối diện với Kỷ Phong, tử sắc cẩm bào trên người giống như thiết thủy đúc thành, đầu tóc cũng bền bỉ giống như huyền thiết cương ti, cuồng phong thổi qua nhưng lại là không cách nào nhấc lên một phiến chéo áo, cũng không cách nào lay động một sợi tóc. Giữa trưa, liệt nhật như hỏa lô, đốt thiên địa mà nấu chảy vạn vật. Diễn vũ chiến tháp phương viên mấy chuông dặm, đều bao phủ ở trong một cỗ không khí khẩn trương, tốc độ lưu chuyển của không khí càng lúc càng nhanh, giống như giang hà đang lao nhanh, phách ra sóng lớn ngập trời. Tu sĩ trong mấy tầng diễn vũ tràng khác cũng cảm nhận được cỗ khí áp đột nhiên mà tới này, vốn là đang chém giết kịch liệt lại đều là không hẹn mà cùng chậm lại tốc độ. Hắn là ai, lại dám đánh một trận với Kỷ Phong? Ta nhìn thấy trong đan điền của hắn có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, căn bản không nhìn ra được tu vi chân thực của hắn, bất quá từ khí tức phát ra trên người hắn đến xem, cũng không yếu hơn so với Kỷ Phong. Hừ, mới vừa rồi khí thế của hai hung nhân kia cũng không yếu hơn Kỷ Phong, nhưng mà lại như cũ một chiêu liền bị đánh chết, có đôi khi lực chiến đấu mới là tiền vốn để nói chuyện. Trừ phi hắn đã đạt tới thần cơ đại viên mãn, mới có thể đánh một trận với Kỷ Phong.
Kỳ Phong đã là vô địch trong cùng cảnh giới rồi. Phong Phi Vân tới vô thanh vô tức, nhưng mà khi hắn vừa mới đứng ở tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp, liền hấp dẫn hơn phân nửa học viên đang xem chiến, những người này tự nhiên không thiếu thiên kiêu đương thời, có người lại càng tu luyện ra sáu đạo thần thức trở lên, nhưng mà lại đều không thể nhìn ra tu vi chân thực của Phong Phi Vân. Vạn Tượng Tháp là nơi tụ tập thiên tài, đi tới chỗ này không tránh khỏi phải nhất chiến quần hùng, nhưng mà Phong Phi Vân lại không ngờ rằng mới ngày thứ hai tiến vào Vạn Tượng Tháp liền phải tiến hành một tràng sinh tử ác chiến. Tầng thứ tư của diễn vũ tháp dài chừng 400 thước, cao 100 thước, ngẩng đầu lên, phía trên là tầng thứ năm của diễn vũ tháp, giống như một bầu trời bằng kim loại. Hai người mỗi người chiếm một bên, cách xa nhau vài trăm thước, đối mắt nhìn tới, đầu của cô tựa hồ chỉ lớn như một đồng tiền xu. Ta cho rằng ngươi đã chạy rồi. Kỳ Phong không cách nào che giấu vẻ mừng như điên ở trong mắt, đây là một loại sắc mặt vui mừng khi báo săn gặp được con mồi. Ta sẽ trốn, nhưng mà ngươi lại không có tư cách để cho ta trốn. Phong Phi Vân cảm giác được trên người Kỳ Phong không có một tia sơ hở nào, hắn đã hoàn toàn dung hợp lại với cửu trọng diễn vũ chiến tháp, chiếm hết địa lợi. Quả nhiên không hổ là một gã tầm bảo sư, cũng chỉ có tầm bảo sư mới có thể trưởng khống thiên, địa, nhân tam tượng cùng thiên, địa, nhân tam thế tinh yếu như vậy. Cái này ở trong đại chiến trước kia đều là thứ mà Phong Phi Vân nắm trong tay. Ngươi đã muốn chiếm cứ địa thế, ta đây trước hết phá thế của ngươi. Trong đôi mắt của Phong Phi Vân, trên con ngươi đen nhánh hiện ra hai luồng hỏa diễm, nhẹ nhàng nhảy lên, oanh, một phiến hỏa vân bay ra ngoài. Một phiến hỏa vân này chính là vô hình chi hỏa, chỉ có người tinh thông thuật xem khí mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà một phiến hỏa vân này lại là tồn tại chân thật, tựa như một đầu hỏa diễm chi điểu khổng lồ vẫy hai cánh liệt hỏa, ngao một tiếng, sóng âm kia chấn đến vạt áo của Kỳ Phong đều bay lên. Người ở bên ngoài nhìn thấy chính là không gió mà bay. Kỳ Phong cũng không động, giống như một cây thiết trụ trên sông, hai mắt mở ra, bạo phát ra hai phiến huyết hồng vân hà. Trong vân hà ẩn kỳ lân, hình dáng mơ hồ, dương nanh múa vuốt tấn công ra, tràn ngập lực lượng vô cùng. Oanh! Đây vẻn vẹn chỉ là ánh mắt của hai người, dưới tương giao một cái đã bộc phát ra uy năng kinh khủng. Tu vi của tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định liền có thể dùng ánh mắt giết người, Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân là có lực lượng như vậy, chư xê tiếp xuyên thủng ánh mắt của Kỳ Phong. Hỏa diễm chi điều khổng lồ hình dạng giống như Phượng Hoàng đánh ra ngoài. Đem địa thế mà Kỳ Phong thật vất vả mới ngưng tụ được phá hết, mà cùng lúc đó một đầu hỏa diễm chi điều kia cũng bị Kỳ Phong xé nát. Ánh mắt thật lợi hại, lực xuyên thấu đỉ để giết chết tu sĩ cảnh giới tiên căn. Cước bộ của Kỳ Phong đã rời đi nửa tấc, địa thế bị công phá, mặc dù đang tán thưởng Phong Phi Vân nhưng mà lại cũng không e ngại. Nguyệt Luân Thiên Nhãn ở mi tâm của hắn cũng chưa mở ra, nếu như hắn mở ra Nguyệt Luân Thiên Nhãn, hắn có tự tin dễ dàng đánh bại Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân. Mặc dù Phong Phi Vân cùng Kỳ Phong đã tỉ thí một chiêu, nhưng mà người ở ngoài nhìn thấy bọn hắn căn bản đều chưa động chút nào, chỉ có mấy học viên có tu vi cường đại nhất mới nhìn thấu được một chút đầu mối. Thiên niên này lại là có lai lịch gì? Một đôi tuyệt sắc bích nhãn của La Phù công chúa mang theo hăng hái nồng đậm, nhìn Phong Phi Vân một cá. Nàng có thể cảm giác được trên người Phong Phi Vân dựng dục một cỗ lực lượng cực kỳ khiếp người, khiến cho nàng cảm giác được có chút kiêng kỵ, đây là một chuyện vô cùng không tầm thường. Ngọc Công Công khom người đứng ở một bên, âm thanh the thé cười nói. Lại là một thiên tài tuyệt đỉnh, ngay cả lão nô cũng không nhìn ra tu vi của hắn, bất quá hắn mới vừa rồi có thể ở trong lúc vô hình phá vỡ địa thế của Kỳ Phong, cho dù tu vi không bằng Kỳ Phong thì cũng chênh lệch không nhiều. La Phù công chúa không nói thêm gì nữa, mặc dù Phong Phi Vân cùng Kỳ Phong đều là thiên tài tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ, nhưng mà ở nàng xem ra lại không coi là cái gì, ngay cả thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nàng cũng gặp rồi. Thu bọn họ làm môn khách cũng đã là để mắt đến bọn họ. Ngọc Công Công lại phân phó một tiếng, sai người đi thu thập tư liệu về Phong Phi Vân. Oanh! Rốt cuộc động thủ! Kỳ Phong xuất thủ trước, một bước đạp ra. Cả người liền xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân, tốc độ quả thực nhanh đến ánh mắt của con người đều theo không kịp. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động xuất kích, muốn ở trong vòng một chiêu đánh bại yêu ma chi tử danh chấn thiên hạ, tựa như đánh bại ba tu sĩ thần cơ đỉnh phong lúc trước. Ngày hôm qua giao thủ hai chiêu với Phong Phi Vân, hắn đã có suy đoán được 9 phần về tu vi của Phong Phi Vân rồi, đối với hắn mà nói, chỉ cần toàn lực xuất thủ liền một chiêu có thể giết chết Phong Phi Vân.
Quyền đầu của Kỷ Phong phá vỡ không khí, phía trên lưu động vô số ánh lửa, tựa như 7, 8 đầu hỏa xà đang quấn quanh ở trên cánh tay. Hoa lạp lạp, có một loại thanh âm nhất quyền phá thủy vang lên. Đây tự nhiên không phải là phá thủy, mà là thanh âm không khí bị kéo vỡ. Thình thịch, tốc độ của Phong Phi Vân càng nhanh, đi sau mà tới trước, một chỉ điểm ra, một đạo xích hồng hỏa quang từ giữa ngón tay lao ra, đem ánh lửa ở trên quyền đầu của Kỷ Phong thu nạp, phản công mà về. Oanh, cả cái cánh tay của Kỷ Phong đều bị thiêu tới nám đen, thân thể đột nhiên lùi về phía sau, nếu như không phải hắn có linh khí chấn thân, dập tắt được hỏa diễm ở trên cánh ta, chỉ sợ một cánh tay phải này của hắn đều đã bị đốt thành cho tàn rồi. Đây là xích hỏa thuật, người tu luyện bát thuật quyền. Kỷ Phong chính là đệ tử kiệt xuất của gia tộc Tầm Bảo Sư, tự nhiên biết được mộ phủ Tầm Bảo Lục là một trong tam đại thần điển. Bát thuật quyền chính là quy nạp 8 loại thuật pháp tinh hoa nhất của mộ phủ Tầm Bảo Lục, cũng được gọi là tổng cương. Cũng chỉ có xích hỏa thuật mới có thể hấp thu tất cả hỏa diễm trong thiên hạ cho mình dùng. Mới vừa rồi Kỷ Phong bị đánh đến ứng phó không kịp, liền là không ngờ rằng lực lượng trên người cư nhiên bị đối thủ hút đi rồi phản công trở lại. Phong Phi Vân cũng không đáp lời của hắn, ngón tay lần nữa vươn ra, lại là điểm ra một chỉ. Hắc thủy thuật. Cả 9 tầng diễn vũ chiến tháp đều bị xương trắng bao phủ, tất cả xương mù đều ngưng tụ lên trên đầu ngón tay của Phong Phi Vân, xương mù xuyên toa, có khí tượng của vạn pháp quy tông. Tựa như đứng ở trên núi cao nhìn biển mây giống như nước xoáy ở bên dưới. Kỷ Phong không thể không thi triển ra khí tượng của Kỳ Lân dục hỏa, thân thể kết hợp lại với hỏa Kỳ Lân, phá vỡ mây mù, cũng là điểm ra một chỉ. Hắn đã từng tu luyện qua một chút gia lông trên một quyển khác của mộ phủ Tầm Bảo Lục, muốn ngưng tụ hỏa diễm chi lực vô biên đến va chạm với hắc thủy thuật. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tiếng vang thật lớn từ trong bạch vụ kia truyền ra, hai người va chạm một chiêu, không biết thắng bại, chiêu thứ hai tiếp tục vang lên, chiêu thứ ba lại ra, chiêu thứ tư. Liên tiếp chấn động 37 tiếng mới dừng lại được. Bạch vụ tản đi, chiến quang biến mất. Kỷ Phong lại cũng đứng ở tại chỗ, thân thể thẳng tắp, trên người nhiều ra 37 lỗ máu, máu không ngừng chảy ra ngoài thân thể, theo ống quần chảy xuống mặt đất, tụ lại thành một dòng suối nhỏ huyết sắc. Phong Phi Vân cũng đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi thu ngón tay về. Thân thể của Kỷ Phong giống như bị đâm thành cái sàng, bộ ngực, bụng, cánh tay, bắp đùi đều có lỗ máu, trong lỗ máu không chỉ chảy ra máu, mà còn hiện lên hắc sắc hàn khí. Hắn không ngăn cản hắc thủy thuật, nhưng mà lại tránh ra khỏi chỗ yếu hại, những lỗ máu này cũng không đả thương vào tử huyệt trọng yếu. Nếu như tu sĩ khác sợ rằng đã chết đến 37 lần rồi. Tất cả đều không thể bình tĩnh, đây cũng quá chấn kinh rồi, mới vừa rồi Kỷ Phong bách chiến bách thắng lại bị người này đánh cho chật vật như vậy, trên người tràn đầy máu tươi, vết thương đạt tới hơn 37 chỗ, máu nhỏ trên mặt đất phát ra thanh âm đát đát. Nhìn lại Phong Phi Vân nhưng không nhiễm một hạt bụi, lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, loại tương phản này thật sự để cho rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Thiếu niên này khẳng định đã đạt đến thần cơ đại viên mãn, nếu không thì không thể nào cường đại như thế. Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nếu để cho bọn họ biết được Phong Phi Vân chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, những người này sợ rằng sẽ điên mất. Ánh mắt của Kỷ Phong lạnh lẽo giống như chim ưng, trên thân thể bày ra 360 đạo khí toàn, 360 cái huyệt vị đều lóe lên không ngừng, che lại máu chảy ra trong 37 lỗ máu, làn da nhanh chóng khôi phục, kết lại thành 37 vết sẹo. Liền ở trong nháy mắt hắn lại điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong. Giống như cho tới bây giờ đều chưa chịu qua thương tích. 360 cái huyệt đạo toàn thân hắn như thế nào lại toàn bộ mở ra, đây nhưng là thủ đoạn chỉ có tu sĩ thần cơ đại viên mãn đỉnh phong mới có thể làm được. Hắn cũng không mở ra 360 cái huyệt đạo, vẻn vẹn chỉ là mượn một tia huyệt đạo chi lực mà thôi, điều chỉnh huyết mạch cùng kinh mạch đến một loại trạng thái khác. Bất quá đã tương đối đáng sợ rồi, thần cơ đỉnh phong lại có thể thức tỉnh lực lượng của huyệt đạo. Từ đầu tới cuối Kỷ Phong đều không dùng hết toàn lực, các ngươi nhìn Nguyệt Luân Thiên Nhãn ở mi tâm của hắn còn chưa mở ra, đây mới thực sự là thần nhãn có uy năng hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân cùng Kỷ Phong đối quyết hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người ngoài, để cho chiến đấu trong mấy tòa diễn vũ trường khác ảm đạm thất sắc, không chỉ là bởi vì tu vi của bọn họ cường đại, càng là bởi vì thiên phú thủ đoạn của bọn họ đã vượt xa thường nhân. Một đêm không gặp, tu vi của ngươi đã tăng lên gấp 6 lần. Xem ra đã đột phá thần cơ trung kỳ rồi.
Kỳ Phong tỉnh táo nói. Nhưng mà một câu nói của hắn lại làm cho cả Diễn Vũ chiến tháp đều sôi trào lên, tất cả mọi người không thể tin được vào tai của mình. Cái gì, thần cơ trung kỳ? Một vị tu sĩ thần cơ trung kỳ mặc bạch sắc nho bào lên tiếng kinh hô. Hắn không thể tin được Phong Phi Vân chỉ có tu vi thần cơ trung kỳ, đồng dạng là cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng mà lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng mà lời này chính là từ trong miệng của Kỳ Phong nói ra, lại khiến cho người ta không thể không tin. Thần cơ trung kỳ. Ngay cả mấy đại nhân vật của thế hệ trẻ đều không kìm lòng được mà liên tục đứng dậy, bọn họ cũng không tin tu sĩ thần cơ trung kỳ có thể đạt được lực chiến đấu cường đại như thế. Có cái gì mà phải kỳ quái, yêu ma chi tử đã từng giao thủ với cự kình rồi, Kỳ Phong sẽ thua ở trong tay của hắn, đây vốn là chuyện đương nhiên. Không ai biết lời này là do người nào nói ra, nhưng mà lại truyền vào trong tai của mỗi người. Đại danh của yêu ma chi tử hôm nay đã sớm nương theo sự quật khởi của nữ ma mà danh chấn thiên hạ, cơ hồ mỗi tu sĩ khắp thiên hạ đều biết Nam Thái Phủ xuất ra một thanh niên chảy trong mình yêu ma chi huyết, từng nghịch thiên chiến cự kình, đích thân hồi phục cho nữ ma, được gọi là sứ giả của nữ ma, nói khó nghe một chút chính là tay sai của nữ ma. Nhưng mà người thật sự gặp qua yêu ma chi tử đã ít lại càng ít, cơ hồ từng cái tu sĩ cho rằng yêu ma chi tử hẳn là ở bên người của nữ ma, trợ trụ vi ngược, tàn sát thương sinh, là một quái vật dữ tợn mà xấu xí. Nhưng mà yêu ma chi tử lại xuất hiện ở vạn tượng tháp, càng trở thành học viên của vạn tượng tháp, không chỉ trưởng thành không dữ tợn xấu xí, ngược lại còn có chút anh tuấn, ít nhất nữ tu sĩ ở tại chỗ đều cho là như vậy. Nếu yêu ma chi tử bình thường như vậy, có lẽ thật chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, về phần hắn đã từng giao thủ với cự kình hẳn là mượn lực lượng của nữ ma. Bài. Khóe miệng của Kỳ Phong cong lên, nói. Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa thua bao giờ, ta vì đồ ma mà đến, coi như là yêu ma chi tử cũng phải chết. Cả tầng thứ tư của Diễn Vũ chiến tháp đột nhiên bốc lên liệt hỏa hừng hực, biến thành một biển lửa, Kỳ Phong liền đứng ở trung ương biển lửa, hai chân chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Huyền phù ở địa phương cao 9 thước. Vô số hỏa diễm giống như hỏa long xuyên qua xung quanh thân thể của hắn. Mới vừa rồi bất quá chỉ là làm nóng người thôi, Phong Phi Vân, giao thủ chân chính bắt đầu. Ngũ tinh liên châu. Sống lưng của Kỳ Phong đột nhiên nhô lên, 5 viên xích kim sắc thiết cầu từ trong lưng bay ra, thiết cầu vốn chỉ lớn như viên thuốc, ở xua khi bị linh khí cùng hỏa diễm kích thích biến thành lớn nhỏ như quyền đầu, bộc phát ra xích kim sắc quang mang. Giống như 5 ngôi sao. Đây là một kiện tổ hợp linh khí, 5 viên thiết cầu này đều là lấy vẫn thiết chế tạo, vốn là mỗi một viên đều nặng hơn vạn cân, nhưng mà ở trong nham tương thần trì của miệng núi lửa tế luyện 800 năm, cũng đã biến thành như viên dược hoàn. Người Kỳ gia hao phí lực lượng mấy đời mới tế luyện 5 viên vẫn thiết hỏa châu này thành linh khí, bên trong phong ấn 5 đầu dị thú chiến hồn địa tâm hỏa xà làm khí linh. Vì áp chế linh khí ở trong tay Phong Phi Vân, Kỳ Phong đặc biệt mang đến một kiện trấn tộc chi bảo này. Trên 5 viên vẫn thiết hỏa châu chấp động tế văn của 9 tòa trận pháp, bị thần thức của Kỳ Phong khống chế, ở trong hỏa hải bay múa, tựa như vẫn thạch đang quay chung quanh hành tinh. Tràng đại chiến này càng ngày càng kinh người, thậm chí ngay cả linh khí đều được tế ra, uy năng của linh khí không thể đo lường được, để cho một chút học viên ở tương đối gần rối rít lùi về phía sau, sợ bị lan đến gần. Một khi bị linh khí sát thương một tia, đều có thể hôi phi yên diệt. Phong Phi Vân thân ở trong Diễn Vũ chiến tháp càng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của 5 viên vẫn thiết hỏa châu này, cho dù hắn đạt tới thần cơ trung kỳ, nhưng cũng không thể nào tay không chống lại, cho nên ở đầu tiên đã tế ra miểu quỷ ban chỉ huyền phù ở trên đỉnh đầu mình, lúc này mới chặn được lại xâm nhập của vẫn thiết hỏa châu. Nhưng mà miểu quỷ ban chỉ hôm nay chỉ có thể coi là nhất phẩm linh khí có phẩm cấp thấp nhất ở trong linh khí. Mà mỗi một viên vẫn thiết hỏa châu đều tương đương với uy lực của nhất phẩm linh khí rồi, ngũ tinh liên châu đã sắp có lực lượng chống đỡ được với nhị phẩm linh khí. Dĩ nhiên 5 viên vẫn thiết hỏa châu phải sử dụng chung một chỗ mới có thể đạt được uy lực như vậy, nếu như tách ra mà đánh, như vậy căn bản ngay cả uy lực 3 tầng của nhất phẩm linh khí cũng không đạt tới. Oanh, 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 oanh. Kỳ Phong đã tu luyện ra 5 đạo thần niệm, phân biệt điều khiển 5 viên vẫn thiết hỏa châu. Cuối cùng là chiếm cứ phía trên, tấn công khiến cho Phong Phi Vân liên tiếp bại lui, chỉ có thể lấy miểu quỷ ban chỉ bảo vệ thân thể, ngay cả lực lượng phản kích đều không có. Phong Phi Vân, đã sớm biết ngươi nắm giữ một kiện linh khí, có linh khí là có thể vô địch thiên hạ sao?
hôm nay ngươi nhất định chết ở dưới Vẫn Thiết Hỏa Châu, linh khí trong tay ngươi cũng trở thành một kiện trấn tộc chi bảo của Kỷ gia ta. Kỷ Phong huyền phù ở trên bầu trời, chắp tay trước ngực, năm đạo thần niệm tương liên với năm viên vẫn thạch, tựa như một vị thần tướng có thể điều hành tinh hà. Cả phiến biển lửa hóa thành năm đầu hỏa diễm cuồng xà khổng lồ, xà thân ước chừng có đường kính 3 thước, dài đến hơn 30 thước, chính là dị xà khí lĩnh trong năm viễn Vẫn Thiết Hỏa Châu dẫn động, đồng thời đụng vào vòng phòng ngự của Miểu Quỷ Ban Chỉ. Oanh long long, đã không nhìn thấy thân ảnh của Phong Phi Vân, hắn bị năm đầu hỏa xà hoàn hoàn bao phủ, bị hỏa diễm cắn nuốt, bị năm viên Vẫn Thiết Hỏa Châu trấn áp đến không còn bóng dáng. Phong Phi Vân, đây mới là lực lượng chân chính của ta, cho dù ngươi đột phá đến thần cơ đỉnh phong cũng không thể nào là đối thủ của ta. Kỷ Phong đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, không tới nửa khắc đồng hồ, năm viên Vẫn Thiết Hỏa Châu liền có thể công phá linh khí phòng ngự của Miểu Quỷ Ban Chỉ, khi đó cũng chính là tử kỳ của Phong Phi Vân. Quyền nói chuyện vĩnh viễn đều nắm ở trong tay người thắng, Kỷ Phong cho là mình đã thắng, tự nhiên có tư cách lấy tư thái của người thắng nói chuyện. Phong Phi Vân toàn thân bị hỏa diễm bao phủ, những hỏa diễm này cũng không phải là hỏa diễm bình thường, chính là địa tâm chi hỏa mà Vẫn Thiết Hỏa Châu hấp thu ám trăm năm, lực phá hoại so với nhất muội nguyên hỏa còn mạnh hơn, mặc dù hắn thân mang xích hỏa thuật cũng không cách nào khống chế những hỏa diễm cuồng bạo này. Đây không phải là xích hỏa thuật không đủ cường đại, chỉ là tu vi của Phong Phi Vân còn không có cách nào chế trụ sự đáng sợ của linh khí. Miểu Quỷ Ban Chỉ vốn chỉ là một kiện chuẩn linh khí, là do Phong Phi Vân cưỡng ép phong ấn xích long tinh hồn vào trong Miểu Quỷ Ban Chỉ mới khiến cho Miểu Quỷ Ban Chỉ tăng lên tới cấp bậc nhất phẩm linh khí. Nếu có thể lại phong ấn một đầu dị thú tinh hồn 800 năm vào trong Miểu Quỷ Ban thì có lẽ có thể khiến cho Miểu Quỷ Ban Chỉ đạt tới cấp bậc nhị phẩm linh khí cũng nên. Nhất phẩm linh khí và nhị phẩm linh khí tuy rằng chỉ thua kém một phẩm cấp, nhưng uy lực lại khác biệt không chỉ gấp 10 lần, đương nhiên chỉ có cường giả thiên mệnh đệ tứ trọng mới có thể phát huy ra được uy lực chính thức của nhị phẩm linh khí, người bình thường căn bản không thể khống chế được lực lượng nhị phẩm linh khí, ngược lại còn không dùng thuận tay bằng nhất phẩm linh khí. Năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu nì tuy rằng uy lực có thể lực áp Miểu Quỷ Ban Chỉ, nhưng vẫn không đạt tới cấp bậc nhị phẩm linh khí cấp bậc, chỉ có thể coi là loại đỉnh tiêm trong nhất phẩm linh khí thôi. Tuy rằng đã bị năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu vây khốn, nhưng Phong Phi Vân vẫn không chút lộ ra kinh hoàng. Linh khí chính là dùng thần niệm khống chế, muốn chống lại năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu quả thật là một việc khó, nhưng muốn phá vỡ năm đạo thần niệm của Kỷ Phong, chặt đứt liên hệ giữa hắn và Vẫn Thiết Hỏa Châu đối với Phong Phi Vân mà nói lại cũng không việc khó. Chỉ cần chịu trả một giá lớn nhất định thì liền có thể làm được. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên nghiêm túc lên, hít một hơi thật sâu, mãnh liệt thu Miểu Quỷ Ban Chỉ trở về, thần kinh toàn thân đều kéo căng lên, thắng bại sẽ được quyết định ngay trong chớp mắt này rồi. Ầm ầm, đã không còn bị linh khí ngăn cản, năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu liên tiếp đánh tới thân thể Phong Phi Vân. Năm đầu hỏa xà bốc lên, điên cuồng cuốn tới. Bành! Vẫn Thiết Hỏa Châu chính là cấp bậc linh khí, tuy rằng bị Phong Phi Vân tránh qua, tránh né trùng kích trực tiếp nhưng nó vẫn chà sát qua vai trái Phong Phi Vân, một mảng lớn huyết nhục lập tức biến thành cháy đen. May mắn là hắn đã sớm đánh ra xích hỏa thuật, khống chế một bộ phận hỏa diễm, không để cho lực lượng linh khí xâm nhập thân thể. Nhưng dù vậy vẫn khiến khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa là nửa người đã không thể nhúc nhích rồi. Ngay vào lúc này, Phong Phi Vân một trường đánh tới khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu thứ 5. Ông trời, y ngắn, đây là muốn tay không chấp linh khí, muốn chết phải không? Một ít tu sĩ đang quan chiến thấy Phong Phi Vân giống như kẻ ngu đi đối đấu với linh khí đều cảm thấy hắn đây là muốn chết. Kỷ Phong cũng hơi sửng sốt, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, cho rằng Phong Phi Vân bị dồn đến đường cùng, đang làm ra dãy giụa cuối cùng. Cũng đã đến nước này rồi còn không buông bỏ, quả nhiên không hổ là yêu ma chi tử, ai? Kỷ Phong cười thở dài một tiếng, biết rõ Phong Phi Vân đã không có đường lui nữa, cho nên mới không thể không làm vậy. Không, tốc độ linh khí nhanh đến cỡ nào, lúc bàn tay Phong Phi Vân đập đến khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu thứ 5 thì Vẫn Thiết Hỏa Châu cũng sớm đã bay ra xa mấy trượng, hắn đây không phải muốn tay không chụp linh khí, mà là muốn chém nứt năm đạo thần thức của Kỷ Phong. Thần thức vừa đứt, năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu liền căn bản không cách nào phát huy ra được uy lực của linh khí nữa rồi. Trong ánh mắt Ngọc Công Công hiện lên một đạo tinh mang, trong miệng phát ra thanh âm chậc chậc. Nhãn lực của hắn vượt xa tu sĩ bình thường, đã phát giác ra được ý đồ của Phong Phi Vân,
nhưng Kỷ Phong lại không có nhãn lực như hắn. Dùng phương pháp chặt đứt thần sứ để phá vỡ linh khí, loại thủ đoạn này cũng không phải là không có người nghĩ đến, mà là áp dụng thật sự rất khó khăn, coi như là tu sĩ thần cơ đại viên mãn cũng không dám làm như thế, có thể nói là trong 100 người rất khó có một người thành công, 99 người thất bại khác chỉ có con đường chết. Phong Phi Vân cũng là vì có thi cung của nữ ma ở trong thân thể làm hậu thuẫn, cho nên mới dám nếm thử, nếu không phải thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, mạo hiểm lần này là chính xác. Bá! Năm đạo thần thức khống chế vẫn thiết hỏa châu bị chém đứt, năm khỏa vẫn thiết hỏa châu đã mất đi phương hướng, đâm vào trên đỉnh diễn võ chiến tháp, chấn khiến tầng 5 diễn võ chiến tháp cũng có chút run lên, phát ra năm âm thanh kinh thiên động địa. Tới phiên ta! Còn không đợi Kỷ Phong kịp phản ứng, Phong Phi Vân cũng đã vò tới trước mặt của hắn, một đạo trưởng ấn cự đại đã đập đến đỉnh đầu hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Sọ cũng nứt ra từng đạo vết máu, da thịt trên mặt đều như muốn vỡ vụn. Tuy rằng bị thương, nhưng Kỷ Phong lập tức xoay người mà lên, không để ý đến thương thế, hai cánh tay nhuốm máu duỗi ngón tay ra, đồng thời điểm lên trên huyệt thái dương, hai đạo linh quang truyền vào đại não, chạy tới con mắt thứ ba đang nhắm chặt tới mi tâm hắn. Đây là Nguyệt Luân Thiên Nhãn, mặc dù không mở ra, nhưng lại đã có được uy năng vô cùng, lực lượng đang thái nghen bên trong đang sống lại từng chút một. Phong Phi Vân cảm giác được toàn thân đều sinh ra hàn ý, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên hạ thấp, mà ngọn nguồn chính là từ con mắt thứ ba nơi mi tâm của Kỷ Phong. Tuyệt đối không thể để cho hắn mở con mắt thứ ba ra được. Oanh! Phong Phi Vân trực tiếp tế ra miểu quỷ ban chỉ, ngang nhiên đánh ra ngoài, Kỷ Phong lần nữa bị đánh đi ra ngoài, phần bụng bị đánh ra một cái lỗ máu chừng nắm đấm, cơ hồ như muốn xuyên thủng cả thân thể hắn. Nhớ vào chu sa trận vân khắc trên làn da cho nên hắn mới không chết dưới uy năng của linh khí, cũng chỉ bị trọng thương. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, cắn chặt hàm răng, mặc cho huyết dịch chảy ra, hai ngón tay vẫn không rời khỏi huyệt thái dương, vô số linh khí đều dũng mãnh lao về phía mi tâm của hắn, con mắt thứ ba kia rốt cục mở ra một tia. Một đạo vầng sáng màu sắc trang nhã ngưng tụ nơi mi tâm hắn, tựa như một vòng trăng sáng sắp lộ diện từ trong mây đen vây. Một cổ lực lượng tử vong đánh úp về phía nội tâm Phong Phi Vân, huyết dịch toàn thân đều giống như cứng lại vậy. Không chỉ có Phong Phi Vân mà ngay cả những đệ tử đang quan chiến ở đằng xa đều có cảm giác giống vậy, trên cột sống ứa ra hàn khí, cánh tay nổi lên một lớp da gà. Có một cổ lực lượng khiến người sởn hết cả gai ốc đang lặng yên hàng lâm. Kỷ Phong toàn thân đều đang run rẩy, thật giống như đã dùng hết lực lượng toàn thân vậy, Nguyệt Luân Thiên Nhãn nơi mi tâm lại mở ra một tia. Dầm ào ào. Hai chân Phong Phi Vân lập tức bị hàn băng đông lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn mở con mắt thứ ba ra, thật là đáng sợ, trong lịch sử tổng cộng cũng chỉ có mấy người trời sinh có được Nguyệt Luân Thiên Nhãn như vây, mà không ai lại không phải là nhân vật kinh thiên vĩ địa cả. Nghe đồn Nguyệt Luân Thiên Nhãn chính là mảnh vỡ của ánh trăng ở thế gian, phàm là người có thể có được Nguyệt Luân Thiên Nhãn đều có thể mượn nhờ lực lượng ánh trăng, chiến lực sẽ tăng vọt đến một cấp độ khủng bố. Oanh. Phong Phi Vân chấn nát hàn băng nơi chân, vận dụng tất cả lực lượng toàn thân liên tiếp đánh ra 9 đạo trưởng ấn. Oanh, 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 oanh. 9 trưởng liên tiếp đều đánh lên trên người Kỷ Phong, chấn khiến hắn liên tiếp nhổ ra 9 ngụm máu tươi, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, con mắt thứ ba cuối cùng vẫn chưa mở ra được, bởi vì linh khí nhạt nhòa nên đã lần nữa khép kín lại. Ta không cam lòng. Hắn toàn thân đẫm máu. Té trên mặt đất không cách nào đứng dậy, trong miệng hô lên một tiếng. Trong thanh âm này tràn đầy bất đắc dĩ và không phục, nhưng hắn thật sự đã thất bại, ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, tuy rằng té trên mặt đất, nhưng chiến ý trên người lại không suy. Ngươi nếu có thể mở ra Nguyệt Luân Thiên Nhãn, hôm nay ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cuối cùng vẫn không thể mở ra, cái này chỉ có thể trách thực lực ngươi còn chưa đủ. Trên đời này mỗi người đến lúc chết đều không cam lòng. Nhưng bọn hắn vẫn chết. Không ai có thể đào thoát được số mệnh của thiên đạo cả, trừ phi có thể chiến thắng thiên đạo. Phong Phi Vân đứng ở trước người Kỷ Phong, trên tay bắn ra linh mang, muốn triệt để gạt bỏ đối thủ đáng sợ này, muốn cho hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại. Oanh! Một thanh cổ kiếm hình rồng ngang trời bay tới, kéo ra một cái đuôi vàng thật dài, tựa như đuôi rồng vậy. Phong Phi Vân không thể không buông tha cho gạt bỏ Kỷ Phong, thu trưởng đánh về phía sau. Bá!
Trường ấn bị kiếm khí xoắn phá, cổ kiếm hình rồng xé nát ống tay áo Phong Phi Vân, lưu lại trên cổ tay một vết máu. Ngao! Cổ kiếm hình rồng đã bay trở về trên lưng Lý Thái A, chui vào trong vỏ kiếm. Phong Phi Vân nhìn cổ tay của mình, trầm giọng nói. Đây là ân oán giữa ta và Kỳ Phong, người muốn nhúng tay. Phong Phi Vân, người sai rồi, đây là ân oán giữa trừ ma liên minh chúng ta với ngươi. Chúng ta sáu đại cao thủ tề tụ diễn võ chiến tháp, chỉ vì giết ngươi, hôm nay ngươi nhất định máu nhuộm ba thước. Lý Thái A đáp xuống trên diễn võ chiến tháp, ngạo nghễ mà đứng, ngôn từ chuẩn xác nói. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn thoáng qua bốn vị nghịch thiên tài tuấn khác của trừ ma liên minh ở xa xa, chợt lại thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói. Đến một tên giết một tên, đến sáu tên giết sáu tên. Phong Phi Vân ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Người đánh một trận với Kỷ Phong đã tiêu hao đại lượng linh khí, còn bị Vẫn Thiết Hỏa Châu trấn cho trọng thương, tuy rằng ngươi che giấu vô cùng tốt, nhưng lại không thể gạt được ánh mắt của ta. Hiện giờ nếu ta ra tay, ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng không thể tiếp được. Lý Thái A tựa hồ cảm thấy giết Phong Phi Vân chính là một chuyện vô cùng quang vinh, mặc dù Phong Phi Vân vừa mới ác chiến một hồi với Kỷ Phong xong. Oanh! Lý Thái A còn chưa dứt lời liền trực tiếp bị Phong Phi Vân đánh bay ra ngoài. Trái tim bị hắc thủy thuật xuyên thủng, vỡ tan trở thành mảnh vỡ, máu tươi ba thước, té thẳng trên mặt đất. Hắn hai mắt hắn trừng trừng, miệng cũng còn có chút mở ra, đến chết cũng không rõ vì sao mình lại chết trong tay Phong Phi Vân. Khục khục, trong miệng Phong Phi Vân ho ra hai ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả bàn tay, thật sự là hắn đã bị thương không nhẹ, vừa rồi toàn lực ra tay, khiến thương thế hắn bị dẫn động, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Tu vị Lý Thái A cũng không yếu hơn Kỷ Phong yếu bao nhiêu, cũng là nghịch thiên tài tuấn, nhưng hắn lại quá khinh địch rồi, đây là nhược điểm tâm lý, không phải nhược điểm tu vị, một công liền phá. Một người khinh thị đối thủ của mình, nhất định sẽ khó mà sống lâu. Ân oán giữa trừ ma liên minh và yêu ma chi tử cơ hồ toàn bộ tu tiên giới đều biết, không ai muốn vào lúc này lại xen vào chuyện người khác cả, một phương có thể sẽ đắc tội phần đông tiên môn ở Nam Thái Phủ. Một phương lại có khả năng đắc tội nữ ma. Phong Phi Vân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi màu vàng, tựa như một lao quỷ mới vừa khỏi bệnh không lâu vậy, hiển nhiên thân đã bị trọng thương, ngay cả đi đường cũng trở nên khó khăn, chớ đừng nói chi đến ra tay giết người. Lý Thái A ngã xuống trong vũng máu, Kỷ Phong cũng nửa chết nửa sống, hai người bọn họ đều là nghịch thiên tài tuấn, nhưng bọn hắn đều ngã xuống, Phong Phi Vân vẫn còn đứng đấy. Phong Phi Vân, ta đến kết thúc tánh mạng của ngươi. Lại một vị nghịch thiên tài tuấn của trừ ma liên minh bay lên diễn võ chiến tháp, hắn thân mặc áo choàng màu đen, mang theo thanh đồng chiến ngõa nặng 300 cân, cầm trong tay một thanh cửu hoàn chấn hồn đao cao bằng người hắn. Vị nghịch thiên tài tuấn này chính là đệ tử của đại diễn tiên môn, thiên phú và tâm tính đều thuộc loại đỉnh tiêm, cửu hoàn chấn hồn đao trong tay càng là một kiện chiến binh chuẩn linh khí. Hắn cũng không phạm vào sai lầm giống như Lý Thái A, tuy rằng thấy Phong Phi Vân tựa hồ như đã lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn nghiêm chỉnh đối đãi, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác của Phong Phi Vân. Lý Thái A chính là do quá coi thường Phong Phi Vân cho nên mới chưa phát huy được lực lượng gì đã bị Phong Phi Vân dùng thủ đoạn xảo trá đánh chết, phơi thây tại chỗ. Phong Phi Vân đã bị trọng thương, những nghịch thiên tài tuấn này lại vẫn ra tay với hắn sao? Những ngưỡng người này muốn đuổi tận giết tuyệt Phong Phi Vân, chưa trừ diệt hắn thì tuyệt đối không dừng tay. Ngay từ khi Phong Phi Vân leo lên diễn võ chiến tháp thì kết cục này đã định rồi, sáu đại cao thủ của trừ ma liên minh đều tới, đây chính là sáu cái lệnh phù tử vong. Phong Phi Vân muốn giữ mạng, nhất định phải giết chết hết sáu đại cao thủ này, chỉ tiếc chiếu theo tình huống hiện giờ mà xem. Ai, tánh mạng Phong Phi Vân sắp xong đời rồi. Mặc dù có rất nhiều người đều đối với việc luân chiến của trừ ma liên minh đầu cảm thấy bất mãn, nhưng lại không ai đứng ra bất bình thay Phong Phi Vân cả, bởi vì ai cũng không dám đắc tội với toàn bộ tu tiên giới Nam Thái Phủ. Huống chi nói chuyện giúp Phong Phi Vân rất có thể sẽ bị người coi là thuộc trận doanh nữ ma, sẽ bị mọi người bài xích và đối địch, ai dám dính vào chuyện này chứ? Phong Phi Vân còn có thể ra tay sao? Khục khục! Phong Phi Vân che miệng, lại ho khan hai tiếng. Lại có máu tươi chảy ra, thấm ướt ống tay áo, giống như đã cực kỳ nguy kịch vây. Hừ! Vị nghịch thiên tài tuấn tay cầm cửu hoàn chấn hồn đao hừ lạnh một tiếng, một đạo sóng âm đã bay ra ngoài, ngưng tụ không khí thành một vòng xoáy,
đánh lên trên người Phong Phi Vân, khiến hắn phải lùi liền 6 bước. Phong Phi Vân, ngươi không phải vừa rồi rất nghiêu sao, sao giờ ngay cả một đạo sóng âm của ta cũng không tiếp được thế? Vị nghịch thiên tài tuấn kia lại quát to một tiếng, một ngụm kim mang từ trong miệng thốt ra, giống như một mảnh sóng lớn đánh lên trên người Phong Phi Vân, lần nữa đẩy hắn lui lại mấy bước. Ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, ngay cả sóng âm của đối phương cũng không thể chống lại, chỉ có thể thối lui, tổn thương càng thêm tổn thương. Vị nghịch thiên tài tuấn này liên tục bức bách, nhưng Phong Phi Vân ngay cả khí lực mở miệng cũng không có, chỉ không ngừng ho ra máu, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng bất cứ khi nào mọi người cho rằng hắn sẽ ngã xuống thì hắn lại đứng thẳng thân thể. Tên khốn kiếp nhà ngươi, cái gì yêu ma chi tử chứ, trong mắt của ta chẳng qua chỉ là heo gà chó kiểng thôi. Vị nghịch thiên tài tuấn này tuy rằng chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng giờ phút này lại có thể hoàn toàn áp chế Phong Phi Vân, mỗi một lần ra tay đều cố ý lưu thêm vài phần chỗ trống, chính là muốn từ từ tra tấn Phong Phi Vân đến chết. Phong Phi Vân giờ phút này đã thối lui đến biên giới tầng thứ tư diễn võ chiến tháp, thân thể cuộn cong lại, dựa vào cạnh đồng trụ cực lớn kia, lui thêm bước nữa, chính là thâm uyên cao mấy trăm thước, một khi té xuống. Vậy thì coi như là tu sĩ cảnh giới thần cơ cũng sẽ bị ngã thành bùn máu. Rầm rầm, vị nghịch thiên tài tuấn kia mang theo cửu hoàn chấn hồn đao không chậm không nhanh chóng đi tới, đao cả trên mặt đất ma sát bắn ra ánh lửa, trên mặt của hắn mang theo nụ cười lạnh trào phúng. Yêu ma chi tử, chính là chết ở trong tay ta đấy. Hắn để đao mà chém, lúc này đã toàn lực ra tay, muốn tiễn Phong Phi Vân về Tây Thiên. Cửu hoàn chấn hồn đao dài 2 mét. Rộng nửa xích kéo ra một đầu thần ba đen kịt, đao phong gào thét, tựa như cự thú đang gào thét, một đao kia đừng nói là Phong Phi Vân bản thân bị trọng thương, coi như là Phong Phi Vân vào thời kỳ toàn thịnh muốn tiếp được cũng không phải chuyện dễ dàng. Vô số người đều lộ ra vẻ tiếc hận, tuy rằng là yêu ma chi tử, nhưng dù sao hắn cũng là một vị nhân kiệt, còn chưa tách ra hào quang đã bị người gạt bỏ trong trứng nước. Phong Phi Vân gian nan duỗi ngón tay ra, run rẩy điểm ra một ngón tay. Một ngón tay này trực tiếp đụng vào lưỡi đao. Oanh! Phong Phi Vân tựa như bóng ra, bị đánh bay ra ngoài, từ tầng thứ tư diễn võ chiến tháp rớt xuống dưới. Răng rắc! Nhưng cửu hoàn chấn hồn đao cũng bị Phong Phi Vân điểm nát, thân đao chặn ngang cắt thành hai đoạn, bởi vì cổ lực phản xung kia thật sự quá cường đại, vị nghịch thiên tài tuấn kia cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra loại chuyện này, chuẩn linh khí vậy mà cũng bị điểm nát, nhất thời không thu kịp bước chân. Cổ trực tiếp đâm vào một nửa thân đao gãy ra ra. Phốc! Nửa thân đao kia sắc bén cỡ nào, tốc độ nhanh đến cỡ nào chứ, nó liền trực tiếp chém bay đầu vị nghịch thiên tài tuấn kia, trong cổ bắn ra một cổ máu tươi nóng hổi, giống như một cột máu vây. Bành! Bịch! Cửu hoàn chấn hồn đao gãy thành hai đoạn cùng vị nghịch thiên tài tuấn kia đồng thời ngã trên mặt đất, huyết dịch vẫn còn chảy ra. Phốc! Một màn này thật sự vượt quá dự đoán của mọi người. Nghịch thiên tài tuấn chiếm hết ưu thế vậy mà chết dưới đao của mình, trở thành vong hồn, cái này cũng quá buồn cười rồi, khiến người có chút không cách nào tiếp nhận được. Trong nháy mắt tầng thứ tư diễn võ chiến tháp đã có 3 người nằm trong vũng máu, mỗi người đều là nghịch thiên tài tuấn, 2 chết 1 trọng thương. Khục khục, lại truyền tới thanh âm ho ra máu. Phong Phi Vân vừa rồi rớt xuống tầng thứ tư diễn võ chiến tháp, nhưng cũng không ngã vào thâm uyên mà là rơi xuống tầng 3. Giờ phút này hắn đang gian nan đứng lên từ tầng thứ 3 diễn võ chiến tháp, sắc mặt càng thêm tái nhợt, phải dùng tay vịn lấy một căn đồng trụ, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Phong Phi Vân, mạng của ngươi thật sự quá lớn, hôm nay không lưu ngươi được. Vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư xuất thủ, thân thể tựa như một mũi tiên nhọn rời dây cung bay ra, chỉ còn một đạo tàn ảnh bạch sắc. Trừ ma liên minh 6 đại cao thủ đồng thời xuất mã, nhưng đã hao tổn một nửa. Chuyện này quả thực khiến trừ ma liên minh mất hết mặt mũi, bảo đám đỉnh tiêm tài tuấn nam thái phủ như bọn họ làm sao chịu nổi. Từ trong thân thể vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư này lao ra 2 đầu dị thú chiến hồn, đều là chiến hồn 400 năm năm, một đầu như lân giáp tê nghiêu, một đầu như bát túc ngô công. Vị nghịch thiên tài tuấn này còn chưa giết đến, 2 đầu dị thú chiến hồn đã xung phong liều chết lao đến trước mặt Phong Phi Vân rồi. Ta muốn ngưng tụ lực lượng cuối cùng cùng ngươi đồng quy vô tận. Phong Phi Vân cũng không biết lấy khí lực từ đầu ra, vậy mà bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, chủ động xung phong liều chết lao đến. Bang bang! Trên cánh tay hắn tràn đầy kim quang, xé nát 2 đầu dị thú chiến hồn kia thành 2 mảnh thanh vụ. Oanh!
Phong Phi Vân hóa thân thành một đạo lưu toa kim sắc, đâm vào trên người vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư đang bay đến, kim sắc và bạch sắc quang mang đồng thời chợt nổ tung, tựa như hai tòa núi lớn đụng vào nhau, ngọc thạch câu phần. Oanh! Thanh âm nổ vang, hào quang chói mắt khiến thị giác bị trùng kích vô hạn, rất nhiều người đều không kìm lòng được co rút đồng tử, thẳng tắp nhìn sang. Phốc! Răng rác! Thanh âm huyết nhục nghiền nát vang lên, thanh âm xương cốt nứt vỡ vang lên. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân đẫm máu, tựa như một cỗ huyết thi, không thấy rõ bộ dáng rơi vào trong vực sâu mấy trăm mét bên dưới. Chẳng lẽ thật sự đồng quy vô tận rồi sao? Khục khục! Lại là thanh âm ho ra máu kia. Phong Phi Vân ngã xuống tầng thứ ba diễn võ chiến tháp, người đã dính đầy máu tươi, thử mấy lần cũng không thể đứng dậy nổi, một lần cuối cùng rốt cục hai tay chống đất, đứng lên, không ngừng thở hổn hển. Hắn còn chưa chết. Chết lại là vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư kia. Không phải đồng quy vô tận. Vì sao còn sống? Rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, bị trọng thương vẫn có thể giết liền ba người, chuyện này quá điên cuồng rồi. Một ít học viên vạn tượng tháp đều như rớt cả cằm xuống đất, tên này rốt cuộc là thật sự bị trọng thương hay là đang giả dạng bộ dáng như sắp chết kia, muốn gài bẫy cả sáu đại cao thủ trừ ma liên minh đây. Phong Phi Vân bị thương rất nặng, thế cho nên ngay cả đứng thẳng thân thể cũng khó khăn, suy yếu đến có chút lung lay sắp đổ, thật giống như một trận gió thổi tới cũng có thể thôi bay hắn vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, trên trán lăn ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Lúc này vốn là thời cơ tốt nhất để giết hắn, nhưng lại không ai dám ra tay, sợ bị tên lừa gạt này gài bẫy, dù sao đã có ba vị nghịch thiên tài tuấn chết ở trong tay của hắn, một người khác thì trọng thương bất tỉnh. Sáu đại cao thủ của trừ ma liên minh cũng chỉ còn lại Phong Lăng Cơ và Tiểu Tà Ma. Phong Lăng Cơ đã sớm muốn chiến thắng Phong Phi Vân, đúng lúc này tự nhiên là thời cơ tốt nhất, hắn cho rằng Phong Phi Vân nhất định đã bị trọng thương, một chiêu vừa rồi lại càng khiến hắn hao hết linh khí toàn thân. Nếu lúc này không ra tay thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chờ một chút. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Tà Ma hóa thành một đạo hồng ảnh, trực tiếp lướt ngang ra ngoài, ngăn cản Phong Lăng Cơ. Phong Lăng Cơ tuy rằng là đường huynh Tiểu Tà Ma, nhưng lại cực kỳ nể vị tiểu đường muội này, lập tức ngừng thân thể lại, không dám lại tiến tới trước nữa, thoáng khom người, nói. Ta muốn đi bắt tên phản đồ kia, đưa hắn mang về Phong gia tổ trạch, thỉnh tiểu đường muội nhường đường. Bàn tay trắng nõn của Tiểu Tà Ma khẽ vuốt ve mèo con trong ngực, cực kỳ đáng yêu cười cười. Hắn là yêu ma chi tử, ta là Tiểu Tà Ma, chúng ta vốn nên là song ma của Phong gia, cho dù muốn bắt hắn, cũng nên do ta ra tay, Tiểu Tà Ma nhất định có thể lực áp yêu ma chi tử. Phong Lăng Cơ nghe nói đến đó lập tức vui vẻ, ôm quyền nói. Đường muội ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Trên đầu Tiểu Tà Ma buộc lấy đuôi ngược. Cài châm hồng hồ điệp, nàng lắc đầu như trống lúc lắc, nói. Nếu đã là Tiểu Tà Ma đánh một trận với yêu ma chi tử vậy thì tự nhiên phải là đánh với yêu ma chi tử chính thức. Phong Lăng Cơ nói. Yêu ma chi huyết trong cơ thể yêu ma chi tử chưa thức tỉnh, tự nhiên không coi là yêu ma chi tử chính thức. Tiểu Tà Ma nháy mắt, tựa như một búp bê phấn nộ. Phong Lăng Cơ biến sắc, nói. Tiểu đường muội, người cũng đừng sằng bậy. Ha ha. Tiểu Tà Ma lại không chút để lời Phong Lăng Cơ trong tai, lầu bầu nói. Muốn kích thích yêu ma chi huyết triệt để thức tỉnh, vậy thì cần phải uống ma huyết, thiên hạ hôm nay có thể được xưng là ma chính thức liền chỉ có nữ ma thôi. Trên đời vốn không có ma, chỉ có người lây dính ma tính, chỉ cần cổ ma tính này đạt đến trình độ nhất định thì có thể được xưng là ma rồi. Trong thân thể Tiểu Tà Ma cũng có ma tính, nhưng ma tính của nàng còn chưa đạt tới ma chính thức. Cho dù nàng đưa máu tươi của mình cho Phong Phi Vân uống vào, Phong Phi Vân cũng không thể hoàn toàn kích phát ra yêu ma chi huyết trong thân thể được. Chỉ có huyết dịch của nữ ma mới có thể chính thức đồng thời kích phát yêu huyết và ma huyết trong thân thể Phong Phi Vân. Người thành ma cũng đã tương đối đáng sợ. Yêu thành ma lại càng thêm đáng sợ, mẫu thân Phong Phi Vân chính là yêu thành ma, trong thân thể đồng thời chảy xuôi ma huyết và yêu huyết. Mà trong thân thể Phong Phi Vân không chỉ có ma huyết và yêu huyết, càng có huyết dịch của người và hồn của yêu. Tiểu đường muội, ngươi ngàn vạn đừng hồ đồ, bằng không thì ta sẽ bẩm báo việc này cho gia chủ đấy. Phong Lăng Cơ sợ Tiểu Tà Ma không biết nặng nhẹ, xông ra đại họa, như vậy hậu quả cũng khó mà tưởng được.
Dù sao Phong Phi Vân cực kỳ oán hận Phong gia, nếu để cho yêu ma chi huyết trong thân thể hắn thức tỉnh, vậy thì khó mà có người ngăn cản được hắn, đến lúc đó Phong gia tất nhiên sẽ nghênh đón trả thù tàn khốc của hắn. Trên mặt tiểu tà ma lộ ra dáng cười tà dị, một đôi đồng tử đều trở nên có chút huyết hồng, chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Lăng Cơ đã khiến hắn có một loại cảm giác như rơi vào trong hầm băng, toàn thân đều không được tự nhiên, không kìm lòng được lui về sau một bước. Ngươi nếu dám nói lung tung, ta sẽ bảo Miêu Miêu cắn chết ngươi. Tiểu tà ma lộ ra hàm răng trắng noãn mà chỉnh tề, có chút cười. Phong Lăng Cơ cũng không hề cho rằng nàng đang nói đùa, đã từng có không ít tu sĩ thế hệ trước coi lời nàng như trò đùa, cuối cùng đều bị chết đến hải cốt không còn. Cổ tà khí và ma tính kia của tiểu tà ma cũng không phải là chuyện đùa. Chính là hắn, Cố đại ca nếu là có thể lấy tính mệnh của hắn, ta tất nhiên sẽ dâng lên trọng thưởng. Mộ Dung Trác mang theo một người trẻ tuổi mặc nho bào màu trắng đi tới diễn võ chiến tháp, chỉ về phía Phong Phi Vân đang đứng trên diễn võ chiến tháp. Ba người Mộ Dung Trác, La Thế Hùng, Cổ Liên Thu vốn đã thua năm vị sát thủ của cổ địa tộc, muốn đánh gục Phong Phi Vân ở ngoài vạn tượng tháp, nhưng năm vị sát thủ kia lại bị Phong Phi Vân đánh chết, càng khiến bọn hắn lần nữa bị nhục nhã. Trong lòng oán hận chất chứa sâu đậm, cho nên liền mời tới Cố Thanh. Thế tất phải đánh chết Phong Phi Vân mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Cố Thanh ước chừng 25, 26 tuổi, khuôn mặt lưỡi đao, lông mày như bóng kiếm, vừa có mạch văn của văn sĩ, cũng có sự cường tráng của võ giả, nhưng tuổi chân thật của há đã đạt đến 39 tuổi, đã không còn trẻ nữa rồi. Thần cơ đại viên mãn chính là một cái đại khảm, ở trong võ tháp bế quan 23 năm cũng không thể vượt qua, cho dù lại bế quan tiếp cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà ngay khi hắn sắp xuất quan thì Mộ Dung Trác lại tìm tới hắn, thỉnh hắn ra tay giết một người, cái này với hắn mà nói tự nhiên cũng không là gì, chỉ cần đối phương không phải cường giả cấp bậc thần cơ đại viên mãn thì hắn đều có nắm chắc có thể đánh gục đối phương, huống chi Mộ Dung Trác còn đồng ý sẽ đưa cho hắn một quả nhị phẩm tụ nguyên đan để tạ ơn. Nếu có một quả nhị phẩm tụ nguyên đan, có lẽ có thể phá tan cảnh giới thần cơ đại viên mãn, hấp dẫn này thật sự không nhỏ, vì vậy hắn liền đáp ứng. Ngươi nói chính là hắn. Cố Thanh lưng đeo một thanh bạch ngọc kiếm ba thước, tiêu sái thong dong nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng ở tầng thứ ba diễn võ chiến tháp, đã khó mà sống được nữa, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Thật không ngờ lại yếu vậy, quả thật khiến ta phải thất vọng rồi. Hắn không yếu chút nào đâu, đã có bốn vị nghịch thiên tài tuấn thua ở trong tay của hắn rồi, ba chết một trọng thương. Cổ Liên Thu một mực canh giữ ở trong diễn võ trường. Chứng kiến Mộ Dung Trác mời người tới, vì vậy liền nói mọi chuyện đã xảy ra lại một lần. Mộ Dung Trác và La Thế Hùng tự nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng Cố Thanh lại lộ ra thần sắc khinh thường, nói. Cũng là thần cơ đỉnh phong, nhưng chênh lệch có đôi khi lên đến cả chục lần. Đây là vì sao? Cổ Liên Thu cách thần cơ đỉnh phong vẫn còn chênh lệch rất lớn, cũng không rõ huyền diệu của thần cơ đỉnh phong. Cổ Liên Thu chính là một vị ngự thú sư. Xuất thân danh môn, dung mạo xinh đẹp, dáng người tuyệt lệ, tuyệt đối được cho một vị thiên kim đại tiểu thư cao quý. Ánh mắt tham lam của Cố Thanh quét qua bộ ngực sữa cao ngất của nàng, sau đó từ từ nói. Mọi người đều biết một khi tu sĩ bước vào thiên mệnh đệ nhất trọng thì tuổi thọ sẽ tăng đến 500 năm, ở trong mắt tu tiên giả cường đại chính thức, chỉ có tu sĩ bước chân vào cảnh giới thiên mệnh mới xem như tu tiên giả chính thức, mà tu sĩ không xê bước vào cảnh giới thiên mệnh. Một khi vượt qua đại quan trăm năm thì thân thể và lực lượng đều sẽ xuống dốc, nhiều nhất chỉ có thể sống đến 150 tuổi, mặc dù là tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn cũng không ngoại lệ. Tu sĩ có thể đột phá cảnh giới thiên mệnh giải rác không có mấy, không ai không phải là người có được đại khí vận chính thức, không chỉ cần thiên phú mà còn cần kỳ ngộ, linh dược và vận khí, những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Mà thần cơ đỉnh phong và thần cơ đại viên mãn chính là tích lũy để đột phá cảnh giới thiên mệnh. Tích lũy càng hùng hậu thì lúc độ địa kiếp cũng càng dễ thành công. Thần cơ đỉnh phong chính là một đường ranh giới, đạt đến thần cơ đỉnh phong có thể tu luyện ra một đám thần thức, chỉ khi đã có được thần thức, mới có thể ngự vật phi thiên, hơn nữa thần thức còn có thể thay con mắt để nhìn vật, chứng kiến mọi thứ ở ngoài ngàn dặm. Tu luyện thần cơ đỉnh phong chính là tu luyện thần thức càng cường đại, lực lượng mới càng cường đại, có người chỉ tu luyện ra một đạo thần thức, mà có người lại tu luyện ra 8 đạo thần thức. Lực lượng này kém đâu chỉ gấp 10 lần. Mộ Dung Trác hỏi. Vậy Cố huynh tu luyện ra bao nhiêu đạo thần thức? 8 đạo.
Cố Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân ở phương xa, lại nói. Theo như lời cổ cô nương thì vị nghịch thiên tài Tuấn Kỷ Phong của Kỷ gia kia cũng chỉ tu luyện ra 5 đạo thần thức thôi, có thể đánh với Phong Phi Vân đến lưỡng bại câu thương. Đừng nói Phong Phi Vân hiện giờ bị trọng thương, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh thì nếu ta muốn giết hắn cũng chỉ cần một chiêu thôi. Tu luyện ra bao nhiêu đạo thần thức thì đến cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Mộ Dung Trác có chút sùng bái hỏi. Người có 3 hồn 7 vía, tự nhiên cần 10 đạo thần thức mới xem như bước vào thần cơ đại viên mãn. Cố Thanh vừa nói lấy, dưới chân liền nhiều ra từng mảnh thiết lân, tổng cộng chừng 8 khối, mỗi một khối đều lơ lửng trong không khí, hắn chân đạp thiết lân, như bước chậm trong hư không, chậm rãi bước về phía diễn võ chiến tháp. Lấy người tiền tài thay người tiêu tai, huống chi cần giết chỉ là một người trọng thương sắp chết, cuộc làm ăn này kiếm lợi lớn rồi. Cố Thanh ra tay, cho dù Phong Phi Vân giả tổn thương cũng chết chắc rồi. Trong mắt Cổ Liên Thu mang theo vẻ tàn nhẫn. La Thế Hùng đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng, hỏi. Đúng rồi, Mộ Dung huynh, ngày đó, nữ nhân họ Kỷ kia đến cùng có quan hệ thế nào mới Phong Phi Vân? Nghe được lời đó, Cổ Liên Thu và Mộ Dung Trác đều biến sắc, nhớ lại chuyện ngày đó sau khi Phong Phi Vân rời đi, nữ nhân họ Kỷ kia thật sự quá đáng sợ. Mộ Dung Trác sờ lên vết sẹo trên cổ mình, lúc ấy thiếu chút nữa đã bị nữ nhân hung ác kia một kiếm chém bay đâu, trong lòng đến giờ vẫn còn có chút run rẩy. Nữ nhân kia là một người điên, Phong Phi Vân lúc ấy nghe xong chuyện 8 tiểu thiếp của cha ta, đêm đó nàng đã xông vào phủ đệ 8 tiểu thiếp đánh chết, ngay cả thi thể cũng bị đốt thành cho bụi. Trong mắt Mộ Dung Trác mang theo hàn ý, nói. Nàng còn giết đệ đệ của ta Mộ Dung Thác, cũng đốt thi cốt thành cho bụi. Xem ra lại là một người có thâm cừu đại hận với Phong Phi Vân, muốn giết hết mọi người có quan hệ với Phong Phi Vân, người Phong Phi Vân đắc tội thật sự không ít đâu. Cổ Liên Thu thở dài một tiếng. Diễn võ chiến tháp lần nữa gió thôi mây phun, Cố Thanh đạp không mà đến đã tạo thành oanh động cực lớn. Chẳng lẽ ngay cả Cố Thanh cũng muốn giết chết Phong Phi Vân? Cố Thanh xuất quan. Không lâu trước kia, một đời thiên kiêu trẻ tuổi cường thế quật khởi. Chỉ 16 tuổi đã bước chân vào thần cơ đỉnh phong, ở Vạn Tượng Tháp cũng tạo thành oanh động lớn lao, sau đó bế quan 23 năm, nghe đồn đang tu luyện một môn kiếm quyết vô cùng cao thâm, hôm nay hắn xuất quan, có phải là đại biểu đã luyện thành hay không đây? Cái gọi là bế quan cũng không phải bế tử quan, bế quan 23 năm, cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài, chỉ có điều không sẽ rời khỏi Vạn Tượng Tháp thôi. Tu vị Cố Thanh có lẽ đã đạt đến thần cơ đỉnh phong. Ít nhất đã tu luyện ra 7 đạo thần thức, bằng không thì không có khả năng bài danh thứ 278 trên bách tháp bảng được. Phàm là đệ tử có thể đứng vào top 300 trên bách tháp bảng ít nhất đều tu luyện ra 7 đạo thần thức. Bách tháp bảng chính là bảng bài danh cao thủ một đời tuổi trẻ Vạn Tượng Tháp, chỉ có người dưới 40 tuổi mới có tư cách nhập bảng, tổng cộng có 500 thứ tự. Chỉ cần có thể đưa thân vào top 500 một đời tuổi trẻ Vạn Tượng Tháp thì liền có thể leo lên bách tháp bảng. Tài tuấn trẻ tuổi có thể leo lên bách tháp bảng đều là đối tượng mà tất cả thế lực lớn tranh nhau lôi kéo, cũng là nhân vật phong vân của Vạn Tượng Tháp, được vô số đệ tử trẻ tuổi sùng bái. Dưới chân Cố Thanh bay lên 8 khối thiết lân, chân đạp trên thiết lân, từ từ rơi xuống tầng thứ 3 diễn võ chiến tháp, lưng đeo bạch ngọc kiếm 3 thước, nhỏ bảo bạch sắc, tựa như một văn sĩ cao thâm mạt chắc vậy. Phong Phi Vân bộ pháp phù phiếm đứng ở biên giới diễn võ chiến tháp, trên mặt lộ vẻ trắng bệch. Nơi khóe miệng và ống tay áo đều dính đầy máu tươi, tựa hồ như tánh mạng cũng không còn lâu nữa. Ngươi là người phương nào? Phong Phi Vân nói xong liền lại ho khan hai tiếng. Cố Thanh. Cố Thanh đạm mạc nói. Không biết. Ánh mắt Phong Phi Vân có chút nhìn thoáng về phía bọn người Mộ Dung Trác ở trên quan đài xa xa, biết rõ đây là cường giả do mấy người kia mời đến. Vốn Phong Phi Vân còn cảm thấy không có thâm cừu đại hận với mấy người kia. Không cần phải đưa bọn hắn vào chỗ chết, muốn thả bọn họ một con đường sống, nhưng mấy người kia lại không biết tốt xấu, cứ nhiều lần khiêu khích. Đây là tự bọn hắn không muốn sống sao? Cố Thanh nhẽ nhếch miệng, cười nói. Ta vốn khinh thường giết một người bị trọng thương, nhưng mạng ngươi lại quá đáng giá, ta không thể không giết ngươi. Phong Phi Vân khẽ gật đầu, nói. Ngươi không hề làm sai. Tuy rằng đã trọng thương sắp chết. Nhưng Phong Phi Vân lại có vẻ thập phần tỉnh táo, sắc mặt cũng đặc biệt bình thản, mặc dù đối diện hắn là một cường giả đã tu luyện mấy chục năm. Cố Thanh cũng thật không ngờ thiên hạ thật sự có người không sợ chết, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng,
tay phải vươn ra hai ngón tay, tạo thành một đạo kiếm quyết, tám phiến thiết lân vốn lơ lửng dưới chân hắn liền đồng thời cấp tốc bay lên, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần, biến thành vô số lưỡi đao, quay chung quanh thân thể của hắn. Bá, bá, bá. Vô số âm thanh xé gió chói tai vang lên, từng đạo bóng đen tán loạn trong không khí. Một mạch ngự bát pháp, cũng chỉ có tu sĩ đã tu luyện ra tám đạo thần thức mới có thể làm được. Công chúa, ngươi xem chúng ta có nên. Ngọc Công Công đứng ở một bên có chút nói một tiếng, đôi mắt già nua khép thành một đạo khe hở, chăm chú nhìn chằm chằm vào diễn võ chiến tháp. Lão thái giám này con mắt thập phần khôn khéo, đã nhìn ra La Phủ công chúa có vài phần hứng thú với Phong Phi Vân, muốn thu hắn làm môn khách, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở một câu. Nếu vào thời điểm này trợ giúp Phong Phi Vân một tay, sẽ không sợ hắn không mang ơn, quy thuận dưới trướng La Phủ công chúa. Trên mặt La Phủ công chúa Ngọc mang theo mỉm cười, có chút lắc đầu, nói. Cố Thanh tuy rằng cường đại, nhưng yêu ma chi tử không phải dễ dàng bị giết như vậy đâu, chờ một chút đi. Đợi đến lúc yêu ma chi tử bị buộc đến sinh tử tuyệt đồ chúng ta lại ra tay, hiệu quả sẽ tốt hơn. Công chúa nói chí lý. Ngọc Công Công cúi đầu khom lưng nói. Được rồi, lần này ta quyết định chính thức ngưng tụ tánh mạng chi lực cuối cùng của ta đồng quy vu tận với ngươi. Phong Phi Vân còn nói ra những lời này, hắn lau khô vết máu nơi miệng, trong tay liên tiếp đánh ra chín đạo bí pháp, tựa hồ như thật sự đang ngưng tụ một tia lực lượng cuối cùng. Nhưng sau khi hắn nói ra những lời này, cũng không còn ai tin hắn nữa, bởi vì lần trước khi hắn nói ra những lời này đã khiến một vị nghịch thiên tài Tuấn bị gài bẫy. Mẹ nó, yêu ma chi tử thật sự quá thiếu đạo đức, mỗi lần đều là ngưng tụ lực lượng cuối cùng, kết quả ngưng tụ nhiều lần vẫn không ngưng tụ xong. Có quỷ mới tin hắn đang ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Rất nhiều tu sĩ đều thầm mắng Phong Phi Vân thật sự quá gian trá. Tám đạo thiết lân bay múa mà đến, mang theo sát khí lăng lệ ác liệt bao trọn lấy không gian này, tựa như tiến vào một cái cối xay thịt vậy, khắp nơi đều là sát cơ. Bá, bá, bá. Oanh. Phong Phi Vân rốt cục ngưng tụ lực lượng cuối cùng, gian nan tế ra miểu quỷ ban chỉ, trên ban chỉ hắc mang trùng thiên, sáu bức cổ đồ hiện ra. Bước đầu tiên chính là bát quái huyền văn, âm dương bát quái đô nhô lên cao xoay tròn, 16 đạo huyền văn quay chung quanh ở bên ngoài, không ai có thể xem hiểu 16 đạo huyền văn kia là cái gì cả, chỉ trên đó lại ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. Bước thứ hai là tứ dương cổ đỉnh, một thanh đồng cổ đỉnh thần bí mà huyền bí lơ lửng trong đồ văn, bốn đầu thanh dương thủ hộ bốn chân, giống như bốn căn thần trụ cao lớn vậy. Bước thứ ba chính là U Minh thần tháp, bước thứ tư là thần vương phi thiên. Bước thứ 5 là Bách Quỷ Phó Yến, bước thứ 6 là Vạn Gia Đăng Hỏa. Tăng thêm bước Long Mã Hà Đồ trên người nữ ma, tổng cộng chính là 7 bước đồ cổ, mỗi một bước đều ẩn chứa đạo pháp vô cùng cổ xưa mà thâm ảo, chỉ có thể cảm giác được say mê hấp dẫn kỳ dị trên đó, nhưng lại không cách nào xem hiểu ý cảnh trên đó cả. 6 bước cổ đồ vốn đều khắc lục trên miểu quỷ ban chỉ, cho tới bây giờ đều chưa từng rõ ràng như hiện giờ, tựa như 6 tồn tại chân thật trên thế giới vậy. Mà ngay cả Phong Phi Vân giờ phút này cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại không kịp xâm nhập nghiên cứu, trực tiếp đánh miểu quỷ ban chỉ kể cả 6 bức cổ đồ ra ngoài, đánh cho 8 phiến thiết lân bay ngược về. Đây mới là lực lượng chính thức của linh khí, chỉ có linh khí mới có thể chống lại. Người rõ ràng có được linh khí. Cố Thanh sắc mặt biến hóa, trước khi Phong Phi Vân ra tay hắn cũng không biết Phong Phi Vân có được thần binh như linh khí. Nói nhảm. Phong Phi Vân một tay nâng miểu quỷ ban chỉ, giết nhanh về phía trước, dùng miểu quỷ ban chỉ chi uy đánh nát một nửa tám đạo thiết lân của Cố Thanh, từng bước ép sát, không để cho hắn sức hoàn thủ. Trong thân thể Cố Thanh linh khí hùng hậu, thần thức cường đại, lại phải liên tiếp đánh ra các chiêu tuyệt học mới có thể miễn cưỡng ngăn trở uy áp của linh khí được. Ngươi không phải bị trọng thương sao? Cố Thanh liền lùi lại ba bước, hai tay đánh ra 7 đầu kỳ ngưu chi lực, miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này, đương nhiên là bị trọng thương, chỉ có điều, ta ngưng tụ lực lượng cuối cùng, định cùng ngươi đồng quy vu tận. Phong Phi Vân càng đánh càng mạnh, xé nát cả 7 đầu kỳ ngưu chi lực, một đạo linh khí chi lực từ bên cổ Cố Thanh bay ra, thiếu chút nữa đã xuyên phá cổ họng hắn rồi. Còn em ngươi, Cố Thanh cảm thấy hối hận, Phong Phi Vân giờ phút này thấy thế nào cũng không giống như người trọng thương, hắn mãnh liệt giống như một đầu trâu đực vậy. Oanh! Miểu quỷ ban chỉ mang theo 6 bức cổ đồ bao trọn lấy tầng thứ 3 diễn võ chiến tháp, như muốn đẻ chết Cố Thanh vậy.
xíu, yêu yêu. Một đạo bạch hồng từ trong vầng sáng linh khí lao ra, tựa như một đạo cột sáng không thể ngăn cản, động phá cổ đồ vọt ra ngoài. Cũng không phải có được linh khí liền có thể vô địch. Phong Phi Vân ngươi còn chưa tu luyện ra thần thức, căn bản ngay cả 1% uy lực của linh khí cũng không phát huy ra được, ta đánh bại ngươi cũng không phải việc khó. Thanh bạch vân kiếm ba thước bên hông Cố Thanh tựa như một đầu bạch long bay ra, chảm phá phong tỏa của linh khí, phá vực mà ra. Hắn nói không sai, Phong Phi Vân hiện giờ tuy rằng nắm giữ một kiện linh khí, nhưng chiến lực có thể tăng lên cũng không phải nghịch thiên như vậy, cũng không phải không thể phản kích. Ta bế quan 23 năm, đã tu luyện ra một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học, chỉ cần không gặp phải cường giả thần cơ đại viên mãn thì ta chính là vô địch, đủ để một kiếm phá linh khí. Cố Thanh vốn không muốn vào lúc này dùng ra tuyệt học của mình, dù sao mỗi người đều giữ lại 12 chiêu át chủ bài, đợi đến thời điểm sinh tử tuyệt địa mới dùng ra, đạt tới hiệu quả nhất kích tất sát. Nhưng hôm nay ở trước mắt bao người, nếu thua trong tay một người tu vị thấp hơn mình, niên kỷ nhỏ hơn mình thì hắn sau này còn dừng chân ở vạn tượng tháp thế nào nữa, cho nên át chủ bài cũng phải xuất ra. Ta cũng có một chiêu tuyệt học tu luyện mấy ngàn năm, thẳng đến gần đây đột phá thần cơ trung kỳ. Rốt cục có thể dùng ra rồi, mượn ngươi là người đầu tiên khai đao vậy. Phong Phi Vân thu miểu quỷ ban chỉ vào, một lần nữa mang vào trên ngón tay cái. Ta kháo, tên lừa gạt Phong Phi Vân này lại đang nói mạnh miệng rồi, có quỷ mới tin hắn có tuyệt học tu luyện mấy ngàn năm. Một vị tu sĩ rốt cục nhìn không được nữa mắng to. Mà ngay cả La Phù công chúa và mấy vị đại nhân vật một đời tuổi trẻ chán cũng nổi đầy hắc tuyến, gia châu này thổi cũng quá lớn rồi. Một trận chiến này tuy rằng Phong Phi Vân chiến tích hiển hách, tàn sát mấy vị nghịch thiên tài tuấp, nhưng lại không ai nhớ kỹ thực lực của hắn, ngược lại nhớ kỹ một chân lý, đó là lời Phong Phi Vân nói ngàn vạn tin không được a hát. Kiếm quyết cũng chia làm đê cấp kiếm quyết, trung cấp kiếm quyết, cao cấp kiếm quyết, tuyệt học kiếm quyết, thiên công kiếm quyết. Càng về sau, kiếm quyết lại càng rườm rà, độ khó càng lớn, tu luyện càng gian nan, hơn nữa cho dù muốn học cũng chưa hẳn có thể học được. Cố Thanh 23 năm trước, thiên tư tung hoành, 16 tuổi đã bước chân vào thần cơ đỉnh phong, cho nên mới được thưởng cho một chiêu trong kiếm quyết cấp bậc tuyệt học. Chỉ là một chiêu nhưng hắn phải tu luyện 23 năm, luyện mấy chục vạn kiếm mới có thể tu luyện thành công, dựa vào một kiếm này, hắn liền có thể nói là người mạnh nhất dưới thần cơ đại viên mãn rồi, ít nhất là lực công kích mạnh nhất. Cho dù những cao thủ thần cơ đỉnh phong tu luyện ra 9 đạo thần thức kia cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kiếm này. Kiếm quyết mà một thiên tài hao phí 23 năm khổ công tu luyện thành, tự nhiên không như bình thường rồi. Là đệ nhất kiếm trong vật ngữ thập thất kiếm. Một vị đại nhân vật trong một đời tuổi trẻ hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào kiếm quyết của Cố Thanh, muốn nhớ kỹ một chiêu tuyệt học kiếm quyết này, nhưng mặc cho hắn thiên tư tuyệt đỉnh, tu vị vô song nhưng vẫn xem qua liền quên mất. Tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng lại có đến 108 biến số, hợp với số lượng thiên cương địa sát. Khi hắn mới cưỡng ép nhớ 16 loại biến số thì đã quên mất biến số đầu tiên, lúc hắn nhớ kỹ biến số 17 thì loại biến số thứ hai đã quên mất. Lúc hắn muốn một lần nữa nhớ lại loại biến số thứ nhất và thứ hai thì tất cả biến số đều đã quên sạch. Tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng lại căn bản không ai có thể nhớ, bằng không thì Cố Thanh cũng đã không tu luyện 23 năm rồi. Không chỉ riêng bất kỳ vị đại nhân vật nào. Chỉ cần là tu sĩ có tự tin với trí nhớ của mình thì đều muốn cưỡng ép nhớ kỹ một chiêu kiếm chiêu cấp bậc tuyệt học này, tuy nhiên đều phải nhao nhao bại lui. Phốc, một vị tu sĩ chỉ có tu vị tiên căn đỉnh phong cưỡng ép nhớ lấy, bị cổ kiếm ý kia tự thương hại, phải phun ra một búng máu. La Phù công chúa thiên tư tuyệt đỉnh, ngón tay mảnh khảnh huy động trong không khí, hai mắt mang theo thất thải hào quang, nhưng cuối cùng cũng phải sâu kín thở dài. Chỉ có thể nhớ kỹ 34 loại biến số liền không cách nào ghi nhớ được nữa. Nàng chính là hoàng gia thiên nữ, tu tập ngàn vạn sủng ái vào thân, cũng không thiếu khuyết kiếm quyết cấp bậc tuyệt học, chỉ là muốn kiểm tra thiên phú của mình một chút mà thôi. Kiếm quyết cấp bậc tuyệt học nếu dễ dàng tu luyện như vậy thì cũng sẽ không được xưng là tuyệt học rồi. Coi như là tu sĩ cấp bậc thiên mệnh cũng có thể vì một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Lại có tiếng thở dài vang lên. Có người ngay cả 10 biến số trong đó cũng không nhớ được, mà càng nhiều người thậm chí còn không thấy rõ bóng kiếm của Cố Thanh chứ đừng nói đến ghi nhớ sáo lộ kiếm quyết của hắn. Tuyệt học kiếm quyết căn bản không thể vừa chạm vào đã thành, coi như là tu sĩ cấp bậc thiên mệnh cũng cần tìm hiểu mấy tháng,
thậm chí mấy năm mới có thể lĩnh ngộ được cổ kiếm ý kia. Cố Thanh tuy rằng hao tốn 23 năm mới luyện thành chiêu kiếm quyết này, nhưng đối với tương lai độ địa kiếp lại có chỗ tốt rất lớn, ít nhất có thể tăng thêm 3 thành thành công. Đối mặt với một kiếm cường đại này, Phong Phi Vân vậy mà lại thu linh khí về, chẳng lẽ hắn thật sự tu luyện tuyệt học cấp thần thông nào đó sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Phong Phi Vân chẳng qua chỉ mới hơn 10 tuổi thôi, không có 20 năm khổ công thì không có khả năng luyện thành tuyệt học cấp thần thông. Hắn cho dù có bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng thành công được. Cố Thanh một tay cầm kiếm, chỉ về phía Phong Phi Vân, tuy rằng chỉ là thân kiếm bỗng nhúc nhích, nhưng thân kiếm cũng đã vàng lên đến 108 tiếng ngâm nhẹ, đương nhiên loại tiếng vang kỳ dị này cũng chỉ có nhân tài tu vị cao thâm mới có thể nghe được. Bá! Một kiếm như điện, phá không mà đến. Hai mắt Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm mũi kiếm, tinh khí thần toàn thân đều kéo căng, hết sức nghiêm túc. Con mắt không nháy lấy một cái, đột nhiên hắn cũng vươn cánh tay phải, ra ngón trỏ và ngón giữa duỗi ra, cũng bỗng run lên trong không khí. Hô, hô, hô. Cũng là 108 âm thanh nhẹ vang lên, hơn nữa tiếng nổ càng thêm trầm thấp. Có người chú ý tới động tác kỳ quái của Phong Phi Vân, lão thái giám Ngọc Công Công thân thể khẽ run lên, mãnh liệt chỉ về phía Phong Phi Vân, thất thố lên tiếng kinh hô. Hắn làm sao có thể? Bá! Phong Phi Vân cũng hóa thân thành điện, phá không mà đi, trên ngón tay linh quang như kiếm, kiếm khí lộ ra 108 loại biến số. Dĩ nhiên là kiếm quyết giống nhau. Vào thời khắc này, rốt cục lại có người phát giác được không đúng. Phong Phi Vân sao cũng biết kiếm quyết cấp tuyệt học mà Cố Thanh tu luyện, chẳng lẽ hắn cũng từng luyện quá sao? Không có khả năng, một chiêu kiếm quyết cấp tuyệt học này ở Vạn Tượng Tháp cũng là kiếm quyết đỉnh tiêm, không thể nào lưu truyền ra ngoài được. Chẳng lẽ Phong Phi Vân là mới vừa học xong? Tu sĩ vừa lên tiếng thanh âm có chút không tự tin. Cái này càng không có thể, nhưng cũng chỉ có khả năng này thôi. Thật sự thật là quỷ dị, Phong Phi Vân vậy mà thật sự dùng ra một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học, mà lại còn giống như đúc kiếm quyết của Cố Thanh, một màn này tựa như ảo giác vậy, khiến mọi người không dám tin tưởng. Sự thật bày ở trước mặt, lại khiến người không thể không tin. Chẳng lẽ thiên phú của hắn lại kinh người đến mức này? La Phù công chúa lần đầu tiên chính thức nhìn thẳng vào Phong Phi Vân, nếu Phong Phi Vân thật có thể trong chớp mắt ngắn ngủi đã có thể học xong kiếm quyết cấp bậc tuyệt học thì thiên phú như thế đã không thể xưng là nghịch thiên nữa rồi. Nhân vật như thế, tương lai nhất định tách ra hào quang sáng chói, thành tựu không cách nào đoán trước được. Làm sao có thể? Người không thể tin vào mắt mình nhất ở đây phải kể tới Cố Thanh rồi. Kiếm quyết hắn tu luyện 23 năm mới thành công, nhưng Phong Phi Vân hiện giờ lại dùng ra, điều này thật sự quá mức đả kích lòng tin của hắn. Hắn lại không biết, Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn cường đại, hơn nữa lĩnh ngộ của hắn đối với thiên đạo đã đạt đến một tình trạng cực cao, kiếm quyết thiên hạ không đầu không tuân theo thiên đạo, Phong Phi Vân muốn đánh ra một kiếm này cũng không phải việc gì khó cả. Phải nói, Phong Phi Vân học tập bất luận thần thông cấp tuyệt học nào cũng đều có thể vô sự tự thông. Trong thời gian cực ngắn liền có thể tu luyện thành công. Đây cũng là lý do vì sao thần điển cao thâm và cổ xưa như Bát Thuật Quyển Phong Phi Vân cũng có thể trong hơn 10 ngày đã nhập môn. Đó cũng không phải thiên phú của hắn cao đến mức nào, mà là cảm ngộ của bản thân hắn đối với thiên đạo có thể nói là đệ nhất nhân khắp thần tấn vương triều, cho nên hắn căn bản không tồn tại bình cảnh ở cảnh giới, chênh lệch chỉ là tích lũy linh khí thôi. Bằng không thì làm sao có thể trong vòng không đến nửa năm đã đạt tới cảnh giới thần cơ trung kỳ được, coi như là bát đại thiên tài cấp bậc sử thi cũng không thể làm được chuyện này. Cũng là 108 loại biến số, cũng là một chiêu ra tay tuyệt không quay đầu lại. Cố Thanh đã chìm đắm trong một chiêu này hơn 20 năm, nắm giữ đối với biến số đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, một kiếm đâm vào trong đan điền Phong Phi Vân. Phốc, mũi kiếm vào thịt ba phần, có máu tươi từ trong vết thương tuôn ra. Ha ha, Phong Phi Vân đan điền nghiền nát, tu vị mất hết, vô duyên với tiên đạo, người bị phế rồi, ha ha. Cố Thanh một kiếm đắc thủ, liền cuồng tiếu. Phốc, tiếng cười của hắn liền dừng lại, Phong Phi Vân một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, chỉ kiếm xuyên thủng đầu hắn, óc trong sọ cũng bay ra ngoài. Bành, Cố Thanh ngửa đầu ngã trên mặt đất, lỗ mau nơi mi tâm chảy ra từng dòng máu đỏ tươi, còn có não trắng. Lại một vị thiên tài tuyệt đỉnh chết ở trong tay Phong Phi Vân, trong vòng một ngày đã có 4 vị đỉnh tiêm thiên tài chết đi,
nếu xảy ra ở tiên môn khác, đã đủ để cho một tiên môn nguyên khí đại thương, người mới sẽ xuất hiện đứt đoạn, không khiến những trưởng giáo tiên môn kia tức giận đến chửi mẹ mới là lạ đấy. Cho dù phát sinh ở Vạn Tượng Tháp thiên tài như mây thì đây cũng không phải chuyện nhỏ, đã có người vụng trộm đi thông báo cho các vị tháp chủ Vạn Tượng Tháp rồi. Ai ôi, đã xong rồi, đan điền nghiền nát, tu vị hoàn toàn biến mất, ta cảm giác được linh khí trên người ta đã sói mòn hầu như không còn. Phong Phi Vân ôm bụng kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất, may mắn hắn ngưng tụ lực lượng cuối cùng trong thân thể mới đứng vững bước chân được. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy kiếm của Cố Thanh đâm vào trong đan điền Phong Phi Vân, nếu là thường nhân thì khẳng định ngay cả khí lực kêu lên cũng không có rồi, nhưng việc này xảy ra ở trên người Phong Phi Vân, hơn nữa hắn còn kêu to thảm thiết như vậy, thật sự phải khiến người nghĩ lại đấy. Vốn đang có người muốn thừa dịp Phong Phi Vân đan điền nghiền nát đánh chết hắn để dương danh lập vạn, nhưng nghe được tiếng hét thảm của hắn ngược lại liền không dám ra tay nữa. Ta kháo, lời Phong Phi Vân nói không tin được a hát. Mỗi lần có người muốn giết hắn, đều chết oan chết uổng, con mẹ nó ai dám ra tay chứ, mọi người đều sợ bị hắn lừa gạt. Ví dụ máu chảy đầm đìa cò bầy ở trước mắt, khiến rất nhiều người siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra. Ngay cả cường giả đã bước chân vào top 300 bách tháp bảng như Cố Thanh cũng chết trong tay Phong Phi Vân, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nghịch thiên tài Tuấn có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới giết người. Nhưng Cố Thanh lại là thần cơ đỉnh phong tu luyện ra tám đạo thần thức, xa không phải những thần cơ đỉnh phong bình thường kia có thể so sánh. Coi như là nghịch thiên tài Tuấn cũng không có khả năng ở thần cơ trung kỳ đánh chết được. Cố Thanh, yêu ma chi tử này quả nhiên không thể đo lường theo lẽ thường được. Mặc dù Phong Phi Vân giờ phút này tuyên bố đan điền mình đã nghiền nát, tu vị hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn khiến người không dám tùy tiện ra tay với hắn. Ba người Mộ Dung Trác, Cổ Liên Thu, La Thế Hùng sớm đã bị dọa sợ, chạy thục mạng không kịp, cũng không dám đối địch với Phong Phi Vân nữa, hỗn đản này quả thực không phải là người, căn bản không ai có thể giết được hắn, đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng bọn họ hiện giờ. Phong công tử, đây linh dược thiếu chủ nhà ta tặng cho ngươi. Một giáp sĩ lưng đeo chiến kiếm đưa một hộp nhị phẩm đan dược đến trước mặt Phong Phi Vân. Bên trong đặt một hạt vô hoa đan lớn chừng long nhãn. Chỉ khẽ mở hộp ngọc ra một chút liền có thể nghe thấy được đan hương từ bên trong truyền ra, nhị phẩm đan dược đã là ngàn vàng khó mua. Phong Phi Vân cũng không nhận lấy hộp ngọc, mà hỏi. Thiếu chủ nhà ngươi là người phương nào? Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu, Lệ Phụng Tiên. Vị giáp sĩ kia mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ, lộ ra đặc biệt thân mật. Đây là Lệ Phụng Tiên đang vươn cành ô liu tới cho Phong Phi. Vô luận là từ thực lực bản thân và tiềm lực của Phong Phi Vân hay là vì nữ ma sau lưng Phong Phi Vân, đây đều là đối tượng đáng để lôi kéo, ít nhất tất cả mọi người đều cho rằng nữ ma chính là chỗ dựa của Phong Phi Vân. Hổ Thiên Hầu cũng là một trong thập bát chư thiên hầu gia của thần Tấn Vương Triều, tay nắm mấy ngàn vạn binh quyền, Lệ Phụng Tiên chính là con trai trưởng của Hổ Thiên Hầu, hơn nữa thiên phú bản thân lại đạt tới mức nghịch thiên thủy chuẩn, đã bước vào top 100 bách tháp bảng. Tương lai nhất định chính là người kế thừa hầu tước của Hổ Thiên Hầu. Vô luận là từ địa vị hay là từ quyền nói chuyện, cũng không phải Mộ Dung Trác có thể so sánh được. Mỗi một vị thiên hầu đều nhất định thê thiếp thành đàn, còn nối dõi rất nhiều, Mộ Dung Trác dù sao cũng không phải nhi tử kiệt xuất của Trấn Thiên Hầu, tự nhiên địa vị và lực lượng có thể điều động đều xa xa không bằng Lệ Phụng Tiên. Mỗi tiếng nói cử động của Lệ Phụng Tiên đều phi thường thận trọng, cơ hồ đại biểu cho toàn bộ Hổ Thiên Hầu phủ. Phong Phi Vân có chút nhìn thoáng qua một nam tử long hành hổ bộ ở trên quan đài phía xa xa, đối phương cũng gật đầu có chút cười cười với hắn, thu hồi ánh mắt, trầm ngâm chốc lát nói. Thay ta đa tạ ý tốt của tiểu hầu gia, chỉ là Phong mỗ hôm nay tu vị hoàn toàn biến mất, chỉ là một phế nhân, thật sự không muốn trả đạp linh đan rượu dược này. Ha ha, Phong công tử khách khí, tiểu hầu gia nói, khỏa nhị phẩm vô hoa đan này chỉ là chút lễ vật tặng cho Phong công tử. Kính xin Phong công tử không nên nghĩ quá nhiều, giữa bằng hữu với nhau, chỉ là tình ý, mà không phải là tài phú và lợi ích. Vị giáp sĩ kia cười nói. Hào phú đệ tử chính thức tuyệt đại đa số đều nho nhã lễ độ, lễ nghi hào phóng, tuyệt đối không thiết khuyết lễ giáo và tu dưỡng giống một ít con nhà giàu mới nổi, ít nhất biểu hiện ra cũng là việc phải làm. Đương nhiên cũng có hào phú đệ tử làm sằng làm bậy, nhưng đó đều là số ít. Dù sao hào phú đệ tử chính thức muốn gì đều có thể đạt được,
so ra mà nói, thanh danh đối với bọn họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lời cũng đã nói đến đây, vậy thì ngu sao không thu chứ? Vậy thì thay ta đa tạ tiểu hầu gia. Phong Phi Vân nhận lấy nhị phẩm vô hoa đan kia, nhưng cũng không ăn vào, mà thu vào trong ngực mình. Vị giáp sĩ kia đã hoàn thành nhiệm vụ liền mỉm cười mà đi. Phong công tử, đây là vương tử nhà ta tặng ngươi một gốc xương bổ 800 năm, tuy rằng còn không đạt tới cấp bậc linh thảo nhưng cũng kém không xa. Rất có ích đối với việc khôi phục huyết khí của tu tiên giả, phong công tử đại chiến liên tục, mất máu quá nhiều, nhất định có thể có chỗ dùng đến. Một vị hán tử thân cao chừng 2m5, trên đầu quấn lấy khăn trắng dày đặc, phủ lên một kiện đại bào, bưng lấy một gốc xương bổ 8 lá tản ra quang mang từ từ đi tới. Xương bổ 800 năm đã cực kỳ tiếp cận cấp bậc linh thảo rồi, tuyệt đối không chỉ đơn giản là trợ giúp khôi phục huyết khí, nó có lẽ đã xem như là bán linh thảo rồi, người bình thường ăn vào liền có thể gia tăng 30 năm thọ nguyên. Tu tiên giả sau khi ăn vào có thể cô đọng khí lực, điều hòa kinh mạch, đối với tu sĩ thần cơ đại viên mãn mà nói, thậm chí có thể trợ giúp hắn mở ra 7, 8 cái huyệt vị. Vương tử nhà ngươi là lễ vật quý trọng như vậy. Phong Phi Vân tự nhiên không thể dễ dàng nhận lấy rồi. Đại Thực Quốc Tam Vương Tử. Đại Thực Quốc cũng là một trong các tiểu quốc phụ thuộc ở quanh thân Thần Tấn Vương Triều, tuy là tiểu quốc, nhưng đó cũng chỉ là đối với Thần Tấn Vương Triều thôi. Kỳ thật nhân khẩu Đại Thực Quốc lên đến 300 triệu, địa vực khoảng cách vạn dặm, với tư cách là Vương Tử Đại Thực Quốc, đó tuyệt đối là một nhân vật quyền cao chức trọng. Mà trên thực tế những vương tử và công chúa các tiểu quốc phụ thuộc vào Thần Tấn Vương Triều phần lớn đều đến Thần Tấn Vương Triều tìm kiếm tiên môn cường đại bái sư học nghệ, một phương diện có thể đạt được tu tiên công pháp rất tốt, một phương diện có thể kết giao với nhân vật quyền thế trong một đời tuổi trẻ của Thần Tấn Vương Triều. Ách, giờ tu vị ta đã hoàn toàn biến mất. Phong Phi Vân nói. Vương tử chúng ta nói, Phong công tử tu vị hoàn toàn biến mất, nếu đến bước đường cùng thì có thể đến Đại Thực Quốc. Nhất định sẽ được tôn làm khách quý, chỉ là chậu xương bổ này kính xin Phong công tử vô luận như thế nào cũng phải nhận lấy. Vị hán tử kia cười nói. Được rồi. Phong Phi Vân bất đắc dĩ cười, chỉ có thể nhận lấy gốc xương bổ 800 năm kia. Phong công tử. Một thanh âm âm dương quái khí đột nhiên xuất hiện ở bên tai Phong Phi Vân, khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Thanh âm này âm thanh tiêm khí, như nam như nữ, khiến Phong Phi Vân có chút sởn hết cả gai ốc. Đúng là Ngọc Công Công mặc thanh cưu trường bào, lão thái giám này không biết từ lúc nào đã đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân, quả thực tựa như u linh vậy, trên người còn tản ra một cổ hàn khí lạnh lẽo. Vị này, tiền bối xưng hô như thế nào? Phong Phi Vân chung quy có cảm giác con mắt lão thái giám này cứ đảo qua trên người mình, khiến Phong Phi Vân theo bản năng che che quần áo. Lão thái giám này không có ham mê bất lương gì đấy chứ? Cạc cạc. Ngọc Công Công âm trầm cười, nói. Ngọc Liễu Bính. Sát, Ngọc Liễu Bệnh. Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau hai bước. Mẹ nó, bệnh hoa liễu a. Là Ngọc Liễu Bính. Ngọc Công Công vẫn cười hì hì nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào vị trí đan điền Phong Phi Vân. Nhưng Phong Phi Vân lại cảm giác hắn đang nhìn đúng quần của mình. Ngọc Công Công, sẽ không phải cũng đến đưa lễ vật đấy chứ? Phong Phi Vân lại lui về phía sau hai bước, cũng kẹp kẹp lấy đùi. Ngọc Công Công tiến lên trước hai bước, lắc đầu, cười nói. Công chúa nhà ta muốn thỉnh Phong Công Tử lên thuyền Trung Du, thưởng ngoạn Nam Hồ A. Là vì công chúa nào? Phong Phi Vân nói. Đương triều Tần Đế chi nữ, La Phù công chúa. Ngọc Công Công nói. Phong Phi Vân sắc mặt hơi đổi, nếu là công chúa tiểu quốc gia mời hắn lên thuyền Trung Du có lẽ là muốn lôi kéo hắn. Kết giao với hắn, nhưng à La Phù công chúa là thân phận bực nào chứ, đừng nói là Phong Phi Vân hắn, coi như là trưởng giáo một phương tiên môn cũng chưa chắc có tư cách ngồi ngang hàng với nàng. Ha ha, Phong mỗ chẳng qua chỉ là một kẻ thảo dân, La Phù công chúa lại là vạn kim chi thớ, tại hạ trong lòng quả thực sợ hãi, thật sự không dám cùng du thuyền với công chúa, như vậy cáo từ, như vậy cáo từ. Phong Phi Vân vội vàng xoay người rời đi. Hậu duệ quý tộc cấp bậc như La Phù công chúa, cũng không phải hắn hiện giờ có thể nhúng chàm được, người ta chỉ là hộ vệ cũng đã là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, vậy thì tu vị lão thái giám càng thêm thâm bất khả chắc rồi. Nếu ở cạnh nàng, hơi không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục mất. Công chúa, người này quả nhiên rất khôn khéo, tuyệt đối là một kẻ dối trá.
Ngọc Công Công về tới sau lưng La Phù công chúa, trên mặt vẫn mang theo dáng cười âm trầm. Để hắn đi thôi. La Phù công chúa ôn nhu nói, thanh âm ngọt ngào khiến người mơ màng vô hạn, lại nói. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, những tháp chủ vạn tượng tháp kia sợ cũng đã ngồi không yên, yêu ma chi tử, nếu hắn thật là sứ giả của nữ ma thì nhân vật cấp bậc như tháp chủ vạn tượng tháp tất nhiên sẽ tìm tới hắn. Công chúa có ý là... Ngọc Công Công tự nhiên biết rõ trong lòng La Phù công chúa đang nghĩ gì, nhưng đáp án này hắn cũng tuyệt đối không thể nói ra được, mang theo ngữ khí thỉnh giáo hỏi. Đây là điều tối thiểu mà một hạ nhân nên hiểu rõ. Đợi hắn qua được cửa ải này, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. La Phù công chúa ánh mắt thập phần thâm thúy, nàng giờ phút này coi như là lão hồ ly nhưng Ngọc Công Công cũng không biết được nàng đang suy nghĩ gì. Giữa trưa phó ước, mặt trời treo cao. Lúc trạng vạng tối, lạc hà hồng đầy trời, ở trên mặt hồ ba quang lăn tăn kia phản chiếu ra vằn nước phi sắc. Phong Phi Vân xuyên qua mặt hồ, xuyên qua rừng trúc, từng bước một đi về trong động phủ. Mở ra trận pháp, đi vào. Bá! Trên ngón tay bắn ra một chỉ linh mang thiêu đốt, hóa thành nhất muội nguyên hỏa, đốt đèn đầu lên. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, hào quang lờ mờ ẩn ẩn chiếu sáng cả động phủ. Một cái giường đá, một cái bàn đá, vẫn là bốn cái ghế đá, ngoài ra không còn thứ nào khác. Trên giường đá lạnh buốt kia nằm một người gầy yếu, mặc áo vải, sắc mặt tái nhợt, giống như là nghe được tiếng vang, hắn từ từ mở mắt, lộ ra vẻ vui mừng, nói. Người cuối cùng vẫn còn sống trở về. Thanh âm suy yếu đến tựa như mũi kêu vậy. Người cuối cùng cũng còn sống đợi đến khi ta trở về. Thanh âm của Phong Phi Vân cũng suy yếu dị thường. Giống như bị kẹt trong cổ họng vậy. Người nằm trên giường đá kia đúng là Mộ Dung Thác, vì có thể trợ Phong Phi Vân đột phá cảnh giới đã dùng 4 cân máu tươi đổi lấy linh chi 2000 năm. Phong Phi Vân trước nay không có bằng hữu, nhưng hắn đã xem Mộ Dung Thác như một huynh đệ của mình rồi. Ha ha. Mộ Dung Thác thấp giọng cười, tiếng cười chợt kẹt trong cổ họng, thân thể gầy yếu liền rụt rụt, cảm giác trên người có chút rét run. Một người mất máu quá nhiều thân thể chung quy đều có cảm giác rét lạnh như vậy, tựa như Phong Phi Vân hiện giờ cũng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Phong Phi Vân lấy ra xương bồ 800 năm trong ngực mà Đại Thực Quốc Tam Vương Tử đưa tặng, đối với người mất máu quá nhiều có cực kỳ có công hiệu. Phong Phi Vân bứt xuống một mảnh xương bồ thảo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa vào miệng Mộ Dung Thác, sau đó lại bỏ 7 phiến xương bồ thảo còn lại ở bên gối Mộ Dung Thác. Xương bồ 800 năm. Dược tính thật sự quá mạnh mẽ, người mỗi ngày ăn một miếng, 8 ngày sau thân thể tất nhiên có thể khỏi hẳn. Đôi mắt Mộ Dung Thác đen kịt và sáng ngời, có lẽ là do ánh mắt hắn vốn đã sáng ngời, hoặc là do vừa dùng một mảnh xương bồ thảo nên thân thể cũng có chút một ít khí lực, hắn nói. Cảm ơn. Vốn nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Phong Phi Vân im im lặng lặng ngồi ở bên giường bằng đá, chăm chú cắn môi, nghiêng thân thể, một tay vụng trộm véo ở vị trí đan điền. Một mực đợi đến nửa canh giờ sau, trên mặt Mộ Dung Thác đã có chút huyết sắc, Phong Phi Vân mới lại lấy ra quả nhị phẩm vô hoa đan kia cho hắn ăn vào. Quả nhị phẩm vô hoa đan chính là thánh dược chữa thương, ngậm vào liền tan, cả người Mộ Dung Thác đều được bao trong hào quang linh dược, trên người tản ra mùi thuốc đầm đặc. Bành! Cùng lúc đó, Phong Phi Vân rốt cuộc không cách nào kiên trì được nữa, ngửa đầu ngã xuống đất, ngất đi, nơi đan điền giật tràn ra một tia huyết dịch ra. Nhuộm đỏ cả y phục hắn. Thật sự là hắn đã sớm bị thương, đặc biệt là trong lúc quyết đấu với Cố Thanh là bị thương nặng nhất. Cố Thanh thật sự quá cường đại, cho dù dùng linh khí cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học kia, Phong Phi Vân chỉ có thể dùng chiêu thức lưỡng bại câu thương mới có thể có cơ hội chiến thắng. Một kiếm kia của Cố Thanh đâm vào trong đan điền, tuy rằng bị thi cung của nữ ma ngăn trở, nhưng cũng chấn khiến Phong Phi Vân nguyên khí đại thương. Đều là dựa vào một cổ ý chí cường đại nên hắn mới về được đến đây. Bằng không thì hắn đã chết trên diễn võ chiến tháp rồi. Mộ Dung Thác chậm rãi ngồi dậy từ giường đá, hắn nhìn thật lâu Phong Phi Vân đang hôn mê trên mặt đất, ngón tay tạo thành kiếm quyết, lại do dự thật lâu, cuối cùng vẫn thu vào. Hắn lại nằm xuống. Cảnh ban đêm trở nên có chút thê lương, tràn đầy không biết. Đến khi Phong Phi Vân lần nữa tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày thứ ba. Có ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài động phủ chiếu vào, mà hắn lú này cũng đang nằm trên giường đá, trên người vẫn đang đắp lấy thảo dược.
Miệng vết thương chỗ đan điền phần bụng cũng được người vệ sinh băng bó qua, mà ngay cả vết thương trên vai, ngực, trên đùi cũng đều được đắp thảo dược, chỉ có tổn thương bên đùi là vẫn truyền đến cảm giác đau đớn. Tên Mộ Dung Thác này. Phong Phi Vân khẽ lắc đầu cười cười. Phong Phi Vân tu luyện chính là bất tử phượng hoàng thân, thân thể khôi phục cực nhanh, có thể gấp 10 lần thường nhân, căn bản không cần linh dược chữa thương gì cả cũng có thể tự mình khôi phục. Trải qua 2 ngày tu dưỡng, thương thế hắn đã khôi phục 3, 4 phân, cái này theo thường nhân thấy thì tuyệt đối là một loại tốc độ khôi phục khiến người phải kinh hãi. Đi ra động phủ, thấy được mảnh hồ nước bích lục kia, còn có một góc thanh trúc đột ngột mọc lên từ mặt đất, góc trúc kia có lẽ vì hấp thu quá nhiều linh khí nên thông thấu trong suốt như ngọc vậy. Mộ Dung Thác phục dụng xương bồ và một khỏa nhị phẩm vô hoa đan, trải qua 2 ngày tu dưỡng, thân thể đã khôi phục không ít, hắn đi vào hồ bắt được mấy con cá nước ngọt, đốt lá trúc len ngồi nướng cá ở bên bờ. Gác ở trên cây trúc là một loạt cái khoan sắt, khi thì thêm một ít gia vị không biết hắn lấy từ nơi nào, công cụ đơn giản, mấy thứ gia vị đơn giản, nhưng mùi cá nướng kia lại nhẹ nhàng bay xa, khiến Phong Phi Vân nhịn không được phải khịt khịt mũi. Không thể không nói Mộ Dung Thác quả thật rất có phong phạm đầu bếp. Người thường xuyên nướng đồ ăn vào ban đêm sao? Phong Phi Vân chậm rãi từ trong rừng trúc đi ra. Mộ Dung Thác ngồi dưới đất, trên gương mặt xanh xao vàng vọt mang theo vài phần vui vẻ nói. Từ nhỏ đã phải chịu đói, nếu không tự mình tìm ăn thì ta đã sớm chết đói rồi. Hắn đưa một cái bồ đoàn do lá trúc bện thành tới cho Phong Phi Vân. Bồ đoàn này bện thập phần tinh tế, tổng cộng chia làm 3 tầng, ngồi ở phía trên rất là thoải mái. Đúng rồi, còn chưa nghe qua chuyện trong nhà ngươi đấy, thuận tiện nói cho ta biết được không? Phong Phi Vân cười nói. Sắc mặt Mộ Dung Thác chợt trở nên có chút mất tự nhiên, trầm mặc, chỉ cắm đầu vào nướng cá, thật lâu sau mới nói. Ta không có nhà. Một người sao có thể không có nhà được? Phong Phi Vân nói. Từ lúc ta hiểu chuyện đến nói, tất cả mọi người nói ta là một tiểu tạp chủng, kể cả ca ta, kể cả cha ta, mà ngay cả những người hầu kia cũng nói ta như vậy, chỉ có mẹ ta mới gọi ta một tiếng Thác Nhi, nhà như vậy, không cần cũng được. Mộ Dung Thác nắm chặt tay, nói ra từng lời một. Chẳng lẽ ngươi không phải cha ngươi thân sinh sao? Phong Phi Vân nói. Không có một người cha ruột nào lại gọi con của mình là tạp chủng cả, huống chi hắn còn là Trấn Thiên Hầu đại danh đỉnh đỉnh, Mộ Dung Thừa Đức. Mộ Dung Thác nói. Ngươi là con trai Trấn Thiên Hầu. Phong Phi Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi vui mừng. Không, hắn chưa từng coi ta là con hắn, ta cũng chưa từng coi hắn là cha. Trong lòng ta chỉ có mẹ, chưa từng có cha. Hắn không ngừng tái diễn những lời này. Phong Phi Vân lại nói. Mẹ ngươi có phải là tiểu thiếp thứ 8 của Trấn Thiên Hầu không? Mộ Dung Thác kinh hô. Làm sao ngươi biết? Phong Phi Vân cười hắc hắc, thì ra hắn chính là nhi tử của Lưu Thân Sinh, cái này chẳng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết sao? Đáng tiếc mẹ ta đã bệnh chết 3 tháng. Khi nàng sắp chết muốn ta vô luận như thế nào cũng phải học thành tài, trở thành một gã tầm bảo sư vĩ đại, bằng không thì thực xin lỗi nàng trên trời có linh thiêng rồi. Mộ Dung Thác nói. Phong Phi Vân vốn đang định nói cho hắn biết, hắn thật ra có phụ thân, nhưng sau khi nghe được lời này, hắn liền thu lại lời muốn nói, dù sao mẫu thân hắn vừa mới chết nếu lại biết tin tức cha ruột đã qua đời chỉ sợ sẽ càng thêm bi thương. Ta sẽ giúp ngươi. Phong Phi Vân nói. Ngươi có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân sao? Mộ Dung Thác nói. Ngươi chính là thiên sinh linh giả, muốn trở thành một vị tầm bảo sư vĩ đại cũng không khó, ngươi thiếu chỉ là một bản điển tịch tu luyện của tầm bảo sư. Phong Phi Vân từ từ lấy bát thuật quyển từ trong giới linh thạch ra, nhưng rất nhanh lại bỏ lại. Phong Phi Vân cảm thấy thực xin lỗi Lưu Thân Sinh, muốn đền bù trên người con hắn, nhưng giờ không thể truyền thần điển như bát thuật quyển cho hắn được. Còn phải chờ hắn đánh chắc trụ cột mới được. Nếu Phong Phi Vân biết rõ, tiểu thiếp thứ 8 của Trấn Thiên Hầu không phải bệnh chết, mà đã bị chết ở trong tay Kỳ Thương Nguyệt thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Nếu Phong Phi Vân biết rõ, Mộ Dung Thác chính thức cũng đã bị chết ở trong tay Kỳ Thương Nguyệt thì không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhân sinh rất nhiều chuyện không như ý. Phong Phi Vân tuy rằng đồng tình với tao ngộ của Mộ Dung Thác nhưng lại không có tâm lý chấn động quá lớn. Dù sao mỗi người đều có chuyện riêng, mấu chốt còn phải xem con đường tương lai nên đi thế nào. Đôi mắt sáng ngời của Mộ Dung Thác nhìn chằm chằm vào khối giới linh thạch trên lưng Phong Phi Vân,
Vừa rồi Phong Phi Vân muốn lấy bát thuật quyển ra, nhưng lấy ra một nửa liền thả vào lại, tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn đưa một đầu cá nướng thơm ngào ngạt tơi cho Phong Phi Vân, con cá này tươi mới màu mỡ, không tiêu không sinh, mang theo một cổ mùi thơm ngát của lá trúc. Phong Phi Vân tuy rằng đã từng ăn đã quen sơn chân hải vị, nhưng lại cảm giác những mỹ thực kia chẳng qua đều là thô thực mà thôi, căn bản không thể sánh với cá nướng này được. Đôi tay kia của Mộ Dung Thác vô luận là nướng chim hay cá đều là nhất tuyệt, có thể trở thành bằng hữu với hắn, cái miệng quả thật được hưởng phúc rồi. Ngươi không đi làm đầu bếp, quả thực đáng tiếc. Phong Phi Vân như gió cuốn ăn liền ba đầu, ném đầu xương cá đầy đất, khóe miệng đầy dầu như đang phản xạ lấy ánh mặt trời. Từ khi bị trục xuất Phong ra, Phong Phi Vân đã thật lâu không được ăn vui vẻ như vậy, cười đến vui vẻ như vậy rồi. Ngươi nếu mở một tửu lâu lớn thì ta khẳng định sẽ làm chủ bếp cho ngươi. Mộ Dung Thác trêu ghẹo cười nói. Phong Phi Vân quăng cái đầu cá thứ tư xuống, nói. Thật sao? Ta tới giờ đều chưa từng nói giỡn. Mộ Dung Thác ánh mắt thâm trầm nói. Ha ha, tốt, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay đấy. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng dậy, nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất, vẽ ra một đường cong có kỳ quái, cũng có đồ văn phức tạp, từng cái ký hiệu đều lộ ra hàm xúc thú vị. Mộ Dung Thác đi tới, đứng ở bên người của hắn, nhìn đồ án trên mặt đất, nghi ngờ nói. Ngươi đang viết gì thế? Muốn trở thành một gã tầm bảo sư, ngoại trừ cần linh giác vượt xa thường nhân còn cần nhãn lực hơn người và một ít yếu quyết trụ cột, ví dụ như trận pháp, chính là thứ bắt buộc tầm bảo sư cần biết. Cánh tay Phong Phi Vân xoay chuyển, trầm xuống, rất nhanh liền khắc ra trên mặt đất một tòa trận pháp. Hoặc là nói là khung sườn của trận pháp. Ngươi muốn dạy ta trận pháp. Mộ Dung Thác đại hỉ, thân thể gầy yếu ngồi chồm hổm xuống, tinh tế nghiên cứu đồ văn và đường cong trên mặt đất, lộ ra rất là có hứng thú. Phong Phi Vân thu cành trúc kia lại, cũng ngồi xổm người xuống, cười nói. Trận pháp thiên hạ thật sự quá nhiều, chủng loại pha tạp, hỗn tạp, thủ pháp hơn 1000 loại, lại chia làm 9 cấp bậc càng cao, lại càng phức tạp, có trận pháp cao cấp cần bố trí đến vài năm mới có thể hoàn thành. Mộ Dung Thác liền ngồi xổm bên người Phong Phi Vân, im lặng lặng nghe Phong Phi Vân giảng giải, đôi mắt vĩnh viễn tràn đầy linh tính nhẹ nhàng chuyển động. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, tất cả trận pháp thiên hạ khung sườn lúc ban đầu đều giống nhau. Đây chính là theo như lời đạo gia nói, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh vạn vật. Vạn vật tuy rằng phiền phức, nhưng lúc ban đầu đều là do vô cực và thái cực diễn hóa ra. Phong Phi Vân sợ hắn nghe không hiểu, cho nên nói rất kỹ càng. Mộ Dung Thác nhẹ gật đầu, nói. Như vậy ngươi bây giờ khắc ra chính là khung sườn của tất cả trận pháp sao? Xem như thế đi. Phong Phi Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa cành trúc cho hắn ý bảo hắn vẽ lấy. Thiên phú của Mộ Dung Thác ở mặt trận pháp khiến Phong Phi Vân cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, thật giống như một người đã nghiên cứu trận pháp nhiều năm rồi vậy, chỉ vẽ thất bại 3 lượt nhưng hắn đã vẽ ra được khung sườn trận pháp nguyên vẹn. Đây chính là lý niệm trận pháp tinh túy mà rất nhiều vị tiên hiện Phượng Hoàng yêu tộc trải qua nhiều năm nghiên cứu mới tổng kết ra được, sáng chế ra loại khung sườn có thể khắc tất cả trận pháp trên thế gian này, nó cao mình hơn trận pháp điển tịch của nhân loại rất nhiều. Mộ Dung nắm thật đúng là vô thượng thiên tài của tầm bảo sư nhất mạch, trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ như thế. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác trôi qua, hai người vừa cười, vừa học, như thầy trò, cũng như bằng hữu. Lúc mặt trời lên cao, Linh Bảo Tháp tôn sư khảo hạch linh giác bọn hắn đã tìm đến bọn hắn, muốn dẫn bọn hắn đi Linh Bảo Tháp khảo thí linh thức chân chính mạnh bao nhiêu. Linh thức có thể vượt qua 9 lần thường nhân đã xem như kinh hãi thế tục rồi, sẽ được rất nhiều cường giả thế hệ trước của Linh Bảo Tháp coi trọng, hơn nữa mấu chốt là ở trong đó còn có một người là yêu ma chi tử, ngay cả tháp chủ Linh Bảo Tháp cũng chuyên môn hỏi tới việc này. Sau khi biết được tin tức Phong Phi Vân chính là yêu ma chi tử, lão giả trước sau vẫn thích giả bộ, trang bức, này cũng thu liếm không ít, yên tĩnh ở phía trước dẫn đường, giữa đường lúc đi qua một mảnh vách đá dựng đứng thì Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước. Mộ Dung Thác đi ngay sau lưng Phong Phi Vân, đầu thiếu chút nữa đã đâm vào trên lưng Phong Phi Vân, hắn vội vàng dừng bước chân lại. Các ngươi làm sao vậy? Lão giả kia phát giác hai thiên tài nhân kiệt sau lưng có thần sắc khác thường, liền hỏi. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo hàn ý, nói. Trong thạch bích kia,
là người phương nào ẩn cư trong đó? Lão giả hơi híp mắt, thận trọng nói. Ẩn cư trong đó là một vị tiền bối thiên mệnh đệ nhất trọng, người ngàn vạn chớ trêu chọc hắn, lão quỷ kia chính là một tam phẩm tầm bảo sư, đã từng tiến vào một tòa thượng cổ đại mộ, trên người lây dính thi độc, cho nên ẩn cư ở đây, đã hơn 100 năm không đi ra rồi. Kỳ quái, ngày xưa trên tuyệt bịch kia có mọc một gốc linh chi 2000 năm, hôm nay sao không thấy đâu nữa? Lão giả lắc đầu, lầu bầu nói. Phong Phi Vân cuối cùng lạnh lùng liếc vách đá dựng đứng kia một cái, sau đó mới từ từ đi theo. Cái gọi là linh bảo tháp, kỳ thật chính là một ngọn núi cự đại, chỉ là bốn phía ngọn núi đều là vách đá, trên vách đá dựng đứng có rất nhiều cổ tung, chát long linh mộc đen kịt. Ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy ngọn núi nguy nga cực lớn kia xuyên thẳng đám mây, có bạch hạc bay quanh, tiếng thú rít gào, có linh mang phát ra từng trong khe đá, bên trong sinh trưởng lấy một gốc linh thảo ngàn năm. Trong tầm mắt Phong Phi Vân, ít nhất ở trên ngọn núi này thấy được 7, 8 gốc linh thảo hơn ngàn năm, có kim tham di động trong đất bùn, có thủ ô lớn như cây dù, còn linh thảo tản ra hào quang đỏ thẫm. Quả nhiên không hổ là linh bảo tháp, ở nơi khác coi như là một tòa tiên môn cỡ lớn nhiều nhất cũng chỉ có thể đào tạo 2-3 gốc linh thảo, nhưng ở đây lại thấy được 7, 8 gốc. Thánh địa của tầm bảo sư, quả thật không giống người thường. Cũng khó trách có tu sĩ công bố. Thiên hạ bảo vật phân thập phần, tầm bảo sư độc chiếm 6 phần, 4 phần khác người trong thiên hạ chia đều. Linh bảo tháp không chỉ là thánh địa tầm bảo sư, mà càng là bảo khố vạn tượng tháp gửi linh bảo, bảo vật bên trong rất nhiều, mức độ chân quý quả thực đủ để so với quốc khố đế cung, coi như là linh khí, linh dược, linh đan, cổ binh đều có không ít. Trong đó chân quý nhất liền phải kể tới 9 kiện trấn tháp chi bảo của vạn tượng tháp rồi. 9 kiện bảo vật này vô cùng thần kỳ. Hàng năm đều có cường giả tu vị tuyệt đỉnh đến đây trộm lấy, nhưng đều nhao nhao bị cao thủ thần bí thủ hộ linh bảo tháp đánh chết, không có một ai có thể thành công mang đi một vật nào ra từ trong linh bảo tháp cả. Lão giả kia dẫn Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác tới tầng thứ 17 của linh bảo tháp, trên đường đi thường xuyên có thể nhìn thấy có tầm bảo sư đi qua, những tầm bảo sư này có rất nhiều đang đảm nhiệm công tác trong linh bảo tháp, cũng có một ít tầm bảo sư thế hệ trước đến đây học hỏi trường hỏi. Đương nhiên còn có một chút tầm bảo sư học đồ đang đọc sách cổ. Linh bảo tháp này so với tưởng tượng của Phong Phi Vân còn phức tạp rộng lớn hơn nhiều, một tầng hợp với một tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ rộng lớn, cao chừng 97 tầng. Tầng 10 sau bên dưới có đặt điển tịch tu luyện của tầm bảo sư, ví dụ như tinh tượng học, cổ mộ trấn hồn, dương giới tam dị, âm giới tam âm, nhất cấp trận pháp đại toàn. V.V. bất quá đều là một ít điển tịch sơ cấp. Còn có tu luyện tràng linh giác, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện linh giác. Có chính tu luyện tràng đặc thù nhãn lực, có tôn sư chuyên môn ở đó giảng bài. Nồng độ linh khí trong linh bảo tháp cao đến có chút không hợp thói thường, cơ hồ gấp 7 lần bên ngoài, nếu có thể ở trong này tu luyện một ngày, quả thực tương đương với tu luyện 3 ngày bên ngoài rồi. Phong Phi Vân cực kỳ hoài nghi, dưới đáy tòa linh bảo tháp này chắc chắn có một đầu linh mạch. Đối với một đám cổ giả tầm bảo sư mà nói, muốn định trụ một đầu linh mạch để mình sử dụng cũng không phải việc khó gì. Ông trời, linh giác gấp 17 lần thường nhân, chỉ cần đợi một thời gian liền có thể trở thành một gã nhất phẩm tầm bảo sư rồi. Mới vừa đi tới tầng thứ 10 thì bên trong đã truyền ra một tiếng kinh hô gấp 17 lần thường nhân. Linh giác gấp đôi thường nhân chính là nhất phẩm tầm bảo học đồ, linh giác gấp 2 thường nhân, chính là nhị phẩm tầm bảo học đồ. Linh giác gấp 9 lần thường nhân chính là cửu phẩm tầm bảo học đồ. Nhưng muốn trở thành một vị nhất phẩm tầm bảo sư, lại ít nhất cần linh giác gấp 20 thường nhân. Về phần nhị phẩm tầm bảo sư càng cần linh giác gấp 40 lần thường nhân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng tầm bảo sư lại thưa thớt như vậy, chỉ riêng ở phương diện linh giác thôi đã cự tuyệt rất nhiều người ngoài cửa rồi, mà số lượng tầm bảo sư thượng đẳng lại càng thêm ít. Sau khi đi vào cửa tháp, Phong Phi Vân nhìn thoáng qua Kỷ Phong ở trung ương nhất tầng 17, hắn vừa vặn đi xuống khảo thí đài, thiên tài linh giác gấp 17 lần thường nhân vừa rồi chính là Kỷ Phong. Đám học đồ tầm bảo sư kia mỗi người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm vào Kỷ Phong, những tiểu sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ánh mắt càng nhộn nhạo gợn sóng, thiên tư của Kỷ Phong thật sự rất cao, khiến các nàng sinh lòng ái mộ. Thiên tư như thế, tương lai khẳng định có thể trở thành một vị tầm bảo sư cao cấp, được toàn bộ tu tiên giới tôn kính. Kỷ Phong tuy rằng bị Phong Phi Vân đánh trọng thương,
nhưng lại được đám tôn sư lớp già Linh Bảo Tháp cứu được, cũng cho hắn ăn vào linh đan, khiến hắn trong 2 ngày đã khôi phục năng lực hành động cơ bản. Hắn hôm nay được tất cả mọi người tán dương, lộ ra mặt mày hồng hào, có vài phần đắc ý, bóng mờ mấy ngày trước đây bị Phong Phi Vân đánh bại lập tức liền bị quét sạch. Kỷ Phong sư huynh, nghe nói từ linh tử mỗi đời Kỷ gia các ngươi đều là nghịch thiên tài tuấn, mỗi người tu vị đều bất phàm đúng không? Một tiểu sư muội mặc nho bào màu trắng, hàm tình mạch mạch nhìn qua Kỷ Phong, thanh âm mềm mại mà mảnh mai. Tự nhiên là như vậy, Kỷ gia chúng ta có 4 vị tử linh tử, ta cũng là một trong số đó. Kỷ Phong thong dong mà khoan thai nói. Lời Kỷ Phong lập tức khiến một đám tầm bảo sư học đồ thét lên, dù sao Kỷ gia chính là đỉnh tiêm gia tộc ở Nam Thái Phủ, có thể trở thành tử linh tử của Kỷ gia, như vậy thì tương lai có cơ hội trở thành người thừa kế Kỷ gia rồi. Đát đát, Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác đã đi vào tầng thứ 17 Linh Bảo Tháp, bị hơn 10 vị tầm bảo sư học đồ phát giác ra, cả đám đều rời mắt qua, chỉ trỏ trỏ bọn họ. Kỷ Phong lúc thấy Phong Phi Vân đến sắc mặt liền trầm xuống, nếu không phải Linh Bảo Tháp cấm đánh nhau thì nói không chừng lúc này hắn đã ra tay với Phong Phi Vân rồi. Trận chiến ở diễn võ chiến tháp, hắn bị bại không phục. Bọn hắn cũng là đệ tử thông qua khảo hạch, không biết thiên phú như thế nào. Lại là đến khảo khí linh giác, sẽ không lại là đồ biến thái linh giác vượt qua gấp 9 lần thường nhân đấy chứ. Những tầm bảo sư học đồ này đều ăn mặc nho y màu trắng, cả đám đều rất trẻ tuổi, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, rất nhiều đều sinh ra từ danh môn, chính là đệ tử gia tộc. Chỉ là những tầm bảo sư học đồ này không hề giống những tu luyện cuồng nhân kia, luôn đến diễn võ chiến tháp tranh đấu ả chém giết, bình thường đều dừng lại ở khu vực linh bảo tháp. Chuyên tâm nghiên cứu trận pháp và tu luyện linh giác các loại, thẳng đến khi đạt đến cấp bậc nhất phẩm tầm bảo sư mới xem như xuất sư, sau đó chu du thiên hạ. Cũng chính bởi vì như thế, tin tức của bọn hắn tương đối bế tắc, cũng không biết Phong Phi Vân chính là yêu ma chi tử, cũng không biết Kỷ Phong bọn hắn sùng bái, 2 ngày trước vừa thua ở trong tay Phong Phi Vân. Đứng trên khảo thí đài, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu không được nghĩ gì cả. Một lão giả chừng 50 tuổi đánh một khôi chân diệu linh thạch sâu trong máng, một mảnh vầng sáng màu trắng lập tức bao trùm lấy Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác như ngâm mình trong nước vậy, thân thể hơi cảm thấy vài phần ấm áp. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào khảo khí đài, đều muốn biết Phong Phi Vân đến cùng linh giác mạnh bao nhiêu. Kỷ Phong nhíu hai mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào mảnh bạch quang bao lấy Phong Phi Vân, trong lòng thầm nghĩ. Phong Phi Vân cho dù đã nhận được bát thuật quyển cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi tu luyện linh giác tới tình trạng mạnh mẽ, tuyệt đối không có khả năng so được với ta. Kỷ Phong đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút lạnh cả người, chợt quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu đang theo dõi hắn, đúng là Mộ Dung Thác. Mộ Dung Thác nhẹ nhàng cười với Kỷ Phong, sau đó liền thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía khảo khí đài. Kỷ Phong tự nhiên cũng đã gặp Mộ Dung Thác. Tự nhiên biết rõ hắn rất có thể chính là một vị thiên sinh linh nhân, nhưng hắn lại không tin Mộ Dung Thác chính là thiên sinh linh nhân, dù sao thiên sinh linh nhân thật sự quá ít, 100 năm cũng khó gặp được một người. Muội muội của hắn Kỷ Thương Nguyệt chính là thiên sinh linh nhân, nếu Mộ Dung Thác này cũng là thiên sinh linh nhân, thì thiên sinh linh nhân cũng không khỏi quá không đáng giá đi. 42 lần linh giác. Vị lão giả khảo thí kia vuốt vuốt ánh mắt của mình, bờ môi có chút phát run thì thầm. Oanh! Toàn bộ tầng 17 linh bảo tháp đều sôi trào lên, một thiếu niên hơn 10 tuổi vậy mà có được linh giác gấp 42 lần thường nhân, điều này thật sự là quá khoa trương, đã tương đương với trình độ linh giác của nhị phẩm tầm bảo sư rồi. Nếu trận pháp và nhãn lực của hắn đều có thể đạt tới tiêu chuẩn nhị phẩm tầm bảo sư, chẳng phải là có thể đạt được thiết lệnh nhị phẩm tầm bảo sư sao? Chỉ cần có một miếng thiết lệnh nhị phẩm tầm bảo sư, vậy thì cho dù đến đâu cũng sẽ trở thành khách quý của tất cả đại tiên môn. Thân phận thậm chí còn cao hơn cả tu tiên đại lão cấp bậc thiên mệnh. Dù sao tầm bảo sư thật sự quá ít, một đại gia tộc nếu có một vị tầm bảo sư, như vậy thì không cần quan tâm đến vấn đề tài nguyên tu luyện nữa, mà ở tu tiên giới khiến gia chủ các đại gia tộc kia đau đầu nhất đúng là tài nguyên. Phong Phi Vân vậy mà đạt đến linh giác gấp 42 lần thường nhân, những người mặc dù có thiên phú tầm bảo sư cũng cần tu luyện 3, 40 năm mới có thể đạt tới trình độ này. Có người thậm chí cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc nhất phẩm tầm bảo sư mà thôi. Kỷ Phong sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Phong Phi Vân nhìn qua bóng lưng Kỷ Phong rời đi, chậm rãi đi xuống đài, khóe
khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đây mới là thiên phú, ngươi không phục cũng không được a hát. Vị lão giả khảo thí kia trong lòng chấn động thật lớn, hắn đã tu luyện hơn 80 năm, hôm nay linh giác cũng mới đạt tới chừng gấp 90 lần thường nhân thôi, đã trở thành một gã tam phẩm tầm bảo, thiếu niên này tuổi tác mới bao nhiêu, cũng đã có linh giác có thể so với nhị phẩm tầm bảo sư rồi, thành tựu tương lai quả thật khó mà lường được a. Thật sự là hậu sinh khả úy a hát. Mẹ nó, linh giác 65 lần thường nhân. Vị lão giả khảo thí kia rốt cục nhìn không được nữa phải mở miệng nói tục, một cái tát thiếu chút nữa đã đập nát khảo thí đài. Đây là cường độ linh giác của Mộ Dung Thác, lần nữa khiếp sợ toàn trường. Tuy rằng đám tôn sư linh bảo tháp đã sớm nghe nói có ba thiên tài tầm bảo sư đến, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi có kết quả khảo nghiệm vẫn khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, thiên phú này cũng quá đả kích người rồi. Nếu nói linh giác kỷ phong đã xem như là thiên tư tuyệt đỉnh, khiến đám tôn sư cảm thấy mừng rỡ, vậy thì linh giác của Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác lại khiến đám tôn sư này cảm thấy nhụt chí, chứ đừng nói đến đám tầm bảo sư đám học đồ kia, giờ phút này cả đám đều bị đả kích không nhẹ, nguyên một không nói được nên lời. Linh giác gấp 20 thường nhân chính là điểm mấu chốt để trở thành nhất phẩm tầm bảo sư. Linh giác 40 lần thường nhân chính là điểm mấu chốt để trở thành nhị phẩm tầm bảo sư, linh giác 80 lần thường nhân chính là điểm mấu chốt để trở thành tam phẩm tầm bảo sư. Đây là một quá trình điệp ra gấp mấy lần, càng lên cao, độ khó cũng điệp ra càng lớn. Phong Phi Vân không hề có chút kỳ quái, hắn đã có 9 phần khẳng định, Mộ Dung Thác chính là thiên sinh linh nhân, đối với một thiên sinh linh nhân mà nói, linh giác 65 lần thường nhân cũng không coi vào đâu. Rất nhanh đã có mấy lão gia hỏa nhận được tiếng gió, vọt lên trước, muốn thu Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác làm đồ đệ. Mấy lão già này mỗi người đều có mấy trăm tuổi, y phục trên người đoán chừng đã vài chục năm không đổi rồi, hẳn là đã bế quan mấy chục năm lúc này mới vừa xuất quan. Mấy lão già này bối phận cực cao, coi như là một ít tôn sư linh bảo tháp cũng phải gọi bọn hắn một tiếng tôn sư, Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác thiếu chút nữa đã bị bọn hắn xé nát. Các vị sư thúc, tháp chủ muốn gặp Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác. Một lão giả đi đến, cung kính cúi đầu với mấy lão gia hỏa kia. Ta kháo, tháp chủ cũng quá độc ác đi, muốn ăn mảnh sao? Một lão giả tóc tựa như ổ gà mắng to một tiếng. Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Một lão gia hỏa mặt đen khác từ trong lòng ngực móc ra một thanh dao phay ra, muốn diệt luôn cả tháp chủ. Vị lão giả kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, từ từ nói. Mấy vị sư thúc, tháp chủ nói, vừa nhận được tin tức, Vũ Hóa Mộ Nguyên ở Tam Thánh quận Nam Thái phủ bay ra một tòa băng cung thượng cổ, treo trên bầu trời 9 ngày mà không rơi, tòa băng cung này ít nhất có được lịch sử 8 vạn năm, trong vòng ngàn dặm quanh băng cung đều bị băng phong, hàn khí tỏa ra khiến tháng 8 tuyết rơi, trong tuyết rơi bay tán loạn có tuyệt thế tiên âm truyền ra, đã vang lên 9 ngày, dẫn đến 600 vạn quỷ hồn, rất có thể có thánh bảo xuất thế. Ách, mấy vị sư thúc, các ngươi, đừng chạy vội vã như vậy chứ. Vị lão giả này còn chưa dứt lời, mấy lão gia hỏa đã sống mấy trăm năm kia đã chạy mất không còn một ai, đều đã chạy ra khỏi linh bảo tháp, hướng về phía Nam Thái phủ Tam Thánh quận. Vũ Hóa Mộ Nguyên chính là một trong bát đại thượng cổ di chỉ ở Thần Tấn Vương Triều, chỗ đó hoang tàn vắng vẻ, phạm vi 3.000 dặm đều không góc ra nổi một gốc cây, chỉ có cỏ đen đầy đất. Tuy rằng được xưng là bát đại thượng cổ di chỉ, nhưng vô số tầm bảo sư đều từng đi vào trong đó khảo cứu và đào móc, nhưng lại không đào được gì, ngược lại rất nhiều tầm bảo sư cường đại còn không hiểu thấu chết trên mảnh hoang nguyên kia. Hôm nay bên dưới Vũ Hóa Mộ Nguyên vậy mà bay ra một tòa băng cung, lập tức khiến mấy lão gia hỏa đã sống mấy trăm năm ngựa không dừng vó đổi tới. Đối với tầm bảo sư cường đại mà nói, không có gì hấp dẫn hơn việc này cả. Sau khi thấy mấy lão già này đều đi hết, lão giả này mới xem như thở dài một hơi. Nhìn thật sâu vào Phong Phi Vân nói. Hai vị đi theo ta, tháp chủ đã đợi từ lâu. Phong Phi Vân cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu thân phận yêu ma chi tử đã bạo lộ, như vậy cao tầng vạn tượng tháp nhất định sẽ tìm tới hắn, chỉ là khiến hắn thật không ngờ chính là, ra mặt dĩ nhiên là nhân vật cấp bậc như tháp thủ linh bảo tháp. Phong Phi Vân vội vàng vận chuyển đan điền, dùng linh khí bao lấy thi cung nữ ma, ẩn nó vào sâu trong đan điền. Nhân vật cấp bậc tháp chủ tu vị không phải chuyện đùa, huống chi đối phương còn là một vị tầm bảo sư cường đại, nhãn lực và linh giác đã đạt tới cảnh giới vô cùng khủng bố,
nếu không cẩn thận để hắn phát hiện ra trong thân thể Phong Phi Vân có thi cung nữ ma vậy thì phiền toái lớn. Đi trong ngọn núi, đạp trên thang đá cứng rắn cổ xưa, cũng không biết đã đi bao lâu, cũng không biết đã leo lên tầng bao nhiêu, vị lão giả dẫn đường kia rốt cục cũng dừng bước. Tháp chủ, bọn hắn đã đến. Lão giả khom mình hành lễ. Ân, ngươi lui xuống đi. Bên trong truyền đến thanh âm của một bà lão. Tháp chủ linh bảo tháp dĩ nhiên là một nữ nhân, hơn nữa nghe thanh âm kia, niên kỷ sợ rằng không nhỏ. Đi vào trong thạch thất trống trải, trên vách tường tràn đầy vầng sáng mờ mịt, đỉnh thạch bích cao chừng 30 mét, vị trí trung ương lơ lửng một khối chân diệu thạch bất quy tắc đường kính chừng 1 mét. Chân diệu linh thạch lớn như thế quả thực mới thấy lần đầu. Trong linh thạch tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, khiến cho cả thạch thất đều phủ kín một tầng ngân sa, phản xạ ra quang mang nhàn nhạt. Chân Phong Phi Vân bước tới trước một bước, linh mang trên mặt đất lập tức giống như sóng gợn vậy, lăn tăn từng vòng, dùng tới Phượng Hoàng Thiên Nhãn, thậm chí có thể trông thấy trong gợn sóng kia có vô số đường vân trận pháp đan vào cùng một chỗ. Nếu có người dám xông vào nơi đây, mặc dù là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng sẽ bị trận pháp vô biên kia đè chết. Phong Phi Vân càng thêm bắt đầu cẩn thận, che giấu thi cung của nữ ma càng thêm sâu. Ngươi chính là yêu ma chi tử. Tháp chủ linh bảo tháp ngồi ngay phía dưới linh thạch treo cao trên trời, đưa lưng về phía Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác vừa đi vào. Nàng mặc lấy y phục đẹp đẽ quý giá, áo khoác tơ vàng trên vai rơi trên mặt đất, hai chân xếp bằng trên ngọc đài, giống như đang nghiên cứu lấy sách cổ gì đó. Tuy rằng nàng thanh âm già nua, nhưng tóc dài trên đầu vẫn đen nhánh, chải vuốt đặc biệt chỉnh tề, cài một thanh ô mộc vân châm, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì tựa như một tiên môn thiên kim mới chỉ chừng 20. Xinh đẹp lệ động lòng người vậy. Cách xa nhau trăm mét, Phong Phi Vân cũng có thể cảm nhận được một cổ thần thức cường đại đến cực điểm đảo qua trên người hắn, linh bảo tháp tháp chu này lại có tu vị cấp bậc cự kình. Chỉ riêng từ cường độ thần thức thôi Phong Phi Vân cũng đã đoán được tu vi của nàng. Loại cường giả cấp bậc này căn bản không phải hắn hiện giờ có thể chống lại, coi như là muốn trốn cũng không hề có chút cơ hội nào cả. Trái lại Mộ Dung Thác đứng cạnh Phong Phi Vân lại không có chút phản ứng nào cả. Chỉ hiếu kỳ đánh giá tháp chu ngồi ở trung ương kia, thấp giọng nói với Phong Phi Vân. Yêu ma chi tử, nàng đang nói ngươi sao? Ân. Phong Phi Vân có chút nhẹ gật đầu, vừa trả lời Mộ Dung Thác, cũng là đang trả lời linh bảo tháp chủ. Tay linh bảo tháp chủ vốn đang lật đọc sách cổ có chút dừng một chút, lại nói. Ngươi tới vạn tượng tháp có mục đích gì? Là nữ ma điều động ngươi tới sao? Linh bảo tháp chủ lúc nói ra lời này tuy rằng vẫn bình thản như trước. Nhưng không khí chỉ một thoáng đã trở nên sền sệt lên, trước biến thành chất lỏng, lại biến thành thể rắn, thật giống như có thể đóng băng lấy không gian vậy, khiến Phong Phi Vân có một loại cảm giác ngay cả hô hấp cũng không thể. Thân thể trở nên càng ngày càng nặng, thật giống như có một tòa núi lớn đặt nặng trên đỉnh đầu vậy. Xương cốt trên người Phong Phi Vân cũng siết chặt, biết rõ đây là đối phương đang lấy uy áp đè hắn, chỉ cần hắn nói sai nửa chữ liền sẽ bị cổ lực lượng này đánh nát ngay. Hồi bẩm tháp chủ, tại hạ tuy là yêu ma chi tử, nhưng tên tuổi này là do người khác áp đặt lên người của ta, hơn nữa. Ta và nữ ma ngay cả nửa điểm quan hệ cũng không có, ta cũng có mấy lần thiếu chút nữa đã chết trong tay nàng rồi. Chính vì như thế cho nên mới muốn chạy trốn giữ mạng, trốn đến vạn tượng tháp. Phong Phi Vân gian nan nói, không có một câu nào dối trá cả. Loại nhân vật như linh bảo tháp tháp chủ, linh giác đã là gấp ngàn lần thường nhân. Chỉ cần có người dám ở trước mặt nàng nói một câu nói dối thì đều sẽ bị linh giác của nàng cảm ứng được. Đây chính là chỗ đáng sợ của tầm bảo sư, nếu linh giác của ngươi không mạnh bằng nàng thì tuyệt đối không có khả năng gạt được nàng. Linh hồn Phong Phi Vân tuy rằng cường đại, nhưng bởi vì nguyên nhân tu vị nên linh giác lại xa xa không bằng linh bảo tháp chủ. Một bên nói bậy nói bạ, nếu ngươi không phải sứ giả của nữ ma, vì sao phải giúp nàng sống lại? Linh bảo tháp chủ lần nữa tạo áp lực, chỉ một câu nói lại có được lực lượng vô cùng vô tận. Lực lượng ẩn chứa trong câu nói kia đã đủ để đè cho một gã tu sĩ thần cơ đỉnh phong phải nằm dạp trên mặt đất. Linh bảo tháp chủ tuy rằng không cảm ứng được Phong Phi Vân đang nói láo, nhưng nàng đã nắm giữ rất nhiều tình báo, đủ để xác định Phong Phi Vân chính là tay sai của nữ ma, giữa hai người có quan hệ không tầm thường. Phong Phi Vân toàn thân chấn động, trước đã bị thương. Giờ phút này bị cổ lực lượng này trùng kích, liền khiến thương thế vốn đã tốt lên 3-4 phần lần nữa chuyển biến xấu. Dù vậy, Phong Phi Vân cắn răng thật chặt răng,
đứng thẳng tắp, căn bản không khuất phục dưới cổ uy áp này, thật sự quá không nói lý rồi. Mộ Dung Thác thấy Phong Phi Vân thần thái khác thường, toàn thân run rẩy, biết rõ hắn giờ phút này ngay cả lực lượng để nói cũng không có, khẳng định là do Linh Bảo Tháp chủ âm thầm ra tay với hắn. Tháp chủ, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng, ta tin tưởng hắn tuyệt đối không nói sai đâu. Mộ Dung Thác vội vàng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn Linh Bảo Tháp chủ. Hừ, cút ngay. Linh Bảo Tháp chủ vùng ống tay áo lên, trực tiếp đánh bay Mộ Dung Thác ra ngoài, đâm vào trên thạch bích. Mộ Dung Thác vốn đã tiêu hao quá nhiều huyết khí, thân thể cũng chưa khôi phục toàn bộ, bị Linh Bảo Tháp chủ đánh một kích lưng đều thiếu chút nữa đã bị đụng gãy, lập tức ngũ tạng quay cuồng, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể gầy yếu, một gối quỳ trên mặt đất, dùng hai tay chống lấy thân thể, toàn thân đều sợ run. Nữ ma thủ đoạn độc ác, Nam Thái Phủ không biết bao nhiêu dân chúng vô tội đã bị chết trong tay nàng, tất cả điều này là do một tay Phong Phi Vân tạo thành. Trên đời ai không biết chính là ngươi tự tay sống dậy nữ ma, ngươi còn dám nói là ngươi không có quan hệ gì sao? Linh Bảo Tháp chủ tuy rằng đã sống hơn 400 tuổi, nhưng tâm tính vẫn ghét ác như cừu, lại nói. Mộ Dung Thác, ngươi chính là thiên sinh linh nhân, ta có ý muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi nếu còn dám nói chuyện vì Phong Phi Vân, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phong Phi Vân thừa nhận lấy áp lực lớn lao, không cách nào nhúc nhích. Chỉ cảm thấy lão thái bà trước mắt này thật sự quá quá đáng, hôm nay nếu chết trong tay nàng thì thật sự quá oan ức rồi. Mộ Dung Thác đa tạ tháp chủ yêu ái, nhưng muốn ta không nói giúp Phong Phi Vân, ta làm không được. Ta và hắn tuy chỉ ở chung vài ngày, nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối là một người dám làm dám chịu, sẽ không lừa gạt tháp chủ. Mộ Dung Thác thở dốc nói. Hắn lúc nói ra bốn chữ dám làm dám chịu thanh âm hơi cao, khiến Phong Phi Vân có loại cảm giác lạ lạ. Cảm thấy ngữ khí của hắn có chút không đúng. Mộ Dung Thác kéo lấy thân thể bị thương, từng bước một gian nan đi tới bên người Phong Phi Vân, trên mặt đất để lại một loạt dấu chân huyết sắc. Đông! Hắn lại quật cường quỳ trên mặt đất, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn chằm chằm vào tháp chủ, cung kính dập đầu một cái chán va đập với mặt đất làm vang lên một tiếng đông, tiếp theo liền dập cái thứ hai, đông một tiếng. Chán của hắn cũng đã bể ra, vết máu thấm ướt mặt đất. Nhưng hắn vẫn còn dập đầu, vừa nói. Cầu tháp chủ cho hắn một cơ hội giải thích. Đông. Cầu tháp chủ cho hắn một cơ hội giải thích. Đông. Cầu tháp chủ cho hắn một cơ hội giải thích. Linh Bảo tháp chủ đã trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên trang sách cổ kia, nhưng như thế nào cũng không lật trang kế tiếp. Nàng tuy rằng ghét ác như cừu, tính cách cương liệt, nhưng dù sao cũng là một người, càng là một nữ nhân. Chỉ cần là một nữ nhân vậy thì không tránh khỏi có nhược điểm đa sầu đa cảm. Trên đời này hồng nhan khó được, bản thân càng khó được. Linh Bảo tháp chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng này càng thêm già nua, tựa hồ như nghĩ tới khi mình còn trẻ không phải đã từng si mê như thế. Chấp nhất như thế sao? Thế nhưng cuối cùng lại không được gì, nhưng mặc dù không đạt được gì, nhưng cũng đủ rồi, chung quy vẫn tốt hơn chưa từng si qua, chưa từng chấp nhất qua nhiều. Chấp nhất của Mộ Dung Thác khiến Linh Bảo tháp chủ cảm động. Phong Phi Vân sao lại không thấy cảm động chứ, mình lại thiếu hắn một lần nữa rồi. Nếu không có Mộ Dung Thác đau khổ cầu xin, Phong Phi Vân đã định phóng xuất ra thi cung của nữ ma liều chết đánh một trận với Linh Bảo tháp chủ rồi, cho dù phải chết, cũng phải khiến nàng trả giá thật nhiều, đương nhiên đây là hạ sách cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng đến. Phong Phi Vân chỉ cảm thấy áp lực trên người chợt biến mất. Thân thể lại khôi phục năng lực hoạt động, liền tranh thủ đỡ Mộ Dung Thác dậy. Giờ phút này, Mộ Dung Thác sốt cục mỉm cười ngất đi, ngã xuống trong ngực Phong Phi Vân. Nói đi, ngươi vì sao phải trà trộn vào Vạn Tượng Tháp? Linh Bảo Tháp chủ lại bất cận nhân tình nói. Phong Phi Vân từ trong lòng lấy ra một khối tầm bảo sư thiết lệnh, khối thiết lệnh này chính là do Tả Thiên Thủ giao cho hắn, nói là mang theo một khối thiết lệnh này thì nhất định có thể tiến vào Vạn Tượng Tháp. Lúc ấy Tả Thiên Thủ đã tiến đến thần đô, khối tầm bảo sư thiết lệnh này chính là giao cho Tam Đương gia, sau đó chuyển giao cho Phong Phi Vân. Tả Thiên Thủ chính là một gã cửu phẩm tầm bảo sư, hơn nữa trận pháp vô địch thiên hạ, đã hắn dám đánh cược như thế thì chỉ cần cầm khối thiết lệnh này liền nhất định có thể tiến vào Vạn Tượng Tháp, như vậy Tả Thiên Thủ khẳng định từng là đại nhân vật của Vạn Tượng Tháp, hơn nữa nói không chừng ở trong Vạn Tượng Tháp còn có 12 cố nhân ngưu bức cũng không chừng. Cửu phẩm tầm bảo sư cũng không phải là trưng cho đẹp,
toàn bộ thần tấn vương triều tuyệt đối không tìm được 10 người, nếu Tả Thiên Thủ thật sự từng là người của Vạn Tượng Tháp, cũng khẳng định có địa vị rất cao tại Vạn Tượng Tháp, đoán chừng còn là bản cố chi của vị tháp chủ này. Thực không dám giấu giếm, ta chính là phụng mệnh sư tôn mà đến, có một vật giao cho tháp chủ nhìn xem. Phong Phi Vân ý định giả mạo làm đồ đệ của Tả Thiên Thủ. Trên thiết lệnh của cửu phẩm tầm bảo sư khảm 9 hạt linh thạch, toàn bộ thần tấn vương triều cũng khó mà tìm ra mấy khối. Danh tự của Tả Thiên Thủ được khắc vào đằng sau thiết lệnh, trên danh tự ngưng tụ lấy thần thức người cầm được, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể làm giả và mạo danh thế thân cả. Linh bảo tháp chủ tiếp lấy thiết lệnh vào tay, sau khi trông thấy danh tự đằng sau thiết lệnh thân hình liền có chút chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, nói. Hắn là sư tôn ngươi, hắn bây giờ đang ở đâu? Thanh âm nàng vẫn già nua như trước, có chút khàn khàn, mang theo một cổ tang thương tuế nguyệt. Nhưng lúc nàng xoay người lại khiến Phong Phi Vân cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, đây đâu có chút nào giống một lão thái bà đã mấy trăm tuổi đâu, ngược lại xinh đẹp giống như một tiểu cô nương mới 20 vậy. Ung dung đẹp đẽ quý giá, làn da tinh tế tỉ mỉ và trắng nõn, tựa như làn da hài nhi vậy, căn bản không giống như một nữ nhân đã qua 30. Đặc biệt là cổ khí chất trên người nàng quả thực còn cao quý hơn cả hoàng phi và công chúa của một quốc gia. Đây là linh bảo tháp chủ. Phong Phi Vân có chút khẽ giật mình, trong lòng lại thầm mắng một câu, lão thái bà này bảo dưỡng thật tốt, xem ra đã ăn không ít linh đan rượu dược, cũng đã sống được mấy trăm tuổi rồi mà vẫn như một đại cô nương vậy. Sư tôn lão nhân gia ông ta đã đi thần đô, đi gặp một vị cố nhân. Phong Phi Vân thấy cảm xúc linh bảo tháp chủ chấn động lớn như thế. Liền biết rõ linh bảo tháp chủ này khẳng định có quan hệ không bình thường với Tả Thiên Thủ. Linh bảo tháp chủ nhắm chặt lấy thiết lệnh trong tay, ánh mắt nhìn xa phương Bắc, thì thào tự nói. 200 năm rồi, mất tích 200 năm rồi, 200 năm sau liền cho một người đệ tử tới gặp ta, đây là kết quả chờ đợi 200 năm sao? Ha ha! Tâm tình của nàng chấn động rất lớn, khi thì lầm bầm lầu bầu, khi thì cười, khi thì buồn, khi thì hồi ức, khi thì trầm tư. Thật giống đang dùng hết tất cả biểu lộ của một người vậy. Phong Phi Vân chỉ im im lặng lặng đứng ở một bên, tính tình linh bảo tháp chủ thật sự rất cổ quái, có trời mới biết sau một lúc nữa nàng sẽ thế nào, vào lúc này bảo trì trầm mặc mới là cách làm tốt nhất. Hắn đi thần đô là đi gặp Kỷ Linh Huyên sao? Linh bảo tháp chủ thản nhiên nói. Kỷ Linh Huyên chính là một trong tứ đại thần phi đương triều, cũng là nữ nhân đã hại Tả Thiên Thủ mất đi một cánh tay phải, cũng là thân cô của Kỷ Thương Nguyệt. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Phong Phi Vân ăn ngay nói thật, hắn quả thật chưa từng nghe qua tục danh của Kỷ Linh Huyên. Hừ, nam nhân đều bị coi thường như vậy. Cảm xúc linh bảo tháp chủ ổn định lại, lỗi lạc mà đứng, lãnh khốc và nghiêm túc. Ách! Phong Phi Vân tuy rằng rất muốn nói, nữ nhân càng bị coi thường hơn nam nhân, nhưng giờ phút này cũng không dám chống đối với nàng, lời này nếu nói ra miệng thì dù không chết chắc chắn cũng bị lột một lớp da. Xem ra hắn lần này đi thần đô đã ôm lòng hẳn phải chết, cho nên mới bảo ngươi đưa khối thiết lệnh này trở về, khó trách ngươi ở trên tầm bảo sư nhất đạo lại có thiên phú cao như thế, thì ra là đệ tử của hắn. Linh bảo tháp chủ lầm bầm lầu bầu. Muốn trở thành một gã tầm bảo sư cường đại, còn cần tháp chủ đại nhân chỉ điểm nhiều hơn, sư tôn nói tháp chủ đại nhân chính là bạn tốt của hắn, ủy thác này người chắc chắn sẽ không chối từ. Phong Phi Vân nhìn ra quan hệ giữa Linh Bảo Tháp Chủ và Tả Thiên Thủ cũng không cạn, cho nên mới nói như thế. Hừ, bạn tốt. Linh Bảo Tháp Chủ lạnh giọng cười cười, thanh âm cũng không hề già nua như vậy nữa, mà ngược lại còn có chút trẻ tuổi. Phong Phi Vân cũng không hề kinh ngạc chút nào, đối với tầm bảo sư mà nói, có rất nhiều bí thuật quỷ dị, đừng nói là đổi thanh âm của mình, coi như là đổi dung mạo, cốt cách, thân hình cũng đều có thể làm được. Trừ phi linh giác của ngươi vượt qua người này, bằng không thì căn bản không có khả năng nhìn thấu ngụy trang của hắn được. Ngươi nếu là đệ tử của hắn, có thể đạt tới linh giác gấp 4-2 lần thường nhân cũng không phải việc gì lạ, như vậy tu vị trận pháp khẳng định cũng không tệ chứ. Nào có! Linh bảo tháp chủ búi tóc lên cao, đứng trên bệ đá bạch ngọc, ngón tay điểm vào hư không, một đạo vầng sáng liền hiện ra, trước chỉ lớn chừng chiếc nhẫn, sau đó bành trướng đến bằng cái vòng tay. Cuối cùng biến thành một tòa trận bàn hình tròn, bay về phía Phong Phi Vân. Đây là một tòa nhị cấp khốn trận, bên trong có 84 đạo cổ văn trận pháp, tựa như một tòa thiết lung quét tới. Phong Phi Vân hai tay khoanh vòng tròn trong hư không, vô số linh quang ngưng tụ thành một tòa trận bàn,
trên đó cũng có khắc 814 đạo trận pháp phù văn. Hiskha zz hí zz zz. Hai tòa nhị cấp trận pháp đụng vào nhau, cũng không hề kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, chỉ thôn phệ lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng biến thành hai tia khói xanh, biến mất trong không khí. Trong mắt Linh Bảo Tháp chủ hiện lên một tia tán thưởng, lại có thể nhẹ nhõm khắc ra nhị cấp trận pháp như thế, còn có thể khống chế một cách tinh chuẩn, phần năng lực khống chế đối với trận pháp này đã có thể so với tứ phẩm tầm bảo sư rồi. Tuổi còn nhỏ, thành tựu bất phàm, quả nhiên không hổ là đồ đệ của hắn. Khống chế đối với trận pháp coi như không tệ, bất quá muốn khắc lục ra tam cấp trận pháp, ít nhất cũng cần đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, việc hàng đầu ngươi cần phải làm bây giờ là tăng tu vi của ngươi lên mới được. Linh Bảo Tháp chủ sau khi biết được Phong Phi Vân chính là đồ đệ của Tả Thiên Thủ thì thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Phong Phi Vân ôm quyền nói, đa tạ tháp chủ chỉ điểm. Ta chưa từng chỉ điểm ngươi, ở mặt tu vị, ta cũng sẽ không chỉ điểm ngươi. Tất cả đều cần nhờ vào chính ngươi mới được. Linh Bảo Tháp chủ duỗi ngón tay vào trong hư không, bên trong thạch bích đằng kia mở ra một cánh cửa, một đạo vầng sáng từ bên trong bay ra, rơi xuống trong tay của nàng. Một khỏa đan dược lớn chừng long nhãn lơ lửng trong lòng bàn tay nàng, trên đó quấn quanh ánh sáng màu đỏ, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, loáng thoáng có thể trông thấy có một đạo đan khí từ bề mặt bay ra, hình dạng uyển như du long. Phong Phi Vân chỉ ngửi một đám đan khí, cũng đã cảm giác bách hải nhẹ nhàng khoan khoái, huyết dịch tràn đầy sức sống, mà ngay cả thương thế trên người cũng giảm bớt không ít. Ăn viên linh đan này vào TD, trong vòng 2 ngày thương thế trên người ngươi có lẽ có thể khỏi hẳn. Linh Bảo Tháp chủ nhẹ nhàng vung tay lên, khỏa linh đan không biết phẩm cấp kia liền bay đến trước mặt Phong Phi Vân, lơ lửng trong không khí. Linh quang lập lòe, lưu chuyển lên từng đạo hào quang, tựa như một khỏa linh châu vậy. Phong Phi Vân sau khi ăn viên linh đan này vào thì toàn thân đều bị linh khí và dược khí bao lấy, như đắm chìm trong một mảnh dược đầm vậy, dược lực vô tận đều phóng vào trong huyết mạch, điên cuồng trào vào trong máu. Dược lực còn hung mãnh hơn trong tưởng tượng của Phong Phi Vân nhiều lắm, khiến huyết mạch hắn như bị nghiền nát, cổ cảm giác đau đớn xé rách kia giống như ăn vào độc dược vậy, quấy nát bụng hắn, nhưng là rất nhanh dược lực kế tiếp đã khiến huyết mạch bị nghiền nát lại chữa trị, hơn nữa càng thêm cứng cỏi, càng thêm có linh tính. Nghiền nát và chữa trị như thế cứ lặp lại, vây quanh khắp các nơi thân thể tiến hành 36 cái chu thiên. Huyết dịch kim mang lập lòe trong người càng ngày càng tinh thuần, linh tính càng ngày càng mạnh, tốc độ chảy lại tăng thêm gấp đôi, bất tử phượng hoàng thân tiến bộ thêm một bậc. 36 cái chu thiên, không chỉ có độ tinh khiết huyết dịch được đề cao mà thần cơ trong đan điền cũng được tăng lên 3 phần, số lượng linh khí cũng tăng lên 3 phần. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của Phong Phi Vân thì cái này cũng cần tu luyện đến 3 tháng mới đạt tới cảnh giới như hiện giờ. Phong Phi Vân vốn phục dụng một phần linh chi 2000 năm, dược lực trong thân thể ngay cả một tầng cũng chưa hao hết, giấu ở trong máu và trong xương tủy, hiện giờ ăn vào một khỏa linh đan không biết phẩm cấp gì liền khiến dược lực linh chi đã bình ổn trong cơ thể được kích phát ra lại. Huyết dịch trong mạch máu Phong Phi Vân quay cuồng giống như nước sôi vậy. Dược lực của linh chi 2000 năm rất nhanh bị kích thích, hóa thẳng linh khí vô cùng vô tận lưu chuyển vào trong đan điền. Thần cơ trong đan điền cũng xoay tròn rất nhanh, không ngừng thôn phệ lấy những dược lực này, nó vốn chỉ lớn như ngón tay cái nhưng bây giờ lại không ngừng tăng trưởng, hào quang cũng càng ngày càng cường thịnh. Phong Phi Vân toàn tâm đều đắm chìm vào trong tu luyện, tiến nhập trạng thái vong ngã, muốn mượn cơ hội này đột phá cảnh giới thần cơ đỉnh phong. Thời gian cũng không biết đã qua bao lâu. Mộ Dung Thác chậm rãi tỉnh lại, mở ra hai mắt, đập vào mi mắt lại là bóng lưng Linh Bảo Tháp chủ, mà Phong Phi Vân giờ phút này đang xếp bằng ở một bên thạch thất, hai mắt nhắm nghiền, trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa linh quang trận pháp thủ hộ hắn vào trong. Khí tức trên thân Phong Phi Vân ngày càng lớn mạnh, trong thân thể và làn da hào quang không ngừng lập lòe, linh khí vô tận không ngừng xông ra lao vào từ các lỗ chân lông. Ngươi đã tỉnh. Linh Bảo Tháp chủ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Đưa lưng về phía Mộ Dung Thác. Lời này tự nhiên là đang nói với Mộ Dung Thác. Mộ Dung Thác chậm rãi bò lên từ mặt đất, thấp giọng nói. Tháp chủ, ngươi đến cùng là người nào? Linh Bảo Tháp chủ xoay người lại, một đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu hết tất cả hư vọng thế gian chăm chú nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thác. Mộ Dung Thác cảm giác trước mặt Linh Bảo Tháp chủ mình quả thật giống như một người trong suốt vậy, căn bản không cách nào che giấu, chỉ có thể cúi đầu xuống. Không nói câu nào. Linh Bảo Tháp chủ hừ lạnh một tiếng,
chấn khiến màng tai Mộ Dung Thác đau nhức, thiếu chút nữa đã ngất đi. Phong Phi Vân thân như trăng sáng ở dưới kính hồ, khoanh chân ngồi chỗ kia, tản mát ra một cổ phiêu miểu, vào thời khắc này mang đến cho người cảm giác như Lâm Uyên xem biển, không cách nào nhìn thấu hắn. Nhưng trong thân thể hắn lại không bình tĩnh như hiện giờ, huyết mạch quay cuồng, thần cơ trong đan điền như liệt nhật, trong lỗ chân lông nơi làn da có đạo đạo mây tía tràn ra, tựa như một vòng trăng sáng ẩn trong mây mù vậy, thần bí mà sáng tỏ. Vô số linh khí giống như làn khói hội tụ tới đan điền, hải nạp bách xuyên, chúng linh quy thuận, có trào vào thần cơ, có trào vào trong thi cung nhỏ nhắn mà tinh xảo kia. Ầm ầm, bốn tòa cửa cung của thi cung mở ra, bên trong có khí thức phong cách cổ xưa mà mênh mông cuồn cuộn phát ra, tựa như bốn cái miệng của hồng hoang cổ ma, từng sợi linh khí dũng mãnh tiến vào cửa cung giống như đá ném vào biển rộng vậy, vô tung vô ảnh. Trong thi cung truyền ra thiên âm đại đạo, thần dị đen tối, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Phong Phi Vân không cách nào ngăn chặn tò mò trong lòng, muốn đi vào trong thi cung tìm hiểu xem đến tột cùng là thế nào, hắn cảm giác trong thi cung này cất giấu vật gì đó vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thi cung của nữ ma. Nhưng hắn dù thế nào cũng không thể ngưng tụ ra thần thức, mỗi lần đều chỉ thiếu một bước, ngưng tụ được một nửa lại thất bại, ngược lại còn khiến linh hồn bị chấn đến run rẩy. Chỉ cần có thể ngưng tụ ra đạo thần thứ đầu tiên liền coi như đã bước chân vào thần cơ đỉnh phong, nhưng luôn kém một chút như vậy, thần thức không cách nào ngưng tụ, cũng không cách nào khiến thần thức thăm dò vào trong thi cung được. Một đạo hào quang sáng chói từ trong một cánh cửa của Bạch Cốt thi cung truyền ra, tràn đầy thiên uẩn, nương theo lấy thiên âm đại đạo, tựa như thần linh tiên giới đang ngâm sướng, cuồn cuộn không dứt. Tựa hồ chỉ cần bước chân vào tòa thi cung này liền có thể đi vào một thế giới mênh mông khác. Vừa nghe được thanh âm này, trong đầu hắn liền có vẻ mơ màng, nhưng lại lộ ra đặc biệt chân thật, phảng phất như đã đưa thân vào trong đó vậy. Nhất định phải ngưng tụ ra thần thức, tiến vào trong thi cung tìm hiểu rõ ràng. Phong Phi Vân cảm giác được trong thi cung kia tồn tại một thứ nào đó không biết, tựa như một cỗ thần thi cổ xưa đang mở hai mắt ra, trong mắt thiên hà vạn trượng, dẫn dắt thần kinh của hắn vậy. Hắn lần nữa ngưng tụ thần thức. Sau mỗi một lần thất bại, Phong Phi Vân đều cảm giác được linh hồn bị thương, nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ, cổ cảm giác bức thiết trong lòng ngược lại càng tăng thêm. Mộ Dung Thác và Linh Bảo Tháp chủ đều nhìn chăm chú vào Phong Phi Vân, phát hiện trong thân thể Phong Phi Vân bắn ra một đạo hào quang hoa mỹ, tựa như tiên vụ giật tán ra từ tiên giới vây, khiến bọn hắn đều cảm thấy khó hiểu. Hào quang nhấp nháy lóe lên trên người Phong Phi Vân, tựa như đã biến thành một khối linh thạch, tràn đầy bảo vận. Kỳ quái, tam phẩm long tu đan, tuy rằng có thể kích thích linh khí trong cơ thể hắn tăng trưởng, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng diễn sinh ra linh hà tinh thuần như thế. Trong thân thể của hắn hẳn là có cất chứa kỳ bảo gì đó. Trong mắt Linh Bảo Tháp chủ bay ra hai đạo linh hoa, muốn nhìn thấu đan điền Phong Phi Vân nhưng lại bị một đạo vầng sáng chói mắt phản xạ trở về, thiếu chút nữa đã khiến mắt nàng bị thương. Trong mắt Mộ Dung Thác cũng lộ ra thần sắc kỳ dị, nhưng lại không dám nhìn vào đan điền Phong Phi Vân giống như Linh Bảo Tháp chủ, dù sao ngay cả Linh Bảo Tháp chủ cũng thiếu chút nữa phải chịu thiệt, huống chi là hắn. Tiểu cô nương, ngươi và Phong Phi Vân đến cùng có quan hệ thế nào? Linh Bảo Tháp chủ đã nhìn ra Mộ Dung Thác cũng không phải là thân nam nhân, chính là dùng bí pháp tầm bảo sư cải biến hình thể dung mạo, lại làm rất nhiều thủ đoạn che giấu, mới biến thành bộ dáng như hiện giờ. Phong Phi Vân tuy rằng tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhưng là Mộ Dung Thác lại là thiên sinh linh nhân, tăng thêm tu luyện bí pháp của Linh Bảo Quyển trong mộ phủ tầm bảo lục, coi như là Linh Bảo Tháp chủ cũng thiếu chút nữa đã bị hắn lừa gạt. Huống chi Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân mới chỉ sơ nhập môn kính. Cái gọi là thiên sinh linh nhân, chính là loại thiên tư tuyệt đỉnh, long câu hổ tương, linh cốt gia thân, huyết dịch thông linh, song đồng linh bảo, ngũ cảm không cách nào mà không thông linh. Loại người này nhất định kết duyên cùng thiên đạo, có rất ít người có thể nhìn thấu được bọn họ. Phong Phi Vân tuy rằng nhãn lực bất phàm, thông minh hơn người, nhưng thiên sinh linh nhân lại có thể thoát khỏi sự dò xét của Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Trừ phi Phượng Hoàng Thiên Nhãn đạt tới một cấp độ rất cao. Ngươi tu luyện khi thiên chi thuật trong Linh Bảo Quyển sao? Linh Bảo Tháp chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống, nói. Ngươi là nữ nhân Kỷ gia. Linh Bảo Quyển nắm giữ ở trong tay người Kỷ gia, điểm này Linh Bảo Tháp chủ rất rõ. Khí chất trên người Mộ Dung Thác trở nên sắc bén lại, giống như một thanh hàn đao ra khỏi vỏ vậy, hai mắt trở nên lạnh buốt, trên ngón tay ngưng tụ kiếm quyết vô song.
coi như là linh bảo tháp chủ, hắn cũng dám cùng nàng đánh một trận. Hừ, tiểu bối, cho dù kỳ linh huyên có đến ta cũng không sợ nàng, huống chi là ngươi. Linh bảo tháp chủ y quan hơi chính, không chút để Mộ Dung Thác vào mắt. Kỳ linh huyên chính là một trong tứ đại thần phi, sau lưng có tần đế làm chỗ dựa, linh bảo tháp chủ vậy mà lại không để nàng vào mắt, hơn nữa lời nói còn cứng rắn như vậy, hiển nhiên chuyện đó cũng không hề giả. Ngươi nhận thức cô ta sao? Mộ Dung Thác rốt cục vẫn phải thừa nhận thân phận của mình, nhưng cũng không triệt hồi ngụy trang trên người, thần sắc vẫn lạnh lùng đề phòng linh bảo tháp chủ. Đâu chỉ là nhận thức, số lần ta và nàng giao thủ không dưới 10. Linh bảo tháp chủ nói. Trong thiên hạ người dám giao thủ với thần phi đã không nhiều lắm, Mộ Dung Thác tâm tư kín đáo, rất nhanh liền nghĩ đến một người, hẳn là vị linh bảo tháp chủ này rồi. Mộ Dung Thác nhìn chằm chằm vào linh bảo tháp chủ, lần nữa khẳng định suy nghĩ trong lòng. Ta và Phong Phi Vân từng một đêm quấn tình, sau đêm đó, hắn phiêu nhiên mà đi, ta đau khổ đi theo bên người, chỉ vì muốn ở cạnh hắn, không yêu cầu gì khác. Mộ Dung Thác nói những lời này nửa thật nửa giả. Nếu là người khác khẳng định không cách nào lừa gạt được linh bảo tháp chủ, nhưng hắn chính là thiên sinh linh nhân, linh bảo tháp chủ cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu hắn được. Linh bảo tháp chủ nao nao, tiếp theo quát lớn một tiếng. Ngu muội, trong lòng hắn đã có người thương yêu, ta biết rõ ta chẳng qua chỉ là con rối để hắn phát tiết dục vọng, nhưng ta lại vô oán vô hối. Thanh âm của Mộ Dung Thác biến thành thanh âm nữ tử. Đúng là thanh âm của Kỳ Thương Nguyệt. Đẹp tựa tiên thước ca minh, lại như thanh tuyển lưu thạch. Vô liêm sỉ. Linh bảo tháp chủ đã bị Kỳ Thương Nguyệt lừa gạt, có chút tức giận, nói. Thật sự là có dạng sư tôn nào, sẽ có đồ đệ đó, tả thiên thủ thật sự là dạy được hảo đồ đệ a. Ta chỉ nguyện yên lặng ở bên cạnh hắn, yên lặng trả giá vì hắn, kính xin tháp chủ thành toàn, không nên nói chuyện này cho hắn biết. Mộ Dung Thác khom người cúi đầu, mặt cũng áp sát mặt đất. Chỉ là trong mắt nàng lại toát ra hận ý nồng đậm, trong lòng oán độc đến cực điểm, Phong Phi Vân, giết ngươi không khỏi quá tiện nghi ngươi rồi, ngươi tàn phá thân thể của ta muốn dùng tình cảm của ngươi để trả lời, thẳng đến khi ngươi sống không bằng chết, ruột gan đứt từng khúc ta mới cam tâm. Trên đời này chuyện thống khổ nhất không phải là tàn phá trên thân thể, mà là tra tấn từ linh hồn. Kỳ Thương Nguyệt tin tưởng Phong Phi Vân cuối cùng sẽ có một ngày phải chịu tra tấn như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng sống không bằng chết của Phong Phi Vân nàng đã cảm thấy đặc biệt hưng phấn, loại khoái cảm khi trả thù và thống khổ cừu hận này tạo thành nét đối lập rõ ràng. Không sợ một nữ nhân vóc người đáng sợ, chỉ sợ nữ nhân này tâm tư độc ác. Oanh! Trong thân thể Phong Phi Vân lại có một đạo hào quang lao ra, gột rửa không gian chung quanh, nơi đỉnh đầu có một đoàn vầng sáng lớn như nắm đấm đang ngưng tụ, chậm rãi biến thành hình người. Đây là đang ngưng tụ thần thức. Đã sắp thành công rồi. Trên bàn tay linh bảo tháp chủ lại đánh ra một đạo trận pháp, thủ hộ trên đỉnh đầu Phong Phi Vân, biết rõ hắn sắp đột phá cảnh giới thần cơ đỉnh phong, vào lúc này không thể bị quấy rầy dù chỉ là một chút. Thần thức chính là thứ trụ cột nhất của một tu tiên giả, chỉ có tu luyện ra thần thức mới coi như sải một bước dài bước vào con đường thiên đạo. Sau khi đoàn quang vụ trên đỉnh đầu triệt để ngưng tụ thành hình người thì liền muốn xung thiên mà đi. Trở về. Linh hồn Phong Phi Vân đang hò hét, gọi là đoàn thần thức vừa mới thành hình kia chìm vào trong đại não. Luồng thần thức đầu tiên tu luyện thành công, chính thức bước chân vào thần cơ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện thật nhanh. Mộ Dung Thác hai mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, mới vừa đột phá thần cơ trung kỳ không bao lâu đã bước chân vào thần cơ đỉnh phong, loại thiên phú này quả thực mới nghe lần đầu. Trong lòng của nàng đã bắt đầu do dự. Trung Quy cảm thấy Phong Phi Vân so với trong tưởng tượng của nàng càng thêm không thể đo lường được, không cách nào khống chế. Nếu để cho Phong Phi Vân tiếp tục phát triển thì không ra bao lâu nữa rất có thể sẽ bị hắn nhìn thấu ngụy trang mất. Nếu chuyện ấy xảy ra, vậy thì người sống không bằng chết chính là nàng rồi. Bá! Hai mắt Phong Phi Vân bỗng nhiên mở ra, trong ánh mắt thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm, trong con mắt giống như có hai đầu bất tử thần điểu đang bay lượt. Lực thấm nhuần của đôi mắt này thật sự đáng sợ, tựa như thái cổ đại yêu đang nhìn qua tương lai, vừa vặn chăm chú vào trên người Mộ Dung Thác. Kỳ Thương Nguyệt khẽ run lên, cảm giác trong mắt Phong Phi Vân tựa hồ thai nghén lấy lực lượng khám phá thời không, bản thân mình giống như đã bị ánh mắt của hắn nhìn thấu vậy. Ngực nàng bắt đầu phù 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 nhảy lên, khẩn trương đến cực điểm, tay niết kiếm quyết, lúc tất yếu chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường,
đồng tử tựa như hai khỏa sao chổi thiêu đốt, có thần điểu đỏ thẫm xoay nhanh ở phía trên, phát ra tiếng kêu to trầm thấp, giống như phượng hoàng dục hỏa niết bàn bay thẳng cửu thiên. Đây là đôi mắt người sao? Phượng hoàng thiên nhãn lại tiến một bước, bước chân vào động hư chi cảnh. Đương nhiên còn xa xa không đạt tới đỉnh cao nhất của phượng hoàng thiên nhãn, vẫn còn kém xa cả vạn dặm. Kỷ Thương Nguyệt tuy rằng vẫn là bộ dáng Mộ Dung Thác, xanh xao vàng vọt, áo gai áo vải, nhưng giờ phút này thân thể nàng đã căng cứng, đôi mắt kia của Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào khiến nàng chột dạ, nếu không phải Linh Bảo Tháp chủ đang đứng ở một bên thì giờ phút này nàng đã hạ sát thủ trước một bước rồi. Con mắt Phong Phi Vân rất nhanh liền nhắm lại, ánh lửa vô tận thu liếm, hắn lại im im lặng lặng khoanh chân ngồi chỗ kia, tựa như một khối lão thạch hằng cổ bất động trước điện vậy. Thì ra hắn đang tu luyện một loại nhãn lực thần thông cao thâm. Kỷ Thương Nguyệt thở dài một hơi, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật sự không muốn ra tay trực tiếp đánh chết Phong Phi Vân chút nào. Dù sao giết một người dễ dàng, tra tấn một người lại khó. Lúc Phong Phi Vân cưỡng ép ném nàng vào trong con sông kia, nàng đã cảm giác được một loại tra tấn khuất nhục, một loại tra tấn không cách nào phản kháng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thẳng đến khi Phong Phi Vân xé nát tất cả quần áo trên người nàng, thô bạo làm nhục nàng, cái này không chỉ đơn giản là đâm thủng màng trinh của nàng, mà càng khiến lòng nàng cũng nứt ra một khe hở. Khi đó, không chỉ giữa hai chân nàng đổ máu, mà máu trong lòng cũng chảy không ít. Cho nên Phong Phi Vân nhất định phải trả giá thật nhiều vì những gì hắn đã làm, một cái giá lớn gấp 10, gấp trăm lần. Mỗi lần nhớ lại Trường Hà dưới ánh trăng kia đều tựa như nửa đêm ác mộng, oán linh quấn thân. Khiến nàng không cách nào bình tĩnh được, Phong Phi Vân ở trong lòng nàng tựa như một bóng ma vậy khiến cho nàng phát điên lên, khiến nàng hận không thể cắn xuống huyết nhục Phong Phi Vân, từng ngụm nuốt vào trong cổ họng. Giờ phút này, Phong Phi Vân đang chìm vào thế giới trong cơ thể, sau khi tu luyện ra đạo thần thức thứ nhất, hắn giống như đột nhiên nhiều ra một đôi mắt vậy, đôi mắt này không những có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy tất cả trong cơ thể. Thần thức Phong Phi Vân ngưng tụ lớn lên giống như đúc Phong Phi Vân, chỉ là nhỏ hơn vô số lần, tựa như nguyên thần anh nhi theo như lời đạo ra vậy. Nhưng lại có chỗ bất đồng, thần thức có thể tụ, cũng có thể tán, nhưng nguyên thần anh nhi của đạo ra lại không thể tán. Thần thức ngưng tụ, lướt qua trong thân thể, cuối cùng rơi xuống trong đan điền, từ rất xa nhìn qua một tòa bạch cốt cung điện, đây chính là thi cung của nữ ma, do vô số bạch cốt dựng thành, mang theo một cổ thi khí đầm đặc mà to lớn. Tràn đầy lực lượng tà ác. Tà khí lẫm nhiên, khiến linh hồn của người đều cảm thấy áp lực, nhưng xuyên thấu qua cửa cung, lại có thể nhìn thấy trong cung có tiên hà truyền ra, tựa như có một chu thiên thảo trùng ở bên trong, mang theo điềm lành chi quang vô tận. Cũng chính nhờ có cổ điềm lành chi quang này trấn áp lấy tà khí của thi cung, bằng không thì đan điền của Phong Phi Vân đã căn bản không thể nào thừa nhận nổi thi tà chi khí mênh mông cuồn cuộn của thi cung rồi. Bên trong đến cùng có thứ gì? Phong Phi Vân cực kỳ hiếu kỳ, đám thần thần này liền trực tiếp bay vào trong một cửa của thi cung. Một cổ lực lượng khiến người sợ hãi đập vào mặt. Đây là một lực lượng rất đáng sợ, có thể trực tiếp dọa lùi người nhát gan. Phong Phi Vân không sợ hãi, dù sao chỉ là một đám thần thức mà thôi, cho dù mất đi trong thi cung thì nhiều nhất chỉ là thần thức nghiền nát, bị đánh lại cảnh giới thần cơ trung kỳ thôi, không ảnh hưởng gì đến tánh mạng cả, có gì phải sợ chứ. Bước một bước vào cửa cung, phảng phất như tiến nhập vào một thế giới khác vậy. Mà ngay một khắc này, nữ ma ở cách xa đây 17 vạn dặm cũng tâm sinh cảm ứng, lông mày nhăn lại, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc đã đứng ở trên đỉnh một ngọn núi quái thạch lởm chởm khắp nơi. Nàng dáng người tuyệt ngạo, tựu như một cây thần liên duyên dáng yêu kiều, ánh mắt trông về phía vạn tượng tháp ở xa xa, có sát khí vô biên từ trên người lao ra, giống như ma kiếm chĩa thẳng cửu thiên thương khung vậy. Đây là một thế giới mờ mịt tràn đầy bí ẩn, sau khi đi vào, tựa như tiến nhập vào một tòa tiên huyễn thế giới, linh khí tinh thuần mà nồng đậm, cho dù đứng ở nơi đó, cũng có thể cảm giác được rõ ràng linh khí đang lao vào trong cơ thể mình. Một người. Trong mông lung, Phong Phi Vân thấy được một bóng người, nằm ở trên một thạch quan treo trên bầu trời, đó là một cỗ thi thể, nhưng trong thân thể lại tản mát ra thánh quang màu trắng, tựa như một vị tiên nữ đang ngủ say trên đó vậy. Trong thi cung của nữ ma sao lại có một cỗ nữ thi? Trong thi cung nữ ma lại có nữ thi, đây quả thực thật là chuyện bất khả tư nghị, vượt ra khỏi lẽ thường, khiến người không cách nào tiếp nhận được.
Hơn nữa tiên hà trong thi cung này chính là từ trong thân thể nữ thi ở trên thạch quan kia tản phát ra, quả thực quỷ dị tới cực điểm. Phong Phi Vân bị khí tức trên thân nàng dẫn động, từng bước một đi tới, chợt, không khí run lên, Phong Phi Vân cảm giác được cột sống như bị hàn khí hoàn toàn bao trùm lấy, có một ánh mắt chợt phóng đến trên người hắn. Phong Phi Vân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nữ thi vốn nằm trên thạch quan kia bỗng ngồi dậy. Đúng vậy, nàng ngồi ở biên giới thạch quan, một đôi chân thon dài như ngọc liền mất trên không trung, trên người không mảnh vải che thân, nhưng dù vậy vẫn mang đến cảm giác thánh khiết mà tiên linh, khiến người không cách nào sinh ra được một chút suy nghĩ dơ bẩn. Tiêu Nặc Lan. Phong Phi Vân tự nhận mình coi như là một người bình tĩnh, nhưng sau khi thấy nữ thi này lại không cách nào bình tĩnh được nữa, hắn quát to một tiếng, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Nữ thi này rõ ràng chính là Tiêu Nặc Lan, không. Chỉ là lớn lên giống Tiêu Nặc Lan như đúc, không, nàng chính là Tiêu Nặc Lan. Lạc ấn trên người nàng và nữ ma Tiêu Nặc Lan hoàn toàn thuộc về cùng một người, tuyệt đối không thể nào là hai người lớn lên giống nhau được, chỉ là khí chất trên người các nàng lại hoàn toàn bất đồng. Một người toàn thân đều ma khí, lãnh sát mà bất cận nhân tình, một ánh mắt đã khiến vạn dặm thây người nằm xuống. Trước mắt cũng là một cỗ nữ thi, nhưng toàn thân đều là tiên hà. Trên mặt không có chút nào ác liệt nào, ngược lại mang theo ôn nhu hồn nhiên, có vài phần đáng yêu và dí dỏm. Nàng, vậy mà đang cười, nữ ma lại có thể biết cười. Phong Phi Vân không cách nào tiếp nhận nổi một màn trước mắt này cả, Tiêu Nặc Lan vậy mà mỉm cười với hắn, cười đến thập phần thân mật, tràn đầy tiên linh cao thượng. Mẹ nó, đây là đang đùa sao? Hai cỗ nữ thi, hai tồn tại cực đoan, một người như ma, giết người như ngoé, một người như tiên. Không chút tỉ vết. Chính yếu nhất chính là cỗ nữ thi tràn đầy thiện ý và tiên ý này vậy mà lại xuất hiện trong thi cung của nữ ma, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, không phải là ảo giác đấy chứ. Trong thi cung nữ ma còn có một nữ ma, không, là nữ tiên. Rầm rầm, có thanh âm khóa sắt kéo động vang lên, tựa như quỷ hồn ở địa ngục ập thể bò lên vậy, thanh âm đặc biệt chói tai. Phong Phi Vân lúc này mới chú ý tới. Cỗ nữ thi này toàn thân không mặc gì cả, lại bị bốn sợi xích sắt buộc lấy, phân biệt bao lấy hai chân và hai tay của nàng, bên kia móc ở tứ giác thạch quan. Xích sắt to chừng cánh tay người trưởng thành, đen kịt mà lạnh như băng, tạo thành nét đối lập rõ ràng với da thịt xanh ngọc, đùi ngọc mảnh khảnh và cánh tay ngọc của nữ thi. Đây là một màn cực kỳ khiến người tràn ngập tà niệm, một cô gái tuyệt sắc không mảnh vải che thân, lại bị trói lại như thế, tựu như cấm thất bồi dục vậy. Tình cảnh này khiến bất luận một nam nhân nào cũng phải suy nghĩ không ngừng. Nếu nơi này không phải là thi cung của nữ ma thì Phong Phi Vân khẳng định đã sớm mắng hết tổ tông 18 đời của người nhốt Tiêu Nặc Lan rồi. Thiện thi, ác thi, bản thân, trảm tam thi, lại vừa chứng đạo. Ác thi nếu lại tìm đến bắt người, chỉ có đại diễn chi thuật là có thể kháng cự. Nàng vậy mà mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như đúc nữ ma, chỉ là trong thanh âm lại tràn đầy thiện lương và hồn nhiên. Trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy ân cần và thuần khiết. Nàng thánh khiết đoan trang, giống như một vị tiên tử sống trong nguyệt cung, thản nhiên ngồi ở trên thạch quan, mặc dù trên người không hề mặt gì, lộ ra bộ ngực trắng nõn, bụng dưới hương diễm khêu gợi, cặp đùi nhỏ nhắn xinh xinh. Tất cả đều hiện ra rõ ràng. Cái gì là thiện thi? Cái gì là ác thi? Cái gì là bản thân? Phong Phi Vân không kịp hỏi nàng nói những lời này là có ý gì đã cảm giác được ở bên ngoài hơn 10 vạn dặm truyền đến một cổ lực lượng đáng sợ, đó là khí tức nữ ma, từ trên đỉnh Tuyệt Phong xa xôi truyền đến, phảng phất như muốn phá hủy linh hồn hắn vậy. Lúc này hắn không thể không thu hồi thần thức, cưỡng ép thối lui ra khỏi thi cung. Bành, 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 bành. Bốn cửa bạch cốt thi cung đóng lại, tất cả liền quay về hiện thực, một màn vừa rồi giống như một giấc mộng vậy. Giờ phút này nhớ lại chợt có một loại cảm giác không chân thật. Ta vừa rồi từng tiến vào thi cung sao? Phong Phi Vân không khỏi lầm bầm lầu bầu, hắn tổng chung quy cảm thấy vừa rồi chỉ là một giấc mơ, bị một đồ vật kỳ dị nào đó ảnh hưởng đến tâm thần, sinh ra ảo giác, cho nên mới thấy được một ít vật không nên thấy, gặp một ít người không nên gặp được, kỳ thật từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng tiến vào thi cung lần nào cả. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, tràn đầy các loại không biết. Khiến người có một loại sợ hãi không hiểu, hắn cảm giác nữ ma còn khủng bố hơn mình tưởng tượng nhiều, vừa nhắm mắt lại đã cảm giác được trái tim và linh hồn đều đang run sợ. Nam Thái Phủ, một nơi xa xôi.
Nữ ma đứng trên đỉnh Tuyệt Phong, một đôi nắt băng hàn không nháy lấy một cái nhìn về phía xa xa, duỗi một ngón tay ra ngoài, một đạo vầng sáng, tựa như một vì sao rơi từ phía trên thiên mạc ngang trời mà qua. Ngày hôm nay, rất nhiều tu sĩ Nam Thái Phủ đều thấy được một màn kỳ cảnh trên bầu trời này, một đạo bạch hồng xẹt qua trên thiên mạc, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa hướng bắc mà đi. Ầm ầm, đạo bạch hồng này nương theo lấy lôi đình cuồn cuộn, sấm sét một mực từ Tam Thánh Quật, truyền đi 17 vạn dặm, rơi xuống Vạn Tượng Tháp. Có sát khí mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, khiến cao thủ thế hệ trước trong Vạn Tượng Tháp đều bị kinh động, đạo bạch hồng kia đánh tới Linh Bảo Tháp, sắc trời cũng vì thế mà thay đổi, sát uy cuốn thần vân, dẫn tới gió lạnh lăng lệ ác liệt. Cao nhân phương nào? Bốn vị lão nhân hộ tháp của Linh Bảo Tháp đồng thời điểm một ngón tay lên trời cao, bốn đạo linh quang kết thành một mảnh tứ mang cổ trận, tựa như huyền quy giáp khải. Bành! Tứ mang cổ trận bị bạch hồng lập tức đâm phá, bốn vị hộ tháp lão nhân cường đại kia đồng thời bị thương, thân thể chấn động mạnh, từng người nhổ ra một ngụm máu tươi. Bọn họ đều là cường giả tiếp cận cấp bậc cự kình, thực lực có thể so với một vị tháp chủ, nhưng bốn người liên thủ cũng không thể ngăn cản đạo bạch hồng này được. Hừ, nữ ma thật sự là cuồng vọng, ở ngoài vạn dặm ra tay đã muốn phá hủy Linh Bảo Tháp, cũng quá không để Vạn Tượng Tháp vào mắt rồi. Linh Bảo Tháp chủ chính là cường giả cấp bậc cự kình chân chính, hơn nữa càng là một vị cửu phẩm tầm bảo sư, nhãn lực vượt qua thường nhân vô số lần, liếc mắt đã nhìn ra 10 vạn dặm, lờ mờ thấy được dáng người tuyệt thế của nữ ma đang đứng trên đỉnh Thiên Vân Phong, một màn này, giống như là ma thần lâm thế trong cổ họa vậy. Ngay một sát na ánh mắt nàng nhìn đến nữ ma, ánh mắt nữ ma cũng lạnh lùng chừng qua. Phốc! Linh Bảo Tháp chủ hai mắt đau đớn, ánh mắt vô biên như thủy triều rút về, trong hốc mắt nhỏ ra hai giọt máu tươi, không ngờ nàng lại bị ánh mắt của nữ ma gây thương tích. Linh Bảo Tháp chủ tâm thần cực kỳ rung động, nữ ma thật sự quá kinh khủng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy nàng một cái, may mắn mình đã đạt đến tu vị cự kình, bằng không vừa rồi khẳng định đã chết dưới ánh mắt nữ ma rồi. Tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng có thể ngự kiếm ngàn dặm lấy tánh mạng người ta, mà nữ ma cách 17 vạn dặm cũng thiếu chút nữa chừng mù hai mắt Linh Bảo Tháp chủ. Vạn Tượng Tháp dù sao chính là học thuật thánh địa đệ nhất thiên hạ, Linh Bảo Tháp càng là đệ nhất trọng địa của Vạn Tượng Tháp, có rất nhiều cường giả ẩn núp trong bóng tối thủ hộ Linh Bảo Tháp, liên thủ rốt cục cũng ngăn trở được nhất chỉ bạch hồng của nữ ma, bất quá cũng có rất nhiều lão nhân nhận lấy trọng thương, bỏ ra một cái giá cực lớn. Không ai biết rõ vì sao nữ ma lại đột nhiên công kích Linh Bảo Tháp, rất nhiều người đều cảm thấy nguy cơ, nữ ma đã dám công kích Linh Bảo Tháp, nói không chừng sớm muộn cũng có một ngày sẽ xông vào Vạn Tượng Tháp. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, thần thức lại về lại trong đại não, hắn tự nhiên biết rõ vừa rồi nữ ma xuất thủ, cái này chẳng lẽ quan hệ với việc vừa nãy mình tiến vào thi cung sao? Cho dù tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Vậy thì trong thi cung cũng khẳng định cất giấu một đại bí mật về nữ ma. Hy vọng nữ ma đừng xông đến Vạn Tượng Tháp mới tốt. Phong Phi Vân trong lòng nghĩ như thế. Một ngày này, rất nhiều đại nhân vật trong Vạn Tượng Tháp đều đi tới Linh Bảo Tháp, bí mật thương nghị lấy gì đó, đi một đám, lại tới nữa một đám, hiển nhiên đều đã bị nữ ma kinh động. Chỉ là một kích phát ra từ cách đây 17 vạn dặm đã khiến người sợ hãi đến mức đó, nếu nàng tự thân giá lâm. Cho dù Vạn Tượng Tháp cường giả như mây nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác ở trong mắt những cường giả lớp trước này đều là tôm tép, cho dù đi trên thang đá cũng không có bất kỳ ai liếc lấy bọn hắn một cái. Người gặp qua nữ ma chưa? Vừa đi xuống Linh Bảo Tháp, Mộ Dung Thác đã ở một bên tò mò hỏi. Đương nhiên từng gặp. Phong Phi Vân có chút nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo vài phần kỳ quang, sau đó lại nhìn chằm chằm vào hắn. Sờ lên cằm, đánh giá cẩn thận lấy. Mộ Dung Thác một quyền đánh vào ngực Phong Phi Vân, giả bộ tức giận nói. Ta cũng không phải đại cô nương, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Không có, ta chỉ là đang hiếu kỳ. Hai hàng lông mi ngươi vì sao lại có chút không đối xưng lắm, ngươi khẩn trương vậy làm gì? Khóe miệng Phong Phi Vân lộ vẻ mỉm cười, chợt ôm lấy bờ vai gầy yếu của Mộ Dung Thác, lôi hắn qua, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta cho ngươi biết một bí mật, ở Linh Châu Thành chúng ta, mọi người đều nói, người hai hàng lông mi không đối xứng đặc biệt khó chịu. Uy, lại đánh ngực, rất đau đấy, còn đánh nữa, ta nói đều là sự thật mà. Chỗ các ngươi thế nào có cách nói như vậy chứ?
Mộ Dung Thác kéo tay Phong Phi Vân ra, dọc theo thang đá đi xuống dưới, không hề liếc lấy Phong Phi Vân nữa, giống như đã tức giận vậy. Này, đàn ông gì cũng quá nhỏ mọn đi, chỉ đùa với ngươi chút thôi mà, cùng lắm thì hai ngày nữa mang ngươi đi Vạn Tượng Tập uống hoa tửu có được không? Phong Phi Vân đuổi theo, lại không chút khách khí ôm lấy bờ vai hắn, lộ ra thập phần hào sảng. Ta không thèm đến nơi dơ bẩn kia. Mộ Dung Thác lần nữa muốn kéo tay Phong Phi Vân ra, nhưng Phong Phi Vân lại ôm chặt lấy hắn, hắn căn bản không thể giãy ra được. Hảo huynh đệ mà, kề vai sát cánh là chuyện rất bình thường. Mộ Dung huynh, lời này của ngươi nói cũng quá mất trình độ rồi, nếu không có nữ tử Thanh Lâu thì từ xưa đến nay nào có nhiều chuyện ái ân như vây. Người đang trẻ tuổi thì phải tận hoan, người quá bảo thủ rồi. Phong Phi Vân kéo lấy cổ Mộ Dung Thác, thở dài thở ngắn. Hừ, chỉ tiếc, những chuyện ái ân này cuối cùng nhất đều là nam nhân phụ lòng nữ tử nhân, Thanh Lâu là chỗ cực lạc của nam nhân chúng ta, nhưng lại hồn đoạn quật của nữ tử. Mộ Dung Thác ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng nồng đậm. Tình nghĩa nhiều là loại giết chó, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Chúng ta đều là loại giết chó, có tình có nghĩa. Những người thay lòng đổi dạ kia tự nhiên không thể so với chúng ta được rồi. Có tình có nghĩa. Mộ Dung Thác chào phúng cười. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm hắn, nói. Mộ Dung huynh vì sao lại cười khoa trương như vậy chứ? Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một kẻ xấu thôi. Mộ Dung Thác nói. Xấu như thế nào? Phong Phi Vân nói. Ta cũng là khi còn bé nghe mẫu thân nói tới, kẻ xấu này là một tên tội ác chồng chất. Tên là Phong Lại Tam, 3 tuổi hành khất, 5 tuổi dành ăn với heo chó, 9 tuổi trộm cắp, sau 14 trưởng thành càng thêm việc ác bất tận. Vào một ngày mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi dày 3 thước, Phong Lại Tam gặp một thiếu nữ đồng hương, chỉ thấy thiếu nữ này ăn mặc áo vải đơn bạc, giày vải trên chân cũng đã thủng, đang chạy đi trong gió tuyết lạnh, muốn đến thị trấn để bốc thuốc cho mẫu thân đang bị bệnh nặng. Mà Phong Lại Tam lại uốn mình trong đống tuyết, đã đói bụng 3 ngày 3 đêm, thiếu nữ này thương hại hắn. Bố thí một cái mãn thầu cuối cùng trên người cho hắn, hắn mới không bị chết đói. Mộ Dung Thác một bên kể lấy câu chuyện, một bên dọc theo thang đá Linh Bảo Tháp đi vòng xuống dưới. Phong Phi Vân ôm lấy bờ vai của hắn, rất nghiêm túc nghe, đột nhiên nói. Tuyết rơi phủ kín núi, thiếu nữ này còn gánh chịu lấy rét lạnh đi bốc thuốc cho mẫu thân, phần hiếu tâm này thật đáng quý. Tự nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng nàng lại gặp tên tội ác chồng chất như Phong Lại Tam. Mộ Dung Thác nghiến răng nghiến lợi nói. Hẳn là tên Phong Lại Tam thấy thiếu nữ này liền động sắc tâm. Phong Phi Vân nói. Há chỉ là động sắc tâm, tên vương bát đản này sau khi ăn xong màn thầu còn cưỡng hiếp thiếu nữ này trong đống tuyết, về sau lại loạn đao chém chết mẫu thân đã bệnh nặng từ lâu của thiếu nữ, chiếm đoạt thiếu nữ này làm vợ. Đồng hương có một vị chính nghĩa chi sĩ đến đây chủ trì công đạo, người đoán, tên xấu xa Phong Lại Tam kia nói như thế nào? Mộ Dung Thác nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Hắn nói như thế nào? Phong Phi Vân hỏi. Hắn nói hắn là một người có tình nghĩa. Mộ Dung Thác cười lạnh nói. Ha ha! Phong Phi Vân phá lên cười, nói. Người cặn bã như vậy cũng coi là người có tình nghĩa, đó mới là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cười cười, Phong Phi Vân liền lại nghiêm túc lên, nói. Tên kia thật sự họ Phong. Tuyệt đối họ Phong. Mộ Dung Thác nói. Gọi là Phong Lại Tam. Phong Phi Vân lại nói. Cái này thì không nhất định. Mộ Dung Thác dừng một chút, lại nói. Dù sao loại người cặn bã này, có thể nhớ ký họ của hắn cũng đã là chuyện không dễ dàng rồi, huống chi là tên của hắn. Mộ Dung Thác lại hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Phong Phi Vân đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộ Dung Thác, ngón tay sờ lên cái cằm, hai mắt nhíu lại. Sau đó khóe miệng nhảy lên, lộ ra một vòng dáng cười mang theo thâm ý. Này, chờ ta một chút. Phong Phi Vân lại xông lên phía trước, từ phía sau một tay ôm lấy bả vai Mộ Dung Thác, bởi vì thân thể hắn cao hơn Mộ Dung Thác một đoạn nên thiếu chút nữa đã kéo Mộ Dung Thác vào trong ngực hắn, mặt thiếu chút nữa đã đâm vào ngực hắn rồi. Linh Bảo Tháp ở trong Bách Tháp Vạn Tượng Tháp coi như là thánh địa bài danh gần phía trước nhất. Linh khí mênh mông cuồn cuộn. Cao hơn nơi khác gấp 3 lần, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tăng lên tu vị cũng là làm chơi ăn thật, đương nhiên nếu là ở một ít mật địa tu luyện của Vạn Tượng Tháp thì tốc độ tu luyện sẽ càng thêm khủng bố.
Bất quá cũng chỉ có những nghịch thiên tài tuấn trên bách tháp bảng có cống hiến rất lớn với vạn tượng tháp mới có thể có tư cách vào trong đó tu luyện một ít ngày. Nhất thủy nhị hỏa tam mộc tứ kim ngũ thổ, thổ thêm thủy là lục, thổ thêm hỏa là thất, thổ thêm mộc là bát, thổ thêm kim là cửu, thổ thêm thổ là thập, hợp thành thiên địa chi sổ ngũ thập hữu ngũ. Phong Phi Vân xếp bằng ở sâu trong rừng trúc, gió mát từ từ quét qua thổi rơi từng mảnh lá trúc, thật giống như thành từng mảnh cổ ngọc phiêu trên bầu trời, nhưng lại không cách nào dính được vào trên thân thể hắn, lá trúc khi còn cách thân thể hắn chừng ba thước đã bị một tầng khí không thể thấy rõ kích ra ngoài. Thổ không thể lại sinh thổ, vốn chỉ có ngũ, không thể thêm ngũ, như vậy đại diễn chi sổ ngũ thập, thiên địa chi sổ cũng ứng với ngũ thập. Trong tay hắn bưng lấy bát thuật quyển, tu luyện thanh mộc thuật trong ngũ hành chi thuật. Ngũ hành chi thuật sau khi hợp nhất chính là tiểu diễn chi thuật tiếp tục thôi diễn, chính là đại diễn chi thuật. Mà đại diễn chi thuật mới xem như một trong bát thuật chính thức. Cái gọi là hắc thủy thuật, xích hỏa thuật, thanh mộc thuật. V.V. cũng chỉ là quá trình diễn biến đại diễn chi thuật, muốn tu luyện thành đại diễn chi thuật nguyên vẹn không sứt mẻ, quả thật là gánh nặng đường xa. Phong Phi Vân tay cầm thẻ tre, mặt trầm như nước, tâm động như lửa, hai mắt có chút nhắm lại, thật giống như đã hóa thân thành một mảnh lá trúc trong rừng trúc vậy. Hô! Gió thổi qua, thân thể của hắn giống như khí cầu vậy, theo gió mà phiêu, ngồi xếp bằng phi động giữa lá trúc. Một màn này quái dị nói không nên lời. Nếu phát sinh vào buổi tối thì nói không chừng sẽ bị người coi là một u linh rồi. Thanh mộc chi lệnh, cỏ cây đều có hồn. Khóe miệng Phong Phi Vân đang thì thầm lấy gì đó, trên hai tay hiện ra linh quang, giao vào nhau, hóa thành một mảnh thanh mang. Mộ Dung Thác đứng ở bên bờ rừng trúc, mặc vào một kiện nho y màu trắng, vị trí nơi ngực đeo lấy một khối linh thạch văn giảng, đây chính là đồng phục của đệ tử Vạn Tượng Tháp, linh thạch văn giảng, đại biểu cho đệ tử Linh Bảo Tháp. Hắn khoanh lấy hai tay, một đôi mắt đen kịt mà sáng ngời nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đang tu luyện, tự nhủ. Liên tiếp ngồi xếp bằng 17 ngày, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ ra được ngũ hành chi mộc, thiên phú của Phong Phi Vân ở trên tầm bảo sư nhất đạo quả thực không hề kém hơn một thiên sinh linh nhân như ta. Lúc này cách linh giác khảo thí đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian này Phong Phi Vân vẫn dạy hắn trận pháp, huống chi còn giao điển tịch tuyệt học như Bắc Minh Thần Công cho hắn tu luyện. Thật giống như đã hoàn toàn xem hắn là hảo hữu của mình rồi vậy. Cùng nhau tu luyện, cùng nhau cười đùa, thậm chí có lúc còn nằm ngủ chung một chỗ, những ngày này đặc biệt khó được, tựa như hai hài tử vô ưu vô lự vậy. Chủ nghệ của Mộ Dung Thác thuộc hàng nhất tuyệt, khiến Phong Phi Vân được ăn đến sướng miệng. Mà trong những ngày này, lĩnh ngộ của Phong Phi Vân đối với bát thuật quyển cũng đột nhiên tăng mạnh, xích hỏa thuật đã tu luyện đến đại thừa chi cảnh, đối với thanh mộc thuật cũng liên tiếp tu luyện 17 ngày. Hôm nay rốt cục có chỗ đột phá. Mộ Dung Thác sờ lên trúc hoàn trên cổ, chính là từng vòng thanh trúc ống trúc xuyên thành, đây chính là lễ vật vào lúc hắn sinh nhật 14 tuổi Phong Phi Vân đã tặng cho hắn. Này, Mộ Dung Thác, cái này tặng cho ngươi. Ngày đó Phong Phi Vân nói như vậy. Tặng thứ này làm gì? Mộ Dung Thác nhìn mảnh ống trúc hoàn kia, trong lòng thập phần chán nản, tên hỗn đản Phong Phi Vân này cũng quá nhàm chán rồi. Hôm nay không phải là sinh nhật 14 tuổi của ngươi sao? Phong Phi Vân sững sờ nói. Có sao? Mộ Dung Thác nói. Ta vừa gặp ca của ngươi Mộ Dung Trác, hắn nói cho ta biết đấy. Phong Phi Vân cười nói, sau đó nhét ống trúc hoàn kia vào trong tay hắn. Ách, hình như là hôm nay, ta cũng quên mất sinh nhật mình rồi. Mộ Dung Thác chợt nói. Người đầu tiên phát hiện sinh nhật mình đến, thường thường không phải mình. Mà là người bạn tốt nhất của mình. Phong Phi Vân cười nói. Đeo nó lên cổ xem thử. Không cần đâu, giống như đeo một cái vòng cổ dành cho nữ nhân vậy, hơn nữa. Còn đơn sơ, thô ráp như vậy. Mộ Dung Thác dù có chết cũng khó có khả năng đeo thứ mà Phong Phi Vân tặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.